Nguyên thần thiên giờ phút này trong cơ thể ở quay cuồng, đang ở toàn lực áp chế trong cơ thể hàn băng chi lực phản phệ, chân chính động thủ tình huống chỉ biết thực không xong, nếu không hắn sao lại cùng Dương Nghị Vân vô nghĩa, hận không thể một cái tát chụp chết Dương Nghị Vân. Nhưng là hiện tại hắn yêu cầu thời gian, áp chế trong cơ thể thương thế phản phệ. Mười mấy vạn năm trước thương thế, vẫn luôn bối rối hắn đến nay, không chỉ có không có khôi phục, thậm chí ngược lại ở gần mấy năm càng ngày nghiêm trọng, hiện tại thật không thích hợp động thủ. Hắn yêu cầu kéo dài thời gian mới được. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, hừ lạnh một tiếng nói, báo thù. Ngươi một giới nhân tộc bổn tọa nhưng cho tới bây giờ không có cùng nhân tộc đánh quá giao tế. Đích xác hắn nghĩ không ra, khi nào đắc tội quá một nhân tộc, đến nỗi nửa câu sau hắn trực tiếp xem nhẹ, thành chủ chi vị. Chê cười sao? Dương Nghị Vân nhếch miệng nói, Hoàng Thư Lang nói cho hắn, ngươi là ai? Xuất binh có danh nghĩa mà thôi. Hoàng Thư Lang hồng con mắt, dăm ba câu đem thê nhi ở mười mấy vạn năm trước bị Nguyên Thần Thiên một chân dẫm chết thù hận nói ra, cuối cùng bổ sung một câu, Dương Nghị Vân là ta chủ nhân. Đối mặt Hoàng Thư Lang lời nói, Nguyên Thần Thiên đại nhíu mày, hắn căn bản liền nhớ không nổi có chuyện này, mười mấy vạn năm trước chuyện này, hắn năm đó đều là thần chủ cường giả, lại sao lại để ý hai chỉ tiểu như con kiến chuột yêu sinh tử. Bất quá ngay sau đó Nguyên Thần Thiên nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân liền minh bạch lại đây. Trọng điểm là này nhân tộc tiểu tử, một cái thượng vị đỉnh thần đế là tới khiêu khích hắn, trọng điểm là này nhân tộc câu kia thành chủ chi vị. Cố ý tìm ti a mà thôi, cấp dưới xuất đầu, chỉ là cái cớ. Ha ha, muốn báo thù cũng phải nhìn xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Nguyên Thần Thiên như cũ ở kéo dài thời gian, chờ hắn hoãn quá mức đem trong cơ thể phản phệ chi lực áp xuống tới, trở tay chi gian là có thể xử lý này mấy cái con kiến. Vậy thử xem. Dương Nghị Vân híp mắt sứt lời, bỗng nhiên chi gian đối với Nguyên Thần Thiên chính là nhất kiếm chém tới. Hắn lại há có thể không biết Nguyên Thần Thiên ở kéo dài thời gian. Đến nỗi hắn, đồng dạng cùng Nguyên Thần Thiên tâm tư không sai biệt lắm, có thể kéo dài tới hiện tại không ra tay, chính là tưởng cẩn thận cảm thụ một chút Nguyên Thần Thiên thể nội tình huống đến tột cùng như thế nào. Ở đối thoại chi gian, hắn rốt cuộc cảm nhận được Nguyên Thần Thiên hơi thở, đích sắc phi thường hỗn loạn. Hơn nữa ở tu vi thượng chính là sơ cấp thần chủ, hắn tại đây một khắc nắm chắc. Tự nhiên sẽ không tự cấp Nguyên Thần Thiên thời gian đi điều trị áp chế trong cơ thể thương thế phản phệ, ngược lại muốn tranh thủ thời gian, thừa dịp Nguyên Thần Thiên thể nội lọt vào phản phệ thời điểm, giải quyết rất hắn. Giống. Nguyên Thần trời giận giống trực tiếp phung tay lên, đón nhận Dương Nghị Vân nhất kiếm. Ầm vang. Nặng nề chung, Dương Nghị Vân nhất kiếm bị hóa giải. Mà Nguyên Thần Thiên còn lại là sát ý tràn ngập, lùi cũng chưa lùi một bước. Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc cả kinh, tuy rằng hắn này nhất kiếm không nhúc nhích dùng nói thụ chi lực thêm vào, nhưng cũng là một trảm kiếm đạo mạnh nhất một kích, không nghĩ tới bị Nguyên Thần Thiên tùy ý vung tay lên liền cấp hóa giải. Trong lòng âm thầm nói, thần chủ cấp bậc cường giả, quả nhiên không giống bình thường, này vẫn là ở hắn có thương tích thế dưới tình huống, hơn nữa vẫn là sơ cấp thần chủ, nếu là ở Nguyên Thần Thiên đỉnh trạng thái. Hôm nay sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp. Tức khắc Dương Nghị Vân đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hắn biết hắn hiện tại đối mặt chính là chân chính ở lực lượng tới đỉnh cường giả. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nếu không thật sự sẽ thiệt thòi lớn. Bất quá hắn như cũ có tin tưởng chém giết một trận chiến. Hắn quan sát tới rồi một cái chi tiết là, phát hiện Nguyên Thần Thiên thân mình ở ngăn cản hắn nhất kiếm lúc sau, rất nhỏ run lên, tuy rằng gần là một chút, nhưng cũng thuyết minh. Hắn nhất kiếm đối Nguyên Thần Thiên tạo thành bối rối, là có thể đối Nguyên Thần Thiên sinh ra uy hát iota. Tiểu tử tìm chết. Nguyên Thần Thiên đại giận, hắn cũng xem minh bạch suy nghĩ cẩn thận, tiểu tử này có thể xông tới tìm chính mình phiền toái, sợ là đã sớm rõ ràng hắn bị thương việc, cho nên mới một thần đế tu vi tiến đến khiêu chiến hắn cái này thần chủ. Rõ ràng hơn kế tiếp chiến đấu nếu kéo dài không được, vậy yêu cầu tốc chiến tốc thắng, nếu không nói, càng là kéo dài đi xuống sẽ đối hắn càng bất lợi. Một đôi mắt trợn tròn, nổi lên kim quang, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, bất quá lại là tại hạ một khắc ánh mắt từ Dương Nghị Vân trên người đảo qua đi, nhìn về phía Dương Nghị Vân phía sau đằng xà, Thổ Tinh Nguyên, Hoàng Thư Lang ba cái trên người. Đối với Dương Nghị Vân, Nguyên Thần Thiên Tổng cảm giác là cái thứ đầu, khả năng dựa theo hắn hiện tại trạng thái muốn bắt lấy có điểm khó khăn, một khi đã như vậy, vậy từ Dương Nghị Vân bên người vài người xuống tay, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể cho hắn cấp kéo dài thời gian. Đem trong cơ thể không xong dưới tình huống áp xuống đi, hắn là có thể trái lại một đám lộng chết này mấy cái con kiến.
Trọng điểm là nguyên thần thiên tâm còn có một cái khác ảo giác, hắn thành chủ phủ 10 đại thần đế thủ hạ đâu. Chẳng lẽ đều bị giết sạch rồi? Ngẫm lại không có khả năng, Dương Nghị Vân mấy người này, còn sát không xong 10 đại thần đế, liền tính là có cái kia thực lực, cũng chỉ có thể chém giết mấy cái tu vi nhỏ yếu sơ cấp thần đế, trong đó tam đại thượng vị thần đế thực lực hắn biết rõ. Rất có khả năng là bị chuyện gì nhi ràng buộc ở. Nhất định là như thế này. Nghĩ như thế, Nguyên Thần Thiên càng thêm xác định muốn từ Dương Nghị Vân phía sau mấy cái cấp dưới xuống tay, tới kiềm chế Dương Nghị Vân, cho chính mình tranh thủ thời gian, hy vọng những cái đó thủ hạ thần đế mau chóng tới rồi. Ngay sau đó Nguyên Thần Thiên ánh mắt híp lại, thân hình vừa động vèo một chút liền biến mất ở tại chỗ. Mà Dương Nghị Vân vẫn luôn ở phòng bị Nguyên Thần Thiên, hắn trực tiếp vận chuyển phía sau nói thụ ra tới, chuẩn bị cấp Nguyên Thần Thiên chính diện chém giết. Ai biết bỗng nhiên phát hiện, Nguyên Thần Thiên cư nhiên trực tiếp sai khai hắn, mục tiêu thẳng đến tu vi yếu nhất Hoàng Thư Lang mà đi. Ngươi dám? Dương Mỗ Nhân là thật bị hoảng sợ. Hoàng Thư Lang ở hắn thủ hạ là tu vi yếu nhất một cái, giờ phút này Nguyên Thần Thiên đối Hoàng Thư Lang xuống tay, thật là vô sỉ không biết xấu hổ. Thật muốn là bị Nguyên Thần Thiên đắc thủ, không hề nghi ngờ Hoàng Thư Lang sẽ là không hề có sức phản kháng con kiến, trọng điểm là Dương Nghị Vân nhưng không hy vọng mất đi Hoàng Thư Lang. Ở ba cái thủ hạ chung hắn kỳ thật nhất coi trọng chính là Hoàng Thư Lang, còn chuẩn bị đem Hoàng Thư Lang bồi dưỡng thành bên người quân sư quạt mo đâu. Này muốn nói bị Nguyên Thần Huyễn bắt lấy, Hoàng Thư Lang mạng nhỏ liền xong đời. Dưới tình thế cấp bách, Dương Nghị Vân chửi ầm lên, bất quá hắn cũng biết không làm nên chuyện gì, ngăn cản đều không kịp. Chung quy là có điểm khoảng cách, mà Hoàng Thư Lang muốn né tránh Nguyên Thần Thiên bực này đại thần, đó là căn bản không có khả năng. Liền tính là khoảng cách Hoàng Thư Lang khẩn ai đằng xà cùng thổ tinh nguyên ra tay, cũng sợ là vô dụng, làm không hảo ba cái sẽ bị Nguyên Thần Thiên một lưới bắt hết, đến lúc đó Nguyên Thần Thiên trái lại áp chế hắn, do đó kéo dài thời gian, Dương Nghị Vân biết đến lúc đó thật đúng là không có biện pháp. Bởi vì hắn không phải cái loại này lãnh chút vô tình người, có thể vứt bỏ ba cái thủ hạ. Tình huống ở trong nháy mắt liền nghịch chuyển không xong. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới. Đường đường thần chủ cấp bậc cường giả Nguyên Thần Thiên, cư nhiên vô sỉ đến sẽ đối một cái tiểu thần vương ra tay, đã có thể nói không từ thủ đoạn hảo không biết xấu hổ. Bực này người phi thường âm hiểm, có thể xác định không phải cái gì thứ tốt. Vốn dĩ hắn phía trước trong lòng còn từng có băn khoăn, cùng Nguyên Thần Thiên không oán không thù đi trêu chọc Nguyên Thần Thiên, đi mưu đoạt không trung thần thành thành chủ chi vị, trong lòng có chút băn khoăn, cho chính mình tìm một cái miễn cưỡng lý do là cho Hoàng Thư Lang cái này cấp dưới báo thù. Liền tính như thế, hắn trong lòng như cũng có chút ngượng ngùng ở bên trong. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình vẫn là quá đơn thuần. Ở này đó lão yêu quái trước mặt, căn bản là không cần đem cái gì quy củ thể diện, có thể sát trực tiếp sát tốt nhất. Bởi vì Nguyên Thần Thiên trực tiếp chính là không biết xấu hổ hành vi, không hề cường giả phong phạm, một khi đã như vậy còn có cái gì hảo áy náy. Liền như vậy trong nháy mắt. Dương Nghị Vân nhìn đến Nguyên Thần Thiên trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Thư Lang 3 mét ra, duỗi tay trực tiếp chụp vào Hoàng Thư Lang, mà Hoàng Thư Lang cái này tiểu thần vương tu vi, ở thần chủ cấp bậc Nguyên Thần Thiên trước mặt, trực tiếp liền dọa choáng váng, uy áp dưới động đều không động đậy nổi. Bảy màu long lân ra. Dương Nghị Vân bỗng nhiên một tiếng bạo giống. Một đạo bảy màu thần quang thoáng hiện. Giờ phút này hắn trực tiếp tế ra bảy màu long lân. Nếu nói bực này thời điểm còn có cái gì có thể ngăn cản Nguyên Thần Thiên, Dương Nghị Vân trên người liền hai loại, đệ nhất đó là bảy màu long lân, đệ nhị còn lại là hỗn nguyên một hơi. So sánh với dưới, hỗn nguyên cùng nhau thuộc về có linh tính sinh linh giống nhau tồn tại, đều không phải là chính hắn luyện hóa đồ vật. Mà bảy màu long lân còn lại là muốn càng thêm thuận tay tùy tâm tùy ý, rốt cuộc hắn ở Càn Khôn Hồ Nội chuyên môn tu luyện qua bảy màu long lân thi triển, có thể làm đại ý niệm sử dụng ý động mà động. Trọng điểm là tốc độ mau, có thể đuổi kịp. Ngao. Bảy màu long lân vừa ra tới, Dương Nghị Vân trực tiếp chính là viên mãn sử dụng, nguyên thần chi lực cùng trong cơ thể thần lực trực tiếp bùng nổ lớn nhất. Tổ long hư ảnh nháy mắt diễn biến mà ra, long minh thét dài. Tổ long uy nguôi giận tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Vèo một chút thẳng Nguyên Thần Thiên, bảy màu long lân vừa động chi gian trực tiếp cắt qua không gian, mau qua tia chớp. Phốc. A. Giây tiếp theo, Nguyên Thần Thiên kêu thảm thiết. Lại là trực tiếp bị bảy màu long lân chặt đứt chụp vào Hoàng Thư Lang cánh tay trái. Rốt cuộc là ngăn trở xuống dưới.
Dương Nghị Vân nhân cơ hội lắc mình tới rồi Hoàng Thư Lang bên người một trưởng đem Hoàng Thư Lang đưa ra đại sảnh ở ngoài. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân thao tác bảy màu long lân lần thứ hai đánh chết Nguyên Thần Thiên. Một kích thực hiện được làm hắn tin tưởng tăng nhiều. Bảy màu long lân chi uy cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng, so mong muốn còn muốn hảo. Mà Nguyên Thần Thiên giờ phút này cả người đại chấn, không kịp quản cụt tay, lại là nhanh chóng bạo lui tránh né bảy màu long lân đệ nhị đánh. Giống giống, từng tiếng sư tiếng hô rung trời dựng lên, Nguyên Thần Thiên toàn thân quang mang đại tác, nháy mắt hóa thành bản thể. Một đầu thân cao 5-6 mét, thân hình dài chừng mười mấy mét lửa đỏ sư tử xuất hiện, đạo đạo khắc văn lập lòe trong người, gào giống chung chém tới từng đạo năng lượng nhổ ra, thẳng đến bảy màu long lân. Nháy mắt chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng động vang lên. Chói mắt quang mang bùng nổ, năng lượng dao động vặn vẹo không gian. Nhanh chóng khuếch tán mở ra. Cùng thời gian toàn bộ sơn động đại chấn, đại khối cục đá rơi xuống, đại địa vỡ ra. Nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Giống. Nguyên Thần Thiên một giống dưới, tận trời mà đi. Dương Nghị Vân cả người run lên, hắn bảy màu long lân bị bắn ngược trở về, này một kích bị Nguyên Thần Thiên ngạnh kháng hóa giải, nhưng lại trực tiếp từ sơn thể xông ra ngoài. Muốn chạy trốn không có cửa đâu. Dương Nghị Vân vung lên kiếm. Cả tòa sơn thể thành hai nửa hắn đuổi theo ra sơn thể. Người chết ta sống chém giết bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân biết Nguyên Thần Thiên hiện tại trong cơ thể thương thế phản phệ, hắn không muốn cùng hắn chính diện chém giết, lúc này muốn chạy trốn. Nhưng sao có thể buông tha cơ hội này? Hắn cũng đuổi theo. Rầm rầm hai tiếng, hai người trước sau chạy ra khỏi sơn thể. Ngay sau đó liền đến bên ngoài. Dương Nghị Vân hơi thở tập trung vào Nguyên Thần Thiên. Kiếm trong tay cách vài trăm thước lần thứ hai một chạm. Oanh! Nhất kiếm mà ra, Nguyên Thần trời biết tránh không khỏi, lại là ngừng ở giữa không trung trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên một trường, trực tiếp ngạnh kháng hóa giải Dương Nghị Vân nhất kiếm. Bất quá cũng là như vậy một chút, Dương Nghị Vân nháy mắt đuổi theo Nguyên Thần Thiên. Giờ phút này hai người huyền phù ở phía chân trời. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu bối người thành tâm cùng bổn tọa không qua được, Nguyên Thần Thiên sắc mặt muốn tích ra thủy tới. Dương Nghị Vân ha hả cười, đừng nói nhảm nữa, giết ngươi, ta chính là không trung thần thành chi chủ. Đối với Nguyên Thần Thiên, Dương Nghị Vân đã không có chút nào lòng áy náy. Cái này lão tiểu tử, phi thường âm hiểm. Dựa theo Hoàng Thư Lang tình báo, Nguyên Thần Thiên trên người có một kiện khống chế không trung thần thành chí bảo, muốn giết hắn mới có thể được đến, không chết không ngừng hiểu lầm. Vì có thể đạt thành mong muốn, Dương Nghị Vân cái gì đều không để bụng. Hảo hảo hảo. Một khi đã như vậy, bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là thần đế cùng thần chủ chi gian chênh lệch, thật sự cho rằng bổn tọa diệt không được ngươi không thành. Nguyên Thần Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn là thật bị buộc nóng nảy, thời gian cũng quá khứ một hồi lâu, thủ hạ 10 đại thần đế cư nhiên không có một cái tiến đến, cái này làm cho Nguyên Thần Thiên một lòng trầm đi xuống, có dự cảm bất hảo. Đừng nói 10 đại thần đế, chính là thành chủ vệ cư nhiên cũng không có một cái tiến đến. Lớn như vậy động tĩnh đều không có. Bay ra sơn thể nháy mắt thần thức đảo qua, Nguyên Thần Thiên tâm liền lạnh, hắn phát hiện. Phát hiện thành chủ phủ hơn phân nửa bị hủy, thực hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa trong không khí tản ra hắn thủ hạ 5 đại thần đế hơi thở, 5 đại thắng mà ngã xuống. Càng quan trọng là, hắn thủ hạ 10 đại thần đế trung tu vi thực lực cường đại nhất Thạch Yêu thần đế cũng ngã xuống. Phía trước hắn còn tưởng rằng Thạch Yêu thần đế là bị Dương Nghị Vân đám người nghĩ cách vây khốn, hiện tại mới phát hiện Thạch Yêu thần đế đã ngã xuống. Đến nỗi mặt khác giới thần đế chút nào không thấy tung tích, bất quá giờ phút này ở Nguyên Thần Thiên nghĩ đến, mặt khác mấy cái thần đế có ở đây không đã không quan trọng, quan trọng là Dương Nghị Vân có chém giết đỉnh thần đế thực lực. Ở Nguyên Thần Thiên nhãn chung, trước mắt tiểu tử này bản thân chính là thần đế đỉnh, lại có thể chém giết ngang nhau cảnh giới Thạch Yêu thần đế. Này thuyết minh tiểu tử này tự thân sức chiến đấu đã viễn siêu đỉnh thần đế. Mà đỉnh thần đế tiếp theo cái cảnh giới đó là sơ cấp thần chủ. Như thế, ở Nguyên Thần Thiên trong mắt, Dương Nghị Vân đã có được đủ để uy hát yêu ta thực lực của hắn. Hơn nữa phía trước cùng Dương Nghị Vân giao phong dưới, cũng đích xác làm Nguyên Thần Thiên cảm nhận được, tiểu tử này thực lực, phi thường đáng sợ, nhất kiếm chi uy siêu việt tầm thường đỉnh thần đế, càng thêm đáng sợ chính là, phía trước thất thải quang mang đại tác phẩm dưới. Thế nhưng có thần long hơi thở xuất hiện, chặt đứt hắn một tay, kia một kích đã ở Nguyên Thần Thiên tâm có được thần chủ sức chiến đấu, thậm chí còn tựa hồ so với hắn còn phải cường đại một ít.
bay ra sơn thể, vừa thấy. Trông cậy vào không thượng những cái đó thủ hạ thần đế. Nguyên thần trời biết, cần thiết muốn phản kích, nếu không hắn vô cùng có khả năng sẽ bị trước mắt tiểu tử này thật sự xử lý. Thực yêu dị nhân tộc tiểu tử, làm nguyên thần thiên cảm thấy thật sâu uy hát yêu ta. Hắn tưởng kéo dài thời gian đem trong cơ thể đến hàn phản phệ lực lượng áp xuống đi, hiện tại xem ra tiểu tử này sẽ không cho hắn thời gian. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có một trận chiến chi. Thật muốn là bất cứ giá nào, cùng lắm thì bị phản phệ lại tăng thêm một ít, nhưng hắn tốt xấu là thần chủ, có tin tưởng diệt tiểu tử này. Cũng thật là bị Dương Nghị Vân cấp khí tới rồi, đường đường không trung thần thành chi chủ, thần chủ cấp bậc tồn tại, khi nào như thế chật vật quá. Bị một nhân tộc tiểu tử chặt đứt một tay, đuổi theo đánh. Quả thực là sỉ nhục. Giống. Nguyên thần thiên một tiếng thét dài, hắn lại là trực tiếp vận dụng bản mạng chi lực tạm thời áp chế trong cơ thể đến hàn chi lực phản phệ, nháy mắt cuồng hóa, trở thành bán thú nhân. Nửa người trên sư tử, nửa người dưới nhân thân. Thân cao 6 mễ. Một đầu hỏa hồng sắc sư mao chi gian bốc cháy lên đỏ thẫm ngọn lửa, bốn phía thiên địa trống rỗng nhiệt độ không khí độ đều đang không ngừng bò lên. Cụt tay lại là thần quang lấp lánh dưới một lần nữa dài quá ra tới, đương nhiên là thần lực ngưng tụ mà thành. Hóa thành sắc bén lợi chảo. Thét dài chung bồn máu mồm to mở ra, sắc bén hàm răng nhìn qua dị thường dọa người. Dương Nghị Vân cách 100 mét xa, nhìn nguyên thần thiên cuồng hóa bộ dáng, tản mát ra cường đại hỏa thuộc tính hơi thở, đầy đầu cực nóng ngọn lửa làm không khí đều vặn vẹo, hắn sắc mặt túc mục lên, trong lòng vừa động 10 đại đạo thụ hợp nhất. Hóa thành một gốc cây 100 mét đại thụ hiện lên ở sau người, nói thụ ánh sáng chiếu rọi ở trên người, làm lực lượng đạt tới đỉnh. Trong tay đồ long kiếm độ vào không gian chi lực phát ra ong ong kiếm minh thanh. Đỉnh đầu phía trên 7 màu long lân huyền phù, tản ra 7 màu ánh sáng. Đồng dạng hắn làm tốt sinh tử vật lộn, toàn lực ứng phó chuẩn bị. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này nguyên thần thiên đại biến dạng. Dương Nghị Vân biết đây mới là nguyên thần thiên thực lực. Thần chủ cấp bậc cường giả hơi thở. Cứ việc là một tôn sơ cấp thần chủ, nhưng đích xác cùng thần đế chi gian chênh lệch phi thường đại. Hắn có thể cảm nhận được. Không đủ, Dương Nghị Vân rất rõ ràng, chính mình như cũ có cơ hội xử lý này tôn sư tử người. Bởi vì nguyên thần thiên bị thương có phản phệ, tuy rằng giờ phút này hơi thở cường đại nhìn như bình thường, nhưng nguyên thần thiên hơi thở chung như cũ thực hỗn loạn, này thuyết minh hắn chỉ là mạnh mẽ tạm thời áp chế trong cơ thể phản phệ. Sở rốt cuộc nguyên thần thiên trên người là có lỗ hổng. Đây là thứ nhất. Còn có thứ hai còn lại là, hắn có 7 màu long lân cái này thiên nhiên thần khí, uy lực bùng nổ dưới, chút nào sẽ không nhược với nguyên thần thiên, càng có hỗn nguyên một hơi ở thời khắc mấu chốt có thể vận dụng. Dương Nghị Vân cũng không tin làm bất tử một đầu bị thương sư tử. Nguyên thần thiên hơi thở ở bùng nổ, hắn hơi thở đồng dạng ở cường đại. 10 đại thuộc tính nói thụ hợp nhất lúc sau lực lượng, không phải nói. Hình thành phi thường độc đáo lực lượng hệ thống. Trọng điểm là nói thụ thêm thành chi lực, có thể đối nguyên thần sinh ra ảnh hưởng. Hai người lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Mỗi một khắc, ngay lập tức mà động. Giống. Sát. Phía chân trời phía trên, nguyên thần thiên cùng Dương Nghị Vân đồng thời nhằm phía đối phương. Chảm. Dương Nghị Vân một chảm kiếm đạo toàn lực đã đứng đi. Làm cho cả không gian đều phát ra vết rách. Mà nguyên thần thiên cũng không phải ăn chay. Giống giận chung đối với Dương Nghị Vân chính là một chảo chém ra. Ngay lập tức một đạo vài trăm thước lớn lên hỏa hồng sắc ngọn lửa hình thành lợi chảo trực tiếp đón nhận Dương Nghị Vân nhất kiếm. Ầm ầm ầm. Phía chân trời phía trên song phát chém giết ở cùng nhau, bùng nổ kinh thiên động địa tiếng động. Ngọn lửa, kiếm khí, năng lượng thần lực đối chạm vào, một kích lại một kích, chiếu sáng lên toàn bộ phía chân trời, thanh âm truyền khắp toàn bộ không trung thần thành, khiến cho toàn thành thần linh tròng mắt. Chém giết va chạm không dưới 30 đánh sau. Dương Nghị Vân tìm đúng cơ hội, giống to, 7 màu long lân, tổ long chi uy. Vèo một chút 7 màu long lân hướng về nguyên thần thiên mà đi. Nhưng mà liền giờ khắc này, Dương Nghị Vân lại nghe đến nguyên thần thiên hừ lạnh một tiếng, thần thành thiên hỏa, cho ta diệt. Trong nháy mắt này, Dương Nghị Vân nhìn đến, nguyên thần thiên trong tay thần quang chợt lóe, xuất hiện một tòa thạch điêu giống nhau thành trì, quang mang đại tác. Mà trong thân thể hắn ngọn lửa vờn quanh ở trong tay chi vật thượng, trên 9 tầng trời ầm vang một tiếng, một đạo độ lửa ngọn lửa vuông góc mà xuống, thẳng đến 7 màu long lân. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng cú sốc. Dương Nghị Vân không nghĩ tới nguyên thần thiên còn có át chủ bài. Bất quá,
nhìn đến nguyên thần thiên trong tay chi vật, hắn nháy mắt liền nghĩ tới chính là Hoàng Thư Lang nói qua khống chế thần thành bảo vật. Dương Nghị Vân trong lòng nhảy đồng thời, cũng là đôi mắt nóng lên, sở rốt cuộc hắn giết nguyên thần thiên chính là vì khống chế thần thành chi vật, chỉ có luyện hóa này ngoạn ý, chẳng khác nào trở thành tân thành chủ, liền có thể được đến yêu thần đạo cung tán thành. Nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng, phải được đến, nhất định phải xử lý nguyên thần thiên, nếu không thần vật chi gian hơi thở tương liên, là không có biện pháp khống chế thần thành. Không hề nghi ngờ, nguyên thần thiên át chủ bài cũng là trong tay chi vật. Nhìn phía chân trời phía trên kia một đạo lộng lẫy thiên hỏa thẳng đến bảy màu long lân mà xuống, Dương Nghị Vân tràn đầy lo lắng. Hắn cảm nhận được thiên hỏa cường đại. Ngao! Bảy màu long lân trung long minh rung trời, tổ long hư ảnh hiện lên, lập lòe bảy màu thần quang, thẳng đến nguyên thần thiên. Mà đối với nguyên thần thiên tới nói, hắn đồng dạng ở Dương Nghị Vân tế ra bảy màu long lân lúc sau áp lực thật lớn, ăn qua mệt, tự nhiên biết bảy màu long lân chi uy cường đại. Không chút do dự đem hắn át chủ bài đem ra. Át chủ bài đó là, cả tòa không trung chi thành trung tâm, là chìa khóa. Không trung thần thành có thể nói là một tòa thật lớn trận pháp thần thành, mà khống chế đó là hắn trước sau thần thành chìa khóa, vận dụng dưới liền có thể điều động không trung thần thành ngày càng nguyệt tích lũy mệt xuống dưới thiên hỏa. Đối mặt Dương Nghị Vân bảy màu long lân hắn vận dụng thần thành chi lực. Thiên hỏa cùng hắn cùng một nhịp thở, thuộc tính tương đồng, tự nhiên là uy lực bất phàm. Nhưng vào giờ phút này vận dụng, hắn muốn thừa nhận một lần phản phệ. Bất quá không có biện pháp, đối với Dương Nghị Vân bảy màu long lân, hắn là thật không nắm chắc kháng xuống dưới, cái này bảy màu long lân uy lực, cũng chỉ có hắn vận dụng luyện hóa ở trong cơ thể bản mạng thần thành lực lượng mới có thể làm được. Phản phệ một lần cũng đáng. Bởi vì nguyên thần thiên rõ ràng, thần thành thiên hỏa uy lực, đủ để xử lý nhân tộc tiểu tử. Đánh lâu như vậy, hắn chính là ở tiêu hao Dương Nghị Vân lực lượng. Thiên hỏa thiêu cháy, nhất có thể tiêu hao thần lực, nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản. Nháy mắt công phu, thiên hỏa cùng bảy màu long lân chạm vào nhau. Hai người tốc độ chút nào không phân cao thấp. Oanh! Đinh tai nhức óc trong thanh âm, giữa không trung trực tiếp tạc nứt. Dương Nghị Vân bảy màu long lân hiện lên tổ long tiêu tán, long lân nháy mắt bay trở về. Phốc! Dương Nghị Vân bị phản phệ, phun ra một búng máu dịch. Phốc! Nhưng là, nguyên thần thiên cũng không hảo quá đồng dạng hộc ra một ngụm lão huyết. Bất quá này lão đầu sư tử lại là, mang theo quỷ dị tươi cười, một đôi thật lớn đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, có loại nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt thực sự trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nguyên thần thiên còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không thể không nói nguyên thần thiên này một kích là phi thường cường đại. Cường đại đến đem hắn bảy màu long lân nháy mắt đánh bay trở về. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, Dương Nghị Vân nhìn đến nguyên thần thiên đối với trong tay mini bản thần thành vung tay lên, tức khắc thần thành tứ phương thần quang sáng lên, có bốn đạo cột sáng hội tụ ở thiên, ngay sau đó phía chân trời phía trên lại lần nữa giáng xuống một đạo thiên hỏa, thẳng đến hắn mà đến. Dương Nghị Vân minh bạch, nguyên thần thiên đây là mượn dùng không trung thần thành lực lượng ở chiến đấu. Đích xác tới rồi loại này thời điểm, đổi làm là bất luận kẻ nào, sợ là đều phải ở trong lòng run lên. Nhìn qua cường đại nhất bảy màu long lân đều bị bắn ngược trở về, chờ lần thứ hai thiên hỏa buông xuống thời điểm, như thế nào kháng. Với Dương Nghị Vân tới nói, thật đúng là không phải người bình thường. Đích xác ngay từ đầu đối đánh, nhìn qua bảy màu long lân bị nguyên thần thiên thiên hỏa cấp phản kích trở về, hắn cũng hộc máu. Nhưng là đừng quên, nguyên thần thiên cũng phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ có Dương Nghị Vân chính mình rõ ràng, giữa hai bên tám lạng nửa cân mà thôi. Ngươi nguyên thần thiên thần thành thiên hỏa cường đại, có thể bùng nổ lần thứ hai, chẳng lẽ ta bảy màu long lân liền không được? Chê cười. Đang lúc Dương mỗ nhân không điểm năng lực. Hắn nếu là không điểm thấp xứng cùng nắm chắc, căn bản liền sẽ không tới tìm nguyên thần thiên. Không sai, giờ phút này nhìn như nguyên thần thiên nắm giữ thần thành thiên hỏa, khí thế cường đại khẩn. Hơn nữa ngay lập tức phát động thiên hỏa lần thứ hai công kích, Dương Nghị Vân ở vào nhược thế. Nhưng, Dương mỗ nhân cũng không phải là tầm thường thần đế. Hắn bảy màu long lân cũng không cùng chút nào bị hao tổn, chẳng qua là bị bắn ngược trở về mà thôi. Đối mặt nguyên thần thiên lần thứ hai thiên hỏa công kích, Dương Nghị Vân cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại nheo lại mắt lẩm bẩm cũng cho ngươi lên sân khấu. Hắn trong miệng cái này, ngươi, kỳ thật chính là chỉ hỗn nguyên một hơi. Trên người cuối cùng một chương át chủ bài.
Ở vừa rồi tình huống chung, Dương Nghị Vân biết chính mình bảy màu long lân cùng nguyên thần thiên thần thành thiên hỏa chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Tương đồng uy lực dưới, bất luận cái gì một phen có tăng lên, tất nhiên bi kịch sẽ là đối phương. Hắn giờ phút này vận dụng hỗn nguyên một hơi, chính là tuyệt đối thiên bình nghiêng, chuẩn bị một kích xử lý nguyên thần thiên. Bởi vì hắn biết nguyên thần thiên thể nội tình huống có lẽ đã phi thường không xong, chỉ cần hỗn nguyên một hơi ra tới, tất nhiên áp chế hỏa thiên chi lực, xử lý nguyên thần thiên. Nhếch miệng cười, Dương Nghị Vân nhẹ giọng tự nói, hỗn nguyên một hơi. Ngay sau đó hắn đem bảy màu long lân lần thứ hai thúc giục, trực tiếp nghênh thần nguyên thần thiên thiên hỏa mà đi. Cùng thời gian, trong tay đồ long kiếm vận chuyển, nói thụ chi lực thêm vào, tiêu không một tiếng động trung tướng hỗn nguyên một hơi dung nhập đồ long kiếm. Chảm! Bạo giống một tiếng, nhất kiếm đối với nguyên thần thiên chém ra. Ha ha, tiểu tử ngươi kiếm khí còn thương không đến bổn tọa. Đối mặt Dương Nghị Vân phản kích, nguyên thần thiên châm chọc, trong mắt hắn Dương Nghị Vân cường đại nhất công kích chính là bảy màu long lân, bất qua hắn có cuồn cuộn không ngừng thiên hỏa ở, có thể hoàn toàn hóa giải rớt bảy màu long lân uy lực, ngược lại nghĩ đến thiên hỏa vận chuyển mà đến, có thể háo chết Dương Nghị Vân. Đến nỗi Dương Nghị Vân kiếm khí chi uy, đã sớm ở phía trước lĩnh giáo qua, đích xác cường đại quá tầm thường thần đế, nhưng ở trước mặt hắn kiếm khí kém xa, phất tay chi gian là có thể chặn lại hóa giải. Cho nên căn bản là không thèm để ý, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thiên hỏa thượng, thao tác dưới hung hăng cuốn tịch giống Dương Nghị Vân bảy màu long lân, trong lòng còn nghĩ lần này cần đem này một mảnh bảy màu long lân hoàn toàn bắt lấy. Nhất tâm nhị dụng, ha ha, tiểu tử ngươi muốn sốt ruột chết, vậy thành toàn ngươi. Nguyên thần thiên cười lạnh không thôi. Đích xác Dương Nghị Vân giờ phút này là nhất tâm nhị dụng, một bên thao tác bảy màu long lân, một bên nhất kiếm chém ra. Cường giả quyết đấu. Kiêng kỵ nhất đó là nhất tâm nhị dụng. Cho nên nguyên thần thiên thực khinh thường. Nhưng là nguyên thần thiên không biết chính là, một bên thao tác bảy màu long lân một bên thi triển kiếm kỹ bản lĩnh, Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ nội tu luyện mấy chục vạn năm lâu, đã tới rồi tùy tâm cho nên nông nỗi, căn bản là không tồn tại phân tâm phân thần. Trọng điểm là Dương Nghị Vân lần này bảy màu long lân chính là cái ngụy trang, chân chính muốn mệnh chính là đồ long kiếm, bởi vì hỗn nguyên một hơi đã so với hắn dung nhập kiếm khí chung. Một khi bùng nổ chính là trực tiếp muốn mệnh. Nghe được nguyên thần thiên châm chọc thanh, Dương Nghị Vân trong lòng đại định, làm ngươi cuồng một hồi, giây tiếp theo xem ngươi khóc. Bảy màu long lân cùng đồ long kiếm đồng thời bùng nổ. Nguyên thần mỗi ngày hỏa thẳng đến bảy màu long lân, đồng thời đối mặt Dương Nghị Vân nhất kiếm chém tới, lại là cả người thần quang bùng nổ trực tiếp ngưng tụ cự trưởng đón nhận. Ở hắn xem ra, Dương Nghị Vân kiếm khí căn bản không cần lo lắng, hắn dựa thần lực là có thể hóa giải. Trọng điểm là bảy màu long lân, cho nên đem lực chú ý tất cả đều đặt ở bảy màu long lân thượng. Hai bên giao phong tương chạm vào. Oanh! Thiên hỏa cùng long lân bùng nổ. Dương Nghị Vân bảy màu long lân ở một lần bắn ngược đi ra ngoài, giờ phút này nguyên thần thiên tâm bật cười, nhưng mà ngay sau đó hắn liền cười không nổi, mà là hai mắt trừng lớn, phát ra hoảng sợ kêu to, như thế nào? Nhưng, nguyên thần thiên phất tay dưới cự trưởng đồng thời ngăn cản Dương Nghị Vân kiếm khí. Lại là không nghĩ tới vừa tiếp xúc mới phát hiện không thích hợp, này nhất kiếm bỗng nhiên bạo phát một cổ không gì sánh kịp hơi thở, siêu việt hắn bình sinh thấy lực lượng, khoảnh khắc chi gian liền dập nát hắn một trường, giây tiếp theo kiếm khí vèo một chút tiến vào giữa mày, oanh một tiếng nguyên thần thiên mất đi sở hữu ý thức. Ong! Một câu không nói xong, nguyên thần thiên giữa mày liền xuất hiện một đạo vết máu, trực tiếp sinh cơ toàn vô, hình thần đều diệt. Phốc! Dương Nghị Vân lại lần nữa hộc ra một búng máu tích. Bảy màu long lân như cũ bị nguyên thần thiên thiên hỏa phản phệ trở về, bất quá lần này hắn cười, rốt cuộc xử lý nguyên thần thiên. Phía chân trời phía trên thiên hỏa biến mất. Mà nguyên thần thiên giữa mày xuất hiện một đạo tắc hứa cái khe, sinh cơ cùng thần hồn trực tiếp biến mất. Dương Nghị Vân biết đây là hỗn nguyên một hơi công lao. Dùng với kiếm khí chung hỗn nguyên một hơi, cuối cùng ở nháy mắt bùng nổ, làm nguyên thần thiên hình thần đều diệt. Đây là nguyên thần thiên đại ý kết quả. Hoặc là nói hắn chết cũng không rõ, Dương Nghị Vân sẽ có siêu thoát lực lượng hỗn nguyên một hơi tồn tại. Nhìn nguyên thần thiên thân thể từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, ăn mòn toàn bộ không trung thần thành, nơi xa vô số thần linh ở quan khán một trận chiến này. Dương Mỗ Nhân vung tay lên, nguyên thần thiên trong tay mini bản thần thành tới rồi trong tay, hắn bắt được trưởng quản không trung thần thành chìa khóa. Thanh như sấm minh mở miệng nói, từ giờ trở đi, chúng ta tộc Dương Nghị Vân tiếp quản không trung thần thành.
thanh âm vang vọng ở không trung thần thành mỗi một góc. Trở tay chi gian Dương Nghị Vân liền đem mini bản thần thành luyện hóa, tức khắc hắn liền cảm giác tới rồi hết thảy. Toàn bộ không trung thần thành hết thảy đều hiện ra ở hắn trong đầu, đích xác mini bản thần thành chính là một phen chìa khóa. Không trung thần thành cũng là một tòa trận pháp tồn tại, tứ phương cửa thành chính là âm dương chi mắt, sinh sôi không thôi ở vận chuyển, hấp thu thiên địa chi lực, chuyển hóa thành thần hỏa vận chuyển hóa thành càng cao thiên hỏa lực lượng. Thật là có điểm môn đạo. Dương Nghị Vân phát hiện một kinh hỉ chỗ chính là, khống chế này tòa thần thành chìa khóa lúc sau, nhưng không đơn giản là có thể thiên hỏa, bản thân cái này chí bảo dựng dưỡng ở trong cơ thể lúc sau, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa trung hỏa thuộc tính lực lượng. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính thần lực thần linh tới nói có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Thuộc về hỏa thuộc tính chuyên trúc thể chất tốt nhất, bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, điểm này căn bản không tồn tại, bởi vì hắn bản thân chính là phi thường đặc thù thể chất, hỏa thuộc tính chỉ là một trong số đó mà thôi. Có này tòa thần thành chìa khóa, với hắn mà nói tu luyện hỏa thuộc tính lực lượng có thể mặt khác đại chủ lực, liền tính là không dựa không trung thần thành ngưng tụ tích lũy ra tới thiên hỏa. Hắn cũng có thể đem chính mình trong cơ thể thần hỏa tu luyện tăng lên tới thiên hỏa cấp bậc đi. Giờ phút này toàn bộ không trung thần thành thần linh đều chấn kinh rồi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, không trung thần thành liền đổi chủ. Trong truyền thuyết thành chủ mười mấy vạn năm bế quan không ra, hôm nay bị một nhân tộc sát vào thành chủ phủ, trực tiếp đem thành chủ Nguyên Thần Thiên bước ra tới. Hai người chém giết một trận chiến, Dương Nghị Vân chém giết Nguyên Thần Thiên, thay thế, trở thành không trung thần thành chi chủ. Cái này biến đổi lớn, làm cho cả không trung thần thành thần linh đều vì này kinh ngạc cảm thán. Bất quá đối với này đó ở tại không trung thần thành thần linh tới nói, đổi ai làm thành chủ đều một cái dạng, bởi vì bọn họ tại đây tòa thần thành đều là nộp lên thần thạch ở cư trú tu luyện, cho nên đối Nguyên Thần Thiên cũng không có cái gì lòng trung thành. Đại gia khiếp sợ chính là Dương Nghị Vân cư nhiên chém giết Nguyên Thần Thiên. Với đại chúng tới nói, đổi cái thành chủ là ai, đều không sao cả. Chỉ cần không đuổi đi bọn họ là được. Thiên thành thần thành tuy rằng muốn thần thạch, nhưng lại thắng ở an toàn, vĩnh hằng thần giới bên ngoài mới là đáng sợ thế giới. Ít nhất ở chỗ này mọi người đều có thể an ổn. Giờ khắc này nghe Dương Nghị Vân nói ra, hắn sẽ trở thành không trung thần thành thành chủ chi lời nói, toàn bộ không trung thần thành lâm vào yên tĩnh. Không trung thần thành đổi chủ, đối thần thành thần linh ảnh hưởng không lớn, điểm này Dương Nghị Vân đồng dạng rõ ràng. Đều là muốn giao thần thạch, hẳn là không có gì người nhảy ra cấp Nguyên Thần Thiên báo thù gì đó. Lại nói cũng không dám, thực lực của hắn đã thể hiện chém giết thần chủ cấp bậc Nguyên Thần Thiên, này đã chính là uy hát Iota. Dừng một chút Dương Nghị Vân lần thứ hai mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, sở hữu thần thành thần linh phàm là có cấp thành chủ phủ nộp lên trên thần thạch giả, giống nhau miễn trừ, về sau không trung thần thành, toàn diện mở ra, chỉ cần nhiệt tình yêu thương thần thành, chính là thần thành con dân. Không thu lấy bất luận cái gì thần thạch. Tân quan tiền nhiệm, sấn nhiệt lửa lớn thu mua nhân tâm này một bộ, Dương mẫu nhân ngựa quen đường cũ, hắn cũng không để bụng cái gì thần thạch, chỉ cần chính là một cái thanh danh, truyền bá đi ra ngoài hắn trở thành không trung thần thành thành chủ thanh danh, đến lúc đó yêu thần đạo cung tổ chức nói cung đại hội, tự nhiên sẽ tìm hắn. Như thế bước đầu tiên kế hoạch liền hoàn thành. Này một phen lời nói ra tới, tức khắc chỉnh thần thành thần linh đều nổ tung trảo. Đương nhiên là cao hứng. Từ trước tới nay mọi người đều ở hướng thành chủ phủ nộp lên trên thần thạch, tuy rằng thiếu, nhưng quanh năm suốt tháng xuống dưới, vô số niên hạ tới cũng đều sẽ là một phần khổng lồ tài nguyên. Hiện tại Dương Nghị Vân trực tiếp tuyên bố miễn trừ thần thạch, này há có thể không cho bọn họ đều cao hứng. Nghị luận sôi nổi nhưng đều ở tốt hơn. Không quá một hồi, liền có người hô lên thành chủ vạn tuế khẩu hiệu, này đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Có một người tỏ thái độ liền có phản ứng dây chuyền. Kiên quyết giữ gìn Dương Nghị Vân trở thành tân thành chủ thanh âm rốt cuộc xuất hiện. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Dương Nghị Vân rốt cuộc cười, mục đích đạt tới. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân ánh mắt một ngưng, lại là nhìn về phía không trung thần thành Bắc Môn phương hướng. Chủ nhân là thành chủ phủ thống lĩnh bọn họ chạy thoát, chủ nhân chúng ta đuổi theo. Lúc này Hoàng Thư Lang cùng Đằng Xà, Thổ Tinh Nguyên ba cái bay lại đây. Bọn họ sớm tại phía trước liền từ sơn thể ra tới. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng thấy được, bất quá, hắn giơ tay nói tính, từ bọn họ đi thôi. Lẽ ra hắn chỉ cần trong lòng một loại, là có thể thao tác thần thành chìa khóa đóng cửa thành lưu lại thành chủ phủ thống lĩnh kia đoàn người, nhưng trái lại tưởng tượng không cần thiết.
Bởi vì mục đích của hắn đã đạt tới, sơ chung đều không phải là muốn sát thần, cũng cùng cái kia thống lĩnh không có ân oán. Có thể bị Hoàng Thư Lang nhảy lên thú triều mang theo hai đại trung vị thắng địa tổng số trăm vì vệ đội đi trấn áp thú triều, thuyết minh vẫn là có trách nhiệm cảm, cũng không có thù hận. Lúc này nhìn đến thống lĩnh mang theo người trực tiếp ra khỏi thành mà đi, Dương Nghị Vân cũng liền theo bọn họ đi. Nguyên Thần Thiên đã chết, bọn họ cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Không hề nghi ngờ, hắn cùng Nguyên Thần Thiên phía trước đại chiến, ở núi hoang trung thống lĩnh là thấy được, hiện tại hắn thay thế, lấy cái kia thống lĩnh cầm đầu những người đó lựa chọn rời đi không trung thần thành, không cùng hắn là địch, mà hắn cũng không phải người nhỏ mọn, cần gì phải đuổi theo giết đâu. Bụi bặm rơi xuống đất lúc sau, kế tiếp muốn xuống tay chuẩn bị như thế nào tiến vào yêu thần đạo cung việc, mưu đồ nhân xâm quả. Không có thời gian đi để ý tới Nguyên Thần Thiên thủ hạ. Đương nhiên tiền đề là, những người này an phận một ít, hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại đừng ra tới nháo sự, hết thảy đều hảo thuyết. Dương Mỗ Nhân không thèm để ý này đó. Thậm chí hắn không thèm để ý một tòa thần thành. Nơi này với hắn mà nói chỉ là một cái quá độ mà thôi, chung quy hắn vẫn là phải về đến thần giới. Kế tiếp sự tình đơn giản nhiều, Dương Nghị Vân trực tiếp về tới Càn Khôn Cốc, đến nỗi thành chủ phủ sự tình, Dương Nghị Vân trực tiếp làm Hoàng Thư Lang đi phụ trách, để lại Thổ Tinh Nguyên cùng Đằng Xà phụ trợ. Rốt cuộc tiếp quản không trung thần thành, có một số việc mà luôn là yêu cầu trải vuốt một chút, hắn vì chờ đến yêu thần đạo cung thư mời cũng muốn xử lý hảo thành chủ phủ. Quản lý một tòa thần thành hắn nửa điểm hứng thú đều không có, trực tiếp giao cho Hoàng Thư Lang, gia hỏa này đại thù đến báo, đối Dương Nghị Vân đại bái khấu tạ, lên tiếng khóc lớn. Phát hạ thiên đạo lời thề, đời đời kiếp kiếp sẽ là Dương Nghị Vân nhất trung tâm người hầu. Tuy rằng Hoàng Thư Lang tu vi thấp, nhưng là đầu óc hảo, tinh với tính kế, quản lý một tòa thần thành là không thành vấn đề, lại ở không trung thần thành nhiều năm, tự nhiên biết như thế nào ứng đối, hơn nữa Đằng Xà cùng Thổ Tinh Nguyên phụ trợ, không có vấn đề. Kế tiếp chính là chờ đợi yêu thần đạo cung mời. Công đạo lúc sau, Dương Nghị Vân trở lại Càn Khôn Cốc, vội vàng đi xem Ngọc Lả Lướt. Hắn trước khi đi thời điểm có thể cấp Ngọc Lả Lướt tu luyện mật thất hạ kết giới. Hiện tại hết thảy thu phục, có thể đi nhìn xem nàng. Đi vào Ngọc Lả Lướt tu luyện mật thất ở ngoài, phất tay gian đem kết giới triệt rớt. Đẩy cửa đi vào. Lại là phát hiện Ngọc Lả Lướt liền đứng ở cửa, thoạt nhìn nàng đã sớm từ tu luyện trạng thái thức tỉnh. Giờ phút này Ngọc Lả Lướt tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng Dương Nghị Vân lại thấy được nàng hai tròng mắt chung hàn ý, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có trong lòng có chút phát mao. Xấu hổ cười nói, khụ khụ, ngươi. Không được lại có lần sau, nếu không ta trở mặt. Ngọc Lả Lướt lạnh như băng nói ra một câu. Dương Nghị Vân tự nhiên rõ ràng nàng chỉ chính là chính mình đi tấn công Nguyên Thần Thiên, lại không mang nàng, ngược lại đem nàng nhốt lại sự, tự biết đối lý, vội vàng bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Vừa dứt lời, lại là một trận làn gió thơm bay tới, Ngọc Lả Lướt trực tiếp phát gục trong lòng ngực hắn, có chút chiều chiều nói, vì ta đáng giá sao? Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, càng không hy vọng có nguy hiểm thời điểm, ngươi xông lên đi, lại đem ta ném xuống, ta sẽ sợ hãi. Cùng một khắc trước lạnh băng so sánh với, giờ khắc này nàng trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Làm Dương Mỗ Nhân trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói một chữ, giá trị. Hai người chi gian đều lẫn nhau lo lắng lẫn nhau quan tâm, ai đều ở vì đối phương suy nghĩ. Hết thảy đều ở không nói gì. Chuyện này Dương Nghị Vân làm thành. Cũng phiên thiên. Kế tiếp liền chờ yêu thần đạo cung thư mời tiến đến. Đến nỗi đi yêu thần đạo cung yêu cầu bảo vật, hắn đã sớm quyết định dùng tốt sinh mệnh chi thủy. Này này ngoạn ý, trừ bỏ đối nhân tộc vô dụng ở ngoài, đối chủng tộc khác đều có trợ giúp, trọng điểm là có thể khống chế. Cho nên Dương Mỗ Nhân lại một lần ở mưu hoa đại sự. Khoảng cách yêu thần đạo cung nói cung thịnh hội còn có 500 năm. Đối Dương Nghị Vân tới nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chỉ cần hắn tu luyện chính là nháy mắt công phu, không tu luyện thời điểm nhàm chán, vậy dài quá. Bất quá, đối với kế tiếp thời gian an bài, hắn có kế hoạch của chính mình. Đệ nhất 500 năm thời gian, an bài Ngọc Lả Lướt cùng Đằng Xà, Hoàng Thư Lang, Thổ Tinh Nguyên tiến vào Càn Khôn Hồ đi tu luyện, thời gian mấy chục vạn năm, bọn họ có thể đột phá Cố Nhiên Hảo, tu vi đột phá không được, ít nhất các phương diện sức chiến đấu từ từ có thể tăng lên, hắn không chỉ có yêu cầu chính là chính mình tu vi tăng lên, càng cần nữa bên người người cùng nhau trưởng thành. Đệ nhị,
phát động không trung thần thành thần linh tìm kiếm càn khôn thần điện thời không pháp thần, thuận theo tự nhiên, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không có quan hệ, dù sao tận lực liền hảo. Tiến đến vĩnh hằng thần giới mục đích tìm kiếm thời không pháp thần là một trong số đó. Hắn còn có rất nhiều phải làm, nhưng lại nhớ không được, có một số việc thật đúng là đến xem tạo hóa, nhưng là nỗ lực lại là không thiếu được. Tiếp được thời gian chính là một chữ, chờ. Dương Nghị Vân đầu tiên là an bài Ngọc Lả lướt tiến vào Càn Khôn Hồ, lúc sau Đằng Xà, Thổ Tinh Nguyên, Hoàng Thư Lang ba cái thay phiên đi vào. Người sau ba cái Hoàng Thư Lang tu luyện thời gian xem như ngắn nhất, bởi vì toàn bộ thành chủ phủ yêu cầu tỏa chấn. Dù sao làm cho bọn họ ba cái thay phiên tiến Càn Khôn Hồ tu luyện đó là, lại nói thời gian rất nhiều, cùng ngoại giới so sánh với 1000 lần thời gian, ngoại giới 100 năm chính là có 10 vạn năm. Như thế Đằng Xà ba cái, ở 400 năm sau, lần lượt đột phá, lại tiến thêm một bước, cùng Thổ Tinh Nguyên đều bước vào thần đế hậu kỳ tu vi, Hoàng Thư Lang cũng không kém, hơn nữa xem như tiến bộ nhanh nhất một cái, tu vi bước vào thần đế trung kỳ. Dương Nghị Vân biết đây là bởi vì đại thù đến báo, trong lòng chấp niệm sau khi biến mất, tiềm lực bạo phát ra tới, mấu chốt là Dương Nghị Vân cho Hoàng Thư Lang một giọt sinh mệnh chi thủy, tăng lên huyết mạch, tương đương tăng lên tu luyện thiên phú, có thể bước vào thần đế trung kỳ, cũng ở trong dữ liệu. Đến nỗi Dương Mẫu Nhân chính mình, đó là thật thật tại tại thượng vị đỉnh thần đế, hơn 400 năm chung, hắn không có ở tiến vào Càn Khôn Hồ tu luyện, mà là vẫn luôn ở Càn Khôn Cốc hiểu được. Đáng tiếc càng là tu luyện hậu kỳ đại quan liền càng là khó như lên trời, cái này không phải vùi đầu tu luyện là có thể đột phá, tu luyện bình cảnh tạm ở đại quan khẩu thượng, trước sau không có bước vào thần chủ cấp bậc. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột, hắn biết tu luyện đại quan đột phá yêu cầu cơ duyên, sốt ruột chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên hắn cũng đủ tin tưởng đột phá đến thần chủ cấp bậc, tỉ như nói mượn dùng ngoại lực. Càn Khôn Hồ nội chính là treo ở 3000 thần ma nguyên thần năng lượng. Hắn chính là vô dụng nhiều ít, chân chính nếu là phá quan khẩu thời điểm, Dương Nghị Vân biết luyện hóa này đó thần ma nguyên thần năng lượng không có chút nào vấn đề. Nhưng nói đến cùng, thần ma nguyên thần năng lượng là ngoại lực, hắn nghĩ tận lực chính mình tu luyện phá quan, hơn nữa hắn tốc độ tu luyện cũng đích xác quá nhanh, yêu cầu thời gian đi lắng đọng lại. Cho nên hắn không sốt ruột. Bước vào thần chủ cấp bậc, với hắn mà nói, không có bất luận cái gì trì hoãn, chờ đợi thời cơ chín muồi. Hắn tự nhiên sẽ luyện hóa thần ma nguyên thần năng lượng. Nhưng tạm thời không phải thời điểm. Hiện giờ hơn 400 năm qua đi, hắn ngược lại sốt ruột chính là yêu sinh nói cung. Tính thời gian khoảng cách lúc trước Hoàng Thư Lang theo như lời ngàn năm thời gian, nói cung thịnh hội liền phải tới rồi, nhưng yêu thần đạo cung thư mời lại là chậm chạp không có tới, cái này làm cho hắn trong lòng có chút sốt ruột. Không có yêu thần đạo cung thư mời, hắn chém giết nguyên thần thiên cướp lấy không trung thần thành việc chính là làm không. Cho nên lời nói có cuối cùng vài thập niên thời điểm, Dương Nghị Vân có chút sốt ruột. Tổng không thể sở làm việc đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, càng không thể trực tiếp như không trung thần thành giống nhau đánh thượng yêu thần đạo cung đi. Phải biết rằng yêu thần đạo cung chính là vĩnh hằng thần giới tam đại thế lực chi nhất, đó là có thiên đạo cấp bậc cường giả tọa trấn địa phương. Cường sấm là không có khả năng, hơn nữa không có yêu thần đạo cung thư mời, hắn tìm được đều tìm không thấy yêu thần đạo cung ở đâu. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân trực tiếp làm Đằng Xà cùng Hoàng Thư Lang ba cái đỉnh chỉ tu luyện, đều đi thành chủ phủ chờ tin tức. Ở cuối cùng 10 năm hết sức, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Ngày này Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Cốc một chỗ hồ nước tĩnh tọa. Hoàng Thư Lang hóa thành một đạo lưu quang mà đến, nhìn đến Dương Nghị Vân ở đại tác phẩm, vẻ mặt kích động chi sắc bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng đi tới cách đó không xa, không dám quấy rầy chủ nhân thanh tu. Bất quá Dương Nghị Vân căn bản liền bởi vì yêu thần đạo cung thư mời sự tình không có cách nào tĩnh hạ tâm tới, Hoàng Thư Lang xuất hiện trước tiên hắn liền phát hiện, đôi mắt cũng chưa mở hỏi, nhưng có tin tức truyền đến. Hoàng Thư Lang vội vàng tiến lên khom người nói, chủ nhân, yêu thần đạo cung sứ giả tiến đến, đưa tới thư mời, thuộc hạ đã dựa theo lệ thường báo cáo yêu thần đạo cung sứ giả, không trung thần thành chủ nhân là chủ nhân, đối phương cũng chưa nói cái gì, trực tiếp dựa theo chủ nhân tên phát xuống thư mời. Nói chuyện bên trong, Hoàng Thư Lang trong tay thần quang chợt lóe xuất hiện một khối cổ xưa thần bài trình lên. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, này ngoạn ý rốt cuộc đổi tay, vung tay lên thư mời liền đến trong tay. Cầm trong tay vừa thấy, mặt trên là một cái khắc văn, chính phản diện đều là khắc văn, dù sao Dương Nghị Vân là không quen biết.
Bất quá Hoàng Thư Lang lại là ở một bên mở miệng nói, chủ nhân chính diện là một cái yêu tự, đại biểu chính là yêu thần đạo cung, phản diện là chữ thiên, đại biểu chính là không trung thần thành, bên trong ghi lại tên của ngươi, chính là một ít tin tức ký lục, chỉ cần nguyên thần xem xét liền có thể nhìn đến đi yêu sinh nói cung đường bộ. Dương Nghị Vân nguyên thần đảo qua, quả nhiên là một bộ chỉ dẫn bản đồ, yêu thần đạo cung này đi trăm vạn xa, lại là tiến vào hồng hoang chi hải, ở trong đó một tòa hải đảo thượng, bất quá nơi nào chỉ là nhập khẩu. Đã có thư mời, thời gian liền dư lại 10 năm mà thôi. Dương Nghị Vân lập tức hạ lệnh nói, triệu hồi đằng xà cùng thổ tinh nguyên, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trăm vạn xa đường xá cũng coi như là xa xôi, chủ yếu là một đường mà đi, trên đường sẽ trải qua một ít hiểm địa, sợ chậm trễ thời gian, sớm một chút đi mới được. Là, chủ nhân, Hoàng Thư Lang ngay sau đó rời đi, đi tìm đằng xà cùng thổ tinh nguyên, cũng muốn trở về dàn xếp một phen thành chủ phủ, hơn 400 năm qua, ở hắn tỉ mỉ kinh doanh hạ. Thành chủ phủ đã có hoàn toàn mới vệ đội hệ thống, tuyển nhận 3.000 vệ đội. Dương Nghị Vân đem ngọc lả lướt từ càn khôn hồ thả ra, mang theo nàng đi ra càn khôn cốc. 400 nhiều năm ở càn khôn hồ tu luyện, tuy rằng như cũ không có làm ngọc lả lướt khôi phục lại, nhưng lại cũng là thu hoạch thật lớn. Dương Nghị Vân nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm giác được ngọc lả lướt khí chất có rất lớn biến hóa, phi thường dày nặng, như là một chuyến nước sâu giống nhau, làm người nhìn không thấu. Ngoài cốc 300 vệ đội đang đợi chờ, đây là Hoàng Thư Lang tỉ mỉ chọn lựa vệ đội, mỗi một cái tu vi đều đạt tới thần quân cấp bậc, có 1/3 là thần vương cấp bậc tu vi. Dương Nghị Vân nhìn đến này đó vệ đội, nhíu mày nói, đây là làm gì? Hắn hỏi Hoàng Thư Lang, đi ra ngoài hắn muốn chính là điệu thấp cùng thanh tĩnh, không nghĩ gióng trống khua chiêng. Hoàng Thư Lang cả người run lên, nhưng lại căng ra đầu nói ra một phen lời nói, lại là làm Dương Mỗ Nhân mày dần dần giãn ra. Chỉ nghe Hoàng Thư Lang nói, chủ nhân nếu không vẫn là mang lên đi, này vĩnh hằng thần giới, lớn nhỏ thần linh, mặc kệ là một phương bá chủ, vẫn là đại tông đại môn nhà, đều chú ý một cái bài sản thể diệt, chúng ta nếu là mang ít người, ngược lại bị người khinh thường. Mang theo những người này có thể ít đi một ít không cần thiết phiền toái, dù sao cũng không trông cậy vào bọn họ có thể làm cái gì, chỉ là đi theo chạy chạy chân cũng là tốt, mặt khác chủ nhân hiện tại là không trung thần thành thành chủ. Nếu là không mang theo điểm vệ đội đi theo, ngược lại chọc người hoài nghi, theo dõi chúng ta. Dương Nghị Vân không nghĩ dẫn người, chính là bởi vì phiền toái, nhưng là nghe Hoàng Thư Lang như vậy vừa nói, thật đúng là lý lẽ này, bất luận cái gì thế giới nhưng phàm là trí tuệ sinh linh đều không thiếu được có như vậy một hai cái mắt chó xem người thấp tồn tại. Hắn nếu là không mang theo nhận đi sung sung bề mặt, còn thật có khả năng bị người xem thường, do đó cũng trêu chọc khi dễ. Hắn không sợ chuyện này, liền sợ phiền toái. Mày nói mở ra tới nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, vậy mang lên đi. Dương Nghị Vân khẳng định Hoàng Thư Lang an bài, ngay sau đó hỏi, thành chủ phủ nhưng an bài thỏa đáng. Hồi bẩm chủ nhân hết thảy an bài thỏa đáng, thỉnh chủ nhân yên tâm liền có thể, có 3.000 vệ đội trấn thủ không trung thần thành ra không được sự. Hoàng Thư Lang mở miệng nói. Hảo, ngươi vất vả, an bài một chút chúng ta xuất phát đi. Là chủ nhân. Trở thành không trung thần thành thành chủ lúc sau, đối Dương Nghị Vân mà nói hiện tại trực tiếp ra khỏi thành, có thể từ phía chân trời bay vọt đi ra ngoài, căn bản là không cần đi cửa thành, bên này là có được thần thành chìa khóa tiện lợi. Cũng cho nên hắn mang đi đằng xa, Hoàng Thư Lang cùng thổ tinh nguyên ba cái, một cái đều mễ lưu lại trông cửa, chút nào không lo lắng thâm thần thành sẽ xảy ra chuyện, bởi vì chìa khóa ở trong tay hắn, bất luận kẻ nào cũng lấy không đi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn bay ra không trung thần thành. Dương Nghị Vân cùng mang theo ngọc lả lướt cưỡi ở đằng xà trên lưng, 300 vệ đội ở thổ tinh nguyên cùng Hoàng Thư Lang dẫn dắt hạ, chia làm trước sau hai đội mở đường hộ giá, thẳng đến yêu thần đạo cung. Trăm vạn xa đường xá, đối với thần linh tới nói, kỳ thật thật không tính cái gì, trọng điểm là đường xá chung sẽ đụng tới một ít hiểm địa, cho nên Dương Nghị Vân trước tiên xuất phát. 10 năm thời gian vô cùng rộng thùng thình. Chính là vì ứng đối ở trên đường sẽ xuất hiện đột phát vấn đề. Đối với như thế nào đi trước yêu thần đạo cung quy hoạch vấn đề, Dương Nghị Vân căn bản không cần đi lo lắng, tới rồi cái gì hiểm địa, như thế nào tránh đi, như thế nào đường vòng từ từ vấn đề, đều từ Hoàng Thư Lang phụ trách. Này đó nhi, kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước, Hoàng Thư Lang đều bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa tìm một ít đi qua con đường này du lịch quá thần linh, hiện tại đều ở vệ đội chung. Nên nhọc lòng Hoàng Thư Lang đều thu phục. Cái này làm cho Dương Nghị Vân càng thêm vừa lòng Hoàng Thư Lang.
Mà đối với Hoàng Thư Lang mà nói, đây là hắn báo đáp chủ nhân ân tình phương thức tốt nhất, cũng cho rằng là thuộc bổn phận việc. Hoàn toàn chính là một cái quân sư cùng quản gia nhân vật. Đương nhiên những việc này, Hoàng Thư Lang căn bản là không tìm Dương Nghị Vân tranh công, vẫn là ở trên đường thời điểm, đụng phải vấn đề, ở Hoàng Thư Lang giải quyết lúc sau, Dương Nghị Vân mới biết được. Cái này làm cho hắn đối Hoàng Thư Lang càng thêm coi trọng, có như vậy một cái cấp dưới tại bên người, hắn muốn ít đi rất nhiều phiền não. Trên cơ bản phi hành ra 10 ngày lúc sau, vấn đề lớn không xuất hiện, vấn đề nhỏ Hoàng Thư Lang phái ra vệ đội đều thanh trừ. Nhưng cũng đụng phải trên đường cái thứ nhất vấn đề. Ngày này Hoàng Thư Lang bay lại đây, dừng ở đằng xà rộng lớn trên lưng. Dương Mẫu Nhân cùng Ngọc Lả Lướt đều ngồi ở đằng xà trên lưng đả tọa chung. Hoàng Thư Lang nhẹ giọng nói, chủ nhân. Đầu tiên là kêu gọi một tiếng. Dương Nghị Vân mở to mắt nói, chính là có việc. Ân, phía trước đó là Vĩnh Hằng Thần Giới chứ danh khí độc lĩnh vực, tung hoành mấy trăm vạn dặm, chúng ta yêu cầu rơi xuống đi, đi bộ xuyên qua 10 vạn dặm qua đi, bởi vì khí độc quỷ dị, càng là trời cao thời điểm, khí độc uy lực càng cường, trên mặt đất ngược lại khí độc uy lực tương đối bạc nhược, cho nên chúng ta yêu cầu đáp xuống. Hoàng Thư Lang đem chính mình sở hiểu biết nói ra. Hành, vậy đáp xuống lại nói. Dương Nghị Vân không có chút nào do dự, nghe theo Hoàng Thư Lang kiến nghị, này dọc theo đường đi Hoàng Thư Lang biểu hiện ở trong mắt hắn phi thường ưu tú. Nếu Hoàng Thư Lang nói như vậy cái này độc chiếm lĩnh vực đó chính là thật sự nguy hiểm. Giờ phút này nói chuyện chung, Dương Nghị Vân cũng thấy được xa xôi nơi phía chân trời, bảy biển ra bảy màu chi sắc, từng đạo lưu quang xông thẳng phía chân trời. Nhìn qua giống như là vô số đèn pin quang mang từ đại địa bắn thẳng đến hướng về phía không trung, phi thường đồ sộ, cũng trông rất đẹp mắt, bất quá Dương Nghị Vân cũng rõ ràng, càng là mặt ngoài đẹp, liền đại biểu càng là tràn ngập nguy hiểm. Khí độc lĩnh vực tên này hắn cũng là lần đầu tiên từ Hoàng Thư Lang trong miệng nghe nói. Có thể bị trở thành Vĩnh Hằng Thần Giới hiểm địa đệ nhất, kia tự nhiên là không giống bình thường, hết thảy đều tiểu tâm đối đãi chuẩn không sai. Dù sao có thời gian 10 năm, ở 10 năm trong vòng đuổi tới yêu thần đạo cung là được. Theo sau một hàng hạ xuống rồi đi xuống, trực tiếp xuất hiện ở khí độc lĩnh vực bên ngoài. Hoàng Thư Lang này khí độc lĩnh vực có cái gì nói? Dương Nghị Vân nhìn bảy màu sáng lạn khí độc hỏi Hoàng Thư Lang. Hoàng Thư Lang sớm có dự án, mở miệng trả lời, chủ nhân, khí độc lĩnh vực bên ngoài thượng khí độc, bất quá chỉ cần không siêu mặt đất trăm mét khí độc chúng ta này đó vệ đội đều có thể ngăn cản. Nguy hiểm chính là tồn tại khí độc chung một ít sinh linh, có khả năng là giấu ở bùn đất chung một con kiến, cũng có khả năng là mỗ một gốc cây cỏ dại từ từ, đều có thể vô thanh vô tức đối chúng ta công kích, này đó giấu ở khí độc loại sinh linh nhưng đều không phải bình thường yêu tộc, chính là hồng hoang thời đại lưu lại tới biến dị sinh vật. Phi thường đáng sợ. Bất quá chúng ta không chủ động trêu chọc cũng sẽ không có vấn đề lớn, thuộc hạ cũng chọn lựa hảo người được chọn, vệ đội chung có 3 gã thần vương mấy lần xuyên qua quá khí độc lĩnh vực. Có quen thuộc lộ tuyến, tin tưởng sẽ không có vấn đề lớn, thỉnh chủ nhân yên tâm. Dương Nghị Vân vừa lòng gật gật đầu nói, như thế tốt nhất bất quá, hành, vậy đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Là chủ nhân, Hoàng Thư Lang khom người, rồi sau đó đối với 3 gã đã sớm chọn lựa ra tới thần vương hạ lệnh dẫn đường. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào khí độc lĩnh vực. Khí độc trong lĩnh vực núi non thật lớn, sẽ rừng cây có đầm lầy. Hoàn toàn bị bảy màu khí độc cấp bao phủ, tiến vào lúc sau, có thể tiến độ càng có trăm mét, nhưng thật ra không ảnh hưởng hành tẩu. Mỗi người đều mở ra thần lực phòng ngự, để ngừa bị khí độc cấp ảnh hưởng, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt đều nghe theo Hoàng Thư Lang kiến nghị, mở ra phòng ngự, không cho một chút ít chướng khí dính vào người. Trừ bỏ khí độc lĩnh vực ở ngoài, chúng ta một đường mà đi, còn có cái gì địa phương là phải chú ý? Dương Nghị Vân biên đi liền hỏi Hoàng Thư Lang. Đối với mấy vấn đề này Hoàng Thư Lang đã sớm hiểu rõ với tâm, mở miệng trả lời, chủ nhân trừ bỏ khí độc lĩnh vực, chúng ta còn phải trải qua không người sa mạc, cuối cùng một vòng chính là hoang hải, này 3 chỗ địa phương, đều có đại quỷ dị đại nguy hiểm, nghe nói liền tính là thần chủ cấp bậc cường giả, vận khí không tốt lời nói, đều có thể tùy thời ngã xuống, bất quá chủ nhân không cần lo lắng, này 3 chỗ hiểm địa, ta đều tìm đã từng du lịch quá thần linh, hiện tại đều là chúng ta vệ đội thành viên. Chỉ cần tiểu tâm một ít. Sẽ không có vấn đề lớn. Dương Nghị Vân gật gật đầu không hề nói cái gì, nhưng trong lòng lại là âm thầm nói chỉ mong vận khí tốt điểm đi. Dương Nghị Vân trong lòng cũng không có hoàn toàn trông cậy vào Hoàng Thư Lang hoặc là nói này đó vệ đội, rốt cuộc tu vi thực lực hữu hạn,
nếu là thật xuất hiện cái gì cường đại sinh vật, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hắn tin tưởng một chút vĩnh viễn là chân lý, đó chính là thực lực. Bất luận cái gì quỷ dị sinh vật xuất hiện, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều đem sẽ bị dập nát. Dựa theo Hoàng Thư Lang cách nói, đi ra khí độc lĩnh vực thuận lợi nói, yêu cầu 1 năm thời gian, này vẫn là ở không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống, nếu xuất hiện cái gì sinh vật nói, kia đã có thể không ngừng điểm này thời gian. Đường kính xuyên qua đi đều phải 10 vạn dặm, đi bộ mà đi nói, tự nhiên không có khả năng chỉ có 10 vạn dặm, phiên gấp 3 đều là khả năng, chân chính hành tẩu tự nhiên là muốn tránh đi rất nhiều địa phương, cho nên thời gian cùng lộ trình tất nhiên sẽ xa hơn. Đối này Dương Nghị Vân sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Ngay từ đầu 3 tháng cơ bản thuận lợi, liền tính là xuất hiện một ít vấn đề, vệ đội đều có thể giải quyết. Nhưng là 3 tháng sau, rốt cuộc đụng phải cái thứ nhất tương đối khó giải quyết phiền toái. Đương nhiên cái này khó giải quyết là chỉ vệ đội giải quyết không được phiền toái. A! À, phía trước hét thảm một tiếng vang lên. Hoàng Thư Lang sắc mặt biến đổi, dẫn đầu tiến lên. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt liếc nhau, cũng đi theo đi qua đi. Đi qua đi lúc sau, Dương Nghị Vân liền nhíu mày. 42 gã vệ đội, toàn thân màu da đều thành màu trắng, là hoàn toàn không hề huyết sắc cái loại này, phi thường quỷ dị. Hoàng Thư Lang xem hắn lại đây vội vàng nói, chủ nhân nhìn không ra bất luận cái gì miệng vết thương. Dương Nghị Vân cau mày ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét, lại là phát hiện 2 gã vệ đội toàn thân máu hoàn toàn biến mất, giống như là bị thứ gì hút khô rồi máu giống nhau. Nhất quỷ dị chính là, cư nhiên không có phát hiện một chút miệng vết thương cùng tình huống khác. Như thế tình huống, làm một chúng vệ đội tất cả đều hoảng thần lên. Làm đại gia tụ lại, 3 người tạo thành một cái tiểu đội, 30 người một cái đại đội, chớ có đơn độc hành tẩu, 4 phía cảnh giới. Dương Nghị Vân thuận miệng hạ lệnh. Là chủ nhân, Hoàng Thư Lang vội vàng phân phó đi xuống. Lúc này Ngọc Lả Lướt cũng ngồi xổm xuống thân mình xem xét, ánh mắt lại là dừng ở 2 gã vệ đội trên chân, chuẩn xác mà nói là lòng bàn chân tâm vị trí. Dương Nghị Vân nhìn Ngọc Lả Lướt liếc mắt một cái, nàng gật gật đầu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân vung tay lên, 2 gã vệ đội trên chân giày hóa thành cho tàn, lộ ra lòng bàn chân tâm. Quả nhiên có phát hiện. Dương Nghị Vân phát hiện ở 2 gã vệ đội lòng bàn chân tâm các có một cái hạt cát tiểu nhân tiểu điểm đỏ, nếu không nhìn kỹ thật đúng là rất khó phát hiện. Lả Lướt tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Giờ phút này Ngọc Lả Lướt lại là vẻ mặt ngưng trọng nói, sợ là nào đó phi thường tiểu nhân dị trùng, trực tiếp từ dưới nền đất mà ra, theo bọn họ lòng bàn chân tâm tiến vào trong cơ thể, hút khô rồi bọn họ toàn thân tinh huyết, muốn bọn họ tánh mạng. Vân Tử cố không được. Làm mọi người bay lên phía chân trời, không cần đạp lên trên mặt đất. A. Ngọc Lả Lướt chính nói chuyện hết sức, 4 phía nghĩ tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến nhanh chóng quyết định nói, mọi người phi thăng giữa không trung, không cần tiếp xúc đại địa. Chỉ chớp mắt lại là 8 gã vệ đội kêu thảm thiết chung ngã xuống trên mặt đất, chết trang cùng vừa rồi 2 gã vệ đội giống nhau như đúc, đều là đã không có một tia vết máu, mất đi sinh mệnh hơi thở. Vô cùng quỷ dị, thậm chí liền nguyên thần đều biến mất không còn một mảnh. Dương Nghị Vân trong lòng đều ở đảo hút khí lạnh. Khí độc lĩnh vực quả nhiên không đơn giản, có thể trở thành vĩnh hằng thần giới hiểm địa chi nhất, đều có đại nguy hiểm tồn tại. Nói chuyện phía trước, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt cũng phi mặt đất, bất quá bọn họ 2 cái chỉ là cách mặt đất 3 mét cao. Chủ nhân Hoàng Thư Lang cái chán mạo mồ hôi lạnh lại đây, hắn biết đụng phải khó giải quyết sinh vật. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm trên mặt đất 10 cổ thi thể, sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi 3 cái bảo vệ tốt đại gia, dư lại ta tới, nhưng thật ra muốn nhìn, là thứ gì? Xem sắc quỷ dị, Dương Nghị Vân lại là trong lòng có khí, mặt cũng chưa nhìn thấy liền tổn thất 10 cái vệ đội, làm hắn thực hỏa đại. Nếu này đó vệ đội theo chính mình, hắn liền phải phụ trách. Cũng không có lập tức liền chạy. Chạy giải quyết không được vấn đề, đang ở khí độc nơi, phía trước chướng khí nồng hậu. Ai biết còn sẽ có cái gì? Trọng điểm là không thấy rõ là cái gì sinh vật, nếu là như vậy chạy, ngược lại không phải chuyện tốt, cũng nghẹn khuất. Càng không phải phong cách của hắn. Vân Tử thử xem đốt cháy bọn họ thi thể đi, ta cảm giác liền tránh ở thi thể trong cơ thể. Ngọc Lả Lướt kiến nghị nói. Hảo Dương Nghị Vân biết Ngọc Lả Lướt kiến thức rộng rãi, nếu nàng nói như vậy, vậy tất nhiên có đạo lý. Lập tức phung tay lên, trong tay ngọn lửa đánh ra đi. Chia làm 10 đạo ngọn lửa, phân biệt dừng ở 10 cái vệ đội trên người.
Giờ phút này 10 cái vệ đội đều đã ngã xuống, ngọn lửa đốt cháy bọn họ cũng không đến mức bọn họ phơi thây hoang dã, đối bọn họ tới nói xem như cái kết cục. Oanh! 10 đạo ngọn lửa đồng thời thiêu đốt, 10 tên vệ đội thi thể thực mau liền thiêu đốt lên. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa thiêu đốt. Nếu là thực sự có cái gì quỷ dị sinh vật tránh ở thi thể trong vòng, tin tưởng ở ngọn lửa đốt cháy dưới tất nhiên sẽ xuất hiện. Phía trước bọn họ đều kiểm thi a quá, căn bản là không có phát hiện có cái gì đặc biệt sinh vật ở 10 cái vệ đội trong cơ thể, đây là phi thường quỷ dị sự tình. Nếu không phải Ngọc Lả lướt từ lòng bàn chân tâm phát hiện điểm đỏ là duy nhất dị chỗ, mặt khác căn bản là cái gì đều không có, chỉ có vệ đội một thân tinh huyết biến mất một giọt đều không dư thừa. Thần hỏa dưới hết thảy đều đem không chỗ nào che giấu, Dương Nghị Vân thần thức gắt gao bao phủ ở 10 tên vệ đội trên người nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt 10 tên vệ đội thân thể hóa thành cho tàn. Nhưng là, giờ khắc này Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện khác thường. Quả nhiên có cái gì? Hắn rốt cuộc phát hiện không hiểu tầm thường sinh vật tồn tại. Ở 10 tên vệ đội thi thể hóa thành cho tẫn lúc sau, xuất hiện 10 chỉ đỏ thắm vô cùng tiểu như hạt cát giống nhau sâu. Đúng vậy, là sâu. Ở hắn thần thức dưới, hết thảy đều đừng nghĩ đốn hình. Nhìn như bọ rùa bảy đốm giống nhau màu đỏ tiểu trùng xuất hiện. Trước tiên Dương Nghị Vân thần thức bao phủ qua đi, liền phải đem chi dập nát. Bởi vì hắn phát hiện thần hỏa đốt cháy chung, 10 chỉ sâu cư nhiên còn sống. Này thuyết minh đối thần hỏa đối này đó sâu không có bất luận cái gì uy hát iota. 10 chỉ sâu đại biểu 10 tên vệ đội tánh mạng. Dương Nghị Vân cũng ý thức được này đó sâu quỷ dị, nhanh chóng quyết định liền phải dập nát đi. Nhưng không nghĩ tới chính là nhưng hắn thần thức chi lực, đối với 10 chỉ sâu công kích qua đi là lúc, dị biến nổi lên. Oanh! Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên. Không nhiều không ít càng tốt 10 thanh. Hơn nữa hắn thần thức chi lực, cư nhiên bị bắn ngược mở ra. 10 đạo huyết quang đại tác phẩm. Ngay sau đó tiểu như hạt cát giống nhau sâu, ngay lập tức ở huyết quang đại tác phẩm chung, biến đại, biến thành từng con đại như ngưu huyết sắc dị trùng. Ngoại hình nhìn qua cùng bọ rùa bảy đốm không sai biệt mấy, duy độc nhiều nhọn nhọn sắc bén bốn điều xúc tua dọa người miệng. Tư tư tư. Ngay sau đó 10 chỉ sâu phát ra tư tư thanh âm. Dương Nghị Vân vào giờ phút này lại là sắc mặt vô cùng túc mục lên, hắn cư nhiên cảm nhận được 10 đạo cường đại thần hồn hơi thở, bao phủ ở trên người hắn. Mà giờ phút này Hoàng Thư Lang còn lại là kinh hô, chủ nhân, là thị huyết hồn trùng. Thị huyết hồn trùng. Dương Nghị Vân nhìn về phía Hoàng Thư Lang, hiển nhiên Hoàng Thư Lang nhận được, hoặc là nói đã làm công khóa. Giờ phút này kỳ quái chính là, đây là 10 chỉ biến đại huyết trùng cũng không có trước tiên công kích, mà là đãi ở tại chỗ, chỉ là phát ra từ 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 tiếng kêu. Hoàng Thư Lang vội vàng trả lời nói, chủ nhân thị huyết hồn trùng là khí độc trong lĩnh vực 10 cực khác trùng đứng đầu, cắn nuốt tinh huyết cùng thần hồn, đối pháp lực miễn dịch, loại này dị trùng một khi bị dính vào trên người. Là có thể vô thanh vô tức ký túc ở trong cơ thể, ở thực trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt rớt tinh huyết cùng nguyên thần. Bị trở thành thần linh khắc tinh, lại có trăm biến chi trùng tên, thân thể khả đại khả tiểu, dị thường khó chơi, thông thường đều là thượng trăm chỉ vì một cái quần thể, trong đó sẽ có cái trùng vương. Ngày thường đều tránh ở bùn đất đại địa chung, chỉ cần có sinh linh tiếp cận, hoặc là nói bước vào bọn họ lãnh địa, liền sẽ công kích, chúng ta hẳn là dẫm tới rồi thị huyết hồn trùng lãnh địa. Bị thứ này theo dõi vô thanh vô tức khó lòng phòng bị, chủ nhân chúng ta sợ là có đại phiền toái, đều do thuộc hạ đại ý. Nếu như vậy kia còn nói nhảm cái gì, chúng ta chạy nhanh rời đi đi đằng xà lớn giọng giống thượng. Hoàng Thư Lang lại là cười khổ, trốn không thoát, thị huyết hồn trùng tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng, sẽ đem theo dõi con mồi hoàn toàn cắn nuốt rớt, nếu không sẽ vẫn luôn truy kích, chỉ có tìm ra trùng vương chém giết, mới có thể thoát khỏi thị huyết hồn trùng truy kích, bực này dị trùng. Có thể lớn có thể nhỏ, thần thức đều thực kia phát hiện, mắt thường càng là đừng nghĩ quan sát đến, chúng nó có thể dung nhập bốn phía hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể tìm được trùng vương sát chi tài hành. Hảo ngươi cái Hoàng Thư Lang, như thế nào làm việc? Làm đại gia lâm vào bực này hiểm địa, đằng xà mắng lên. Dương Nghị Vân nhíu mày trầm giọng nói, đằng xà ngươi câm miệng. Hắn là ghét bỏ đằng xà quá ồn ào, nhiễu loạn tâm thần, tự nhiên cũng rõ ràng, cũng không phải Hoàng Thư Lang sai. Gặp phải bực này dị trùng, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, là vận khí không tốt. Trên thực tế Hoàng Thư Lang dọc theo đường đi làm thực hảo. Hiện tại vấn đề xuất hiện, giải quyết đó là, không thể lẫn nhau oán trách.
Nhìn Hoàng Thư Lang, Dương Nghị Vân hỏi, thị huyết hồn trùng nhưng có cái gì nhược điểm? Hắn là tin tưởng bất luận cái gì sinh vật đều có nhược điểm, không có khả năng là vô phùng tồn tại, thật muốn là vô địch vậy không phải sinh vật sinh linh. Quả nhiên Hoàng Thư Lang nói có, là sợ hỏa, nhưng là tầm thường thần hỏa căn bản đối thị huyết hồn trùng vô dụng, thượng không đến mảy may, chỉ có trong thiên địa tự nhiên hình thành cường đại dị hỏa mới có thể thiêu chết thị huyết hồn trùng. Thiên địa dị hỏa, Dương Nghị Vân nói thầm một câu, nói trắng ra là, vẫn là ngọn lửa uy lực vấn đề mà thôi. Vừa rồi hắn dùng tự thân thần hỏa đốt cháy 10 cái vệ đội thi thể, đem thị huyết hồn trùng thiêu ra tới, này thuyết minh đích xác ngọn lửa là khắc tinh. Nhưng trái lại, hắn thả ra thần hỏa cũng không có thương đến bất cứ một con thị huyết hồn trùng, kể từ đó, tự nhiên là hắn thần hỏa uy lực không đủ nguyên nhân. Mà Hoàng Thư Lang nếu nói yêu cầu thiên địa dị hỏa, người hẳn là liền không sai biệt lắm. Thiên địa tự nhiên hình thành dị hỏa, hắn nhưng thật ra không có, nhưng trên người hắn lại có được càng cường đại hơn thiên hỏa, so với thần hỏa cường đại. Không trung thần thành chìa khóa, bản thân chính là một kiện cường đại hỏa thuộc tính thần khí, nội loại ẩn chứa thiên hỏa. Dựng dưỡng ở trong cơ thể thời điểm, hỏa thuộc tính lực lượng liền ở tăng cường, tăng lên thần hỏa cảnh giới đến thiên hỏa cũng là sớm muộn gì chuyện này. Đương nhiên không trung thần thành mới là hội tụ thiên hỏa lớn nhất khí cụ. Có thể không trung thần thành thiên hỏa quá xa hắn điều hành không tới, nhưng là có thần thành chìa khóa ở, hắn như cũ có thể sử dụng thiên hỏa, bởi vì thần thành chìa khóa chung liền với cường đại thiên hỏa tồn tại. Các ngươi thần hỏa trận pháp phòng ngự, ta luôn là có thể ngăn cản, thị huyết hồn trùng giao cho ta đi. Dương Nghị Vân công đạo một câu, hắn giờ phút này trong lòng nắm chắc. Tốt xấu là đỉnh thần đế, đối với một ít sâu vẫn là không sợ. Trong mắt hắn này đó sâu là rất cường đại. Nhưng cũng tuyệt đối không tới sợ hãi nông nỗi, thế gian chân chính có thể hai người sợ hãi chính là những cái đó có tâm trí sinh linh. Đối với không có trong lòng sinh linh, lớn nhất chính là cường đại một chút mà thôi, không ngừng tính kế, chung quy không phải khai hóa linh trí sinh linh đối thủ. Phía chân trời phía trên đằng xà cùng ngọc là lướt chờ hơn nữa 300 vệ đội kết trận, lấy thần hỏa là chủ, phóng xuất ra thần hỏa kết giới đại trận. Tuy rằng không phải thiên hỏa không phải dị hỏa, nhưng mấy trăm người cùng ở bên nhau trận pháp thần hỏa uy lực cũng không nhỏ, ngăn cản một chút thị huyết hồn trùng là không thành vấn đề, thị huyết hồn trùng ở cường đại, cũng không có khả năng một chút liền công phá thần hỏa trận pháp. Dương Nghị Vân còn lại là huyền phù ở cách mặt đất 3 mét địa phương, cùng mấy chục mét ngoại 10 chỉ thị huyết hồn trùng đối diện. Dựa theo Hoàng Thư Lang cách nói, thị huyết hồn trùng hẳn là trăm chỉ quần thể quy mô, hơn nữa nhất định là một con trùng vương ở chỉ huy. Muốn làm ơn thị huyết hồn trùng yêu cầu chém giết rất trùng vương mới được. Nhưng cho tới bây giờ trùng vương đô không xuất hiện. Mà cắn nuốt rất 10 tên vệ đội 10 chỉ thị huyết hồn trùng ở hắn thần hỏa đốt cháy lúc sau, biến thành nghiêu như vậy đại cái đầu, lại là cũng không có phát động công kích. Chỉ là cảm giác tất cả đều theo dõi hắn. Dựa theo hắn kinh nghiệm, tất nhiên là đang đợi côn trùng theo mùa vương ra lệnh. Hắn cũng không nóng nảy, cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm trùng vương tồn tại. Hắn tin tưởng trùng vương sẽ ra tới. Từ từ từ, ước chừng vài phút sau, trong tầm mắt 10 chỉ thị huyết hồn trùng bắt đầu phát ra đệ nhị sóng thanh âm. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm chợt lóe, lại là trực tiếp phát động công kích. Chảm! Nhất kiếm chém ra, không gian chấn động. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn 10 chỉ dị trùng có bao nhiêu cường đại. Giết hắn 10 tên vệ đội, Dương Nghị Vân tuy rằng không phát hỏa, nhưng tâm lý cũng đã cấp xuất hiện thị huyết hồn trùng hỏa thượng tàn sát sạch sẽ sổ đen. Ầm ầm ầm, nhất kiếm chém ra đi đồng thời, 10 chỉ thị huyết hồn trùng bỗng nhiên cũng đối với hắn bay tới. Bất quá hắn kiếm khí chợt lóe dưới, nặng nề rung động. 10 chỉ thị huyết hồn trùng bạo phát huyết quang. Ha ha, liền như vậy điểm bản lĩnh, còn đúng là hù người đồ vật. Dương Nghị Vân không nghĩ tới 10 chỉ thị huyết hồn trùng trực tiếp bị hắn nhất kiếm huy chảm mà xuống tất cả đều bạo liệt thành huyết vụ, căn bản chính là bất kham một kích. Liền ở hắn lời nói vừa ra thời điểm, lại là không nghĩ tới ngay sau đó trên cánh tay trái càn khôn hồ đột nhiên bộc phát ra cực nóng chi lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được, hỗn nguyên một hơi lại một lần bơi lội lên. Trong giây lát cảm giác đầu một trận tạc nứt giống nhau đau nhức. Lại là phát hiện 10 đạo rất nhỏ đỏ thắm dòng khí thẳng đến thần hải nguyên thần. Thẳng đến lúc này Dương Nghị Vân mới phản ứng lại đây, nói, da đầu đều tê dại, từng cây lông tơ đứng chổng ngược. Hắn phát hiện 10 đạo rất nhỏ đỏ thắm dòng khí, đúng là 10 chỉ thị huyết hồn trùng, bản thể bất kham một kích, bị hắn nhất kiếm chạm rất sau,
lại là trực tiếp hóa thành thần hồn trạng thái, tiến vào hắn thần hải, cư nhiên trực tiếp công kích nguyên thần. Dương Nghị Vân giờ khắc này là thật sự sợ. Cũng may Càn Khôn Hồ tự động đã nhận ra nguy hiểm hộ chủ. Hỗn Nguyên một hơi chủ động xuất kích. Cũng là ở thời điểm này, hắn phát hiện bốn phía trên mặt đất xuất hiện rậm rạp huyết sắc sâu, đâu chỉ mấy trăm, quả thực là hàng ngàn hàng vạn số lượng. Thần trong biển Hỗn Nguyên một hơi kim quang lập lòe, trực tiếp làm công kích nguyên thần 10 chỉ thị huyết hồn trùng bốc hơi. Nguy cơ tiếp xúc, nghiệt xúc, nguy hiểm thật. Dương Nghị Vân thật dài phun ra một hơi, thiếu chút nữa cống ngầm lật thuyền. Nhìn bốn phía xuất hiện rậm rạp thị huyết hồn trùng, hai tròng mắt chung ngọn lửa thiêu đốt mà đến. Nếu không phải Càn Khôn Hồ hộ chủ, Hỗn Nguyên một hơi xuất kích, lần này hắn liền tính bất tử, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng không thể. Không nghĩ tới, này đó sâu bị bạo rớt bản thể lúc sau, cư nhiên còn bất tử, mà là hóa thành thần hồn trạng thái, trực tiếp là có thể khoan dò hắn thần thức hải đi công kích nguyên thần. Thực sự đáng sợ. Vấn đề trọng điểm là, hắn căn bản là không phát hiện chính mình liền một chút vọt vào chính mình thần thức chi hải. Đây là đáng sợ chỗ, trách không được Hoàng Thư Lang nói thì huyết hồn trùng là khí độc trong lĩnh vực 10 cực khác trùng đứng đầu, thật đúng là không phải nói tên tuổi. Lại có độc đáo chỗ. Bất quá, Dương Nghị Vân hiện tại lại là chút nào không sợ. Thừa dịp Hỗn Nguyên một hơi bảo hộ ở trong cơ thể, hắn muốn đem này đó sâu diệt sạch sẽ. Giờ phút này trong cơ thể sâu là diệt, nhưng bên ngoài lại là xuất hiện rậm rạp thị huyết hồn trùng, thực hiển nhiên là sau lưng trùng vương xuất hiện. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh bốn phía, lại là không có nhìn đến một con độc đáo sâu xuất hiện, nói cách khác xảo trá trùng vương như cũ tránh ở âm thầm, thao tác thị huyết hồn trùng quần thể bắt đầu công kích chính mình. Nếu không ra tới, vậy toàn bộ tiêu diệt đi. Không có Hoàng Thư Lang nói như vậy, thị huyết hồn trùng là chăm chỉ quần thể, trước mắt sợ là thượng vạn đều không ngừng. Hạt cát giống nhau nhỏ bé, tất cả đều từ bùn đất đại địa chui ra tới. Thần thành chi hỏa. Dương Nghị Vân tay phải thần quang chợt lóe, mini bản thần thành xuất hiện, tức khắc ngọn lửa lan tràn mở ra, nghĩ bốn phía nhanh chóng khuếch tán, vung tay lên trực tiếp từ đại địa bắt đầu thiêu đốt dựng lên. Tư tư tư. Từng tiếng tư tư rung động vang lên. Là thị huyết hồn trùng tiếng kêu, càng là đốt cháy tiếng động. Ngay sau đó sau lưng nói thụ hợp nhất hiện lên, hừ lạnh một tiếng. Dương Nghị Vân thêm nữa một phen hỏa, dẫn động hỏa thuộc tính nói thụ chi lực thêm vào ở trong tay thần thành thần kỳ thượng. Một chút ngọn lửa ở ngoài khuếch tán đi ra ngoài phạm vi thượng vạn mét. Cái này đường kính phạm vi, hắn tin tưởng một con thị huyết hồn trùng đều đừng nghĩ chạy ra đi. Có nói thụ chi lực thêm vào, ngọn lửa biến thành nướng màu trắng. Uy lực tăng lên một mảng lớn. Ngay lập tức trực tiếp từng đạo hồng quang phiêu tán dựng lên. Dương Nghị Vân biết đây là thiên hỏa thiêu hủy thị huyết hồn trùng thân thể sau, này đó quỷ dị sâu hóa thành đệ nhị hình thái, trực tiếp là thần hồn hình thái, bực này hình thái dưới, thẳng vào thần thức chi hải. Nhưng hắn hiện tại sợ sao? Khóe miệng liệt liệt cười. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân tùy ý hàng ngàn hàng vạn hồng quang chui vào trong cơ thể, hoặc là nói thẳng vào thần thức chi hải. Vốn dĩ hắn có thể phòng ngự, không cho tiến vào thần thức chi hải, nhưng lại hoàn toàn không có phòng ngự. Ngược lại là làm này đó thì huyết hồn trùng thần hồn trạng thái một cái kính hướng hắn thần thức chi hải toàn. Vì cái gì lớn mật như thế? Bởi vì giờ phút này nguyên thần trong vòng có Hỗn Nguyên một hơi bảo hộ, căn bản không cần sợ mảy may. Tương phản Dương Nghị Vân cảm giác chính mình có thể cho nguyên thần ăn no nê. Này đó thì huyết hồn trùng thần hồn hắn có thể cảm giác được, chính là vô cùng tinh thuần thần hồn chi lực. Cắn nuốt rất sau, chưa chừng, hắn có dự cảm có thể làm tu vi cảnh giới đột phá. Thiên địa vạn vật, đều có linh. Này đó thì huyết hồn trùng, cắn nuốt tinh huyết thần hồn mà sinh, bản thân chính là thiên địa dị bảo giống nhau tồn tại, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Thiên hỏa đốt cháy dưới, hắn trực tiếp dựa vào trong tay thần thành thần khí, bao phủ phạm vi vạn mét, hình thành kết giới, đốt cháy rất hàng ngàn hàng vạn thị huyết hồn trùng thi thể, lại là làm này đó tinh huyết chi lực không có bùng nổ, toàn bộ đều lung tụ lên. Trong lòng vừa động thúc dục Càn Khôn đạo chủng công vận chuyển bắt đầu hấp thu này đó tinh huyết chi lực luyện hóa vì mình dùng. Về phương diện khác chờ mong, này đó thì huyết hồn trùng thần hồn trạng thái, tất cả đều ùa vào thần thức chi hải, bước tiếp theo chính là nguyên thần cắn nuốt luyện hóa này đó tinh thuần vô cùng thần hồn chi lực, như thế tu vi lại tiến thêm một bước, cũng là khả năng. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân nguyên thần bốn phía đều bị lốc xoáy giống nhau thì huyết hồn trùng cấp vây quanh, đương nhiên là thần hồn trạng thái sâu mà thôi. Nếu là đổi cá nhân,
sợ là đích xác phải bị cắn nuốt rất nguyên thần. Chính là Dương Mẫu Nhân lại có, hộ thần phù, hỗn nguyên một hơi tồn tại, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Này đó hàng ngàn hàng vạn thị huyết hồn trùng thần hồn trạng thái dưới vọt vào hắn thần thức chi hải, đem hắn nguyên thần vây quanh, nhưng không có bắt đầu cắn nuốt hắn nguyên thần, ngược lại là quay chung quanh ở hắn nguyên thần bốn phía vần quanh, thực sự là kỳ quái. Bất quá Dương Nghị Vân thực mau liền minh bạch là như thế nào sẽ là. Đây là đang chờ đợi hiệu lệnh. Hoặc là nói chờ đợi trùng vương xuất hiện. Bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện trùng vương tồn tại. Nói là trùng vương kỳ thật so với tầm thường thì huyết hồn trùng còn muốn tiểu gấp đôi, nếu không phải ở hắn thần thức chi trong biển, thật đúng là rất khó phát hiện. Bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện ở một cổ tử bình thường thì huyết hồn trùng chung, xuất hiện một con nhỏ gấp đôi tiểu sâu, bốn phía bị mặt khác sâu thật mạnh vây quanh, đánh sâu vào hắn thần thức chi hải. Đường này chỉ sâu tiến vào lúc sau, vần quanh ở hắn nguyên thần bốn phía hồn trùng rời đi nhằm phía nguyên thần, phát động công kích. Cho nên Dương Nghị Vân kết luận này chỉ nhỏ gấp đôi sâu chính là trùng vương, chính là ra lệnh tồn tại, dựng lên ở hàng ngàn hàng vạn thị huyết hồn trùng, cũng không có ở phát hiện đệ nhất chỉ đồng dạng tiểu nhân sâu. Không hề nghi ngờ này chỉ tiểu sâu chính là trùng vương. Hơn nữa Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, này chỉ tiểu sâu thần hồn lực lượng, là mặt khác thị huyết hồn trùng mấy chục lần còn nhiều. Cứ việc hơi thở có thể che giấu, chính là giờ phút này hắn nguyên thần có hỗn nguyên cùng nhau thêm vào. Ở thần hồn lực lượng thượng Dương Nghị Vân vô cùng nhạy bén. Có thể nói thần thức chi trong biển hết thảy đều trốn bất quá hắn nguyên thần cảm giác. Tới vừa lúc, khai ăn đi. Dương Nghị Vân trong lòng tự nói cười to, bỗng nhiên nguyên thần kim quang đại tác. Lại là gào giống một tiếng, hai tròng mắt bỗng nhiên mở, miệng một trương, ở hỗn nguyên một hơi thêm vào hạ, nguyên thần bắt đầu rồi cắn nuốt, nguyên thần miệng như là một cái hắc động giống nhau. Dễ như trở bàn tay liền đem bốn phía thị huyết hồn trùng cắn nuốt đi vào, trong đó liền bao gồm kia chỉ trùng vương, ở hỗn nguyên một hơi thêm vào hạ, này đó thần hồn trạng thái thị huyết hồn trùng, căn bản là không có pháp kháng chi lực, nháy mắt đã bị Dương Nghị Vân cắn nuốt một cái sạch sẽ. Luyện hóa. Một tiếng đáy lòng tiếng động. Nguyên thần cùng thần hạch đạo trùng đồng thời vận chuyển. Một phương luyện hóa thần hồn, một phương luyện hóa tinh huyết. Như thế, hàng ngàn hàng vạn thị huyết hồn trùng tinh huyết cùng thần hồn, bị Dương Mẫu Nhân xem như tận diệt rớt. Tại ngoại giới, mấy chục mét trời cao chung, ngọc lả lướt đám người, chỉ nhìn đến Dương Nghị Vân đầy người ngọn lửa lan tràn mở ra. Lại là tại hạ một khắc, phát ra một tiếng nặng nề, thiên địa bốn phía thần nguyên hội tụ, ngay sau đó Dương Nghị Vân trên người hơi thở bỗng nhiên bò lên. Một cổ thiên địa uy áp tràn ngập thiên địa. Ngọn lửa tắt. Dương Nghị Vân dừng ở trên mặt đất, sở hữu thị huyết hồn trùng biến mất không còn một mảnh. Ngọc Lả Lướt kinh hỉ nói, hoàn toàn trận pháp đi xuống đi, Vân Tử đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đích xác, Dương Mẫu Nhân tiếp theo hỗn nguyên một hơi, luyện hóa hàng ngàn hàng vạn thị huyết hồn trùng, rốt cuộc đột phá bình cảnh, từ thượng vị đỉnh thần đế, đột phá tới rồi sơ cấp thần chủ cảnh giới. Giờ phút này hắn xem như đạt tới thần giới lực lượng đỉnh trình tự. Quân vương đế chủ, tứ đại thiên địa thần lực cảnh giới tu luyện, thần chủ vì nhất, Dương Nghị Vân bước vào thần chủ chi cảnh. Chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá, pháp lực vô biên. Hảo đi, lại là đằng xà cái thứ nhất kéo ra lớn giọng vuốt mông ngựa. Dương Nghị Vân vừa mở mắt, liền nhìn đến đằng xà thứ này. Bất quá, giờ phút này hắn tâm tình rất tốt, không mắng nó. Chúc mừng chủ nhân đột phá, thành tựu thần chủ. Ở Hoàng Thư Lang dẫn dắt hạ, 300 vệ đội thanh âm rung trời chúc mừng. Ha 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 đều đứng lên đi. Dương Nghị Vân vung tay lên. 300 nhiều hào vệ đội cầm lòng không đậu đứng dậy, bị thật lớn lực lượng nâng dựng lên. Tu vi rốt cuộc bước vào thần chủ chi cảnh, Dương Mẫu Nhân tâm tình rất tốt. Hắn hiện tại càng thêm minh bạch, tu luyện chi đạo càng là đến hậu kỳ, liền càng là hiểu được thấu triệt, đối với lực lượng lý giải sẽ điên đảo tính nhận chi. Đột phá đại quan, nước chảy thành sông. Vạn sự vạn vật đều có định số, một mổ một uống thiên đạo ở âm dương chi gian. Lần này tuy rằng đụng phải thị huyết hồn trùng, thiếu chút nữa liền thiệt thòi lớn, thậm chí có thể nói là muốn mệnh, nhưng cuối cùng gặp giữ hóa lành, cuối cùng ngược lại thành toàn hắn, bước vào sơ cấp thần chủ cảnh giới. Thiên đạo tuần hoàn, thật là kỳ diệu. Tiếp nhận rồi một chúng thuộc hạ chúc mừng sau, mấy đại thỏa mãn Dương Mẫu Nhân hư vinh tâm, lúc sau tiếp tục xuất phát. Từ giờ trở đi, hắn là chân chính bước vào thần giới chân chính cường giả ngạch cửa trong vòng, cuối cùng là có tự tin. Thần chủ cảnh giới, chính là các loại thuộc tính lực lượng đỉnh,
Điểm này Dương Nghị Vân rõ ràng. Tỷ như chủ tu hỏa chi đạo, đó chính là chơi hỏa tổ tông, có thể đem hỏa thuộc tính lực lượng dùng vận đến cực hạn. Nhưng đem thủy chi lực, trở tay chi gian tích thủy thành vũ, rơi xuống nước kết băng. Tóm lại bước vào thần chủ lúc sau, ở thần lực thượng dùng vận có thể nói sẽ đứng ở đỉnh. Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, có thể khống chế thần lực sẽ càng thêm cường đại. Có cường đại tu vi lúc sau, kế tiếp lộ, Dương Nghị Vân tự mình tỏa chấn, rốt cuộc ở một năm lúc sau đi ra khí độc lĩnh vực. Đương nhiên cũng đụng phải một ít cổ quái việc cùng sinh vật, bất quá đều giải quyết, mà vệ đội cũng không có ở tổn thất người nào. Cùng ra tới 300 vệ đội, thiệt hại 10 tên. Dựa theo Hoàng Thư Lang nói, này đã là kỳ tích. Dĩ vãng có tiến vào khí độc lĩnh vực thám hiểm thần linh, thường thường sẽ tạo thành 100 người tiểu đội, một chuyến thám hiểm xuống dưới, ít nhất cũng muốn tổn thất 1/3 người được chọn, nặng thì tổn thất 2/3 đều là bình thường. Bọn họ này một đội người, tổn thất 10 tên vệ đội, đã là cái kỳ tích. Đương nhiên đằng xa cái này vô nịnh nọt bổ sung nói đúng, đây đều là bởi vì chủ nhân công lao. Đích xác nếu không phải Dương Nghị Vân tu vi bước vào thần chủ lúc sau một đường áp trận ra tay, thật đúng là nói không chừng muốn tổn thất bao nhiêu người đâu. Tóm lại đã hơn một năm thời gian, cuối cùng là từ khí độc lĩnh vực đi ra. Mặc kệ dựa theo Hoàng Thư Lang nói, dọc theo đường đi tam đại hiểm địa, bọn họ còn có 2 đại hiểm địa muốn đối mặt, lúc này mới qua 1/3 lộ trình, vẫn là không thể lơi lỏng mới là. Bởi vì kế tiếp sẽ là xuyên qua ngàn vạn dặm sa mạc. Trong sa mạc hoàn cảnh nhưng từng có hiểu biết. Đi ra khí độc lĩnh vực lúc sau, đằng xa lại thành tòa kỵ, tất cả đều phi hành mà đi. Dương Nghị Vân ngồi ở đằng xà trên lưng hỏi một bên Hoàng Thư Lang. Hồi bẩm chủ nhân, kia phiến sa mạc kịch liệt chúng ta phi hành ước chừng 3 tháng khoảng cách, tên là Liệt Dương Sa Mạc, ngàn vạn dặm cuồn cuộn, khoảng cách đảo không là vấn đề, quan trọng là sa mạc quỷ dị hoàn cảnh, cùng sa mạc chỗ sâu trong yêu tộc. Liệt Dương Sa Mạc chi danh, cùng đại ngày Liệt Dương cùng tên, ngụ ý Liệt Dương, là toàn bộ vĩnh hằng thần giới nhiệt độ không khí tối cao nơi. Nghe đồn là khoảng cách đại ngày Liệt Dương gần nhất sa mạc địa phương, được xưng mạnh nhất ngạnh thần thạch đều có thể hòa tan, đương nhiên khả năng có điểm khuếch đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tin đồn vô căn cứ. Liệt Dương sa mạc hoàn cảnh cũng là biến ảo không chừng, có lẽ giờ khắc này Liệt Dương cao chiếu, nhưng sẽ tại hạ một khắc, nổi lên không gì sánh kịp bão cát gió lốc, thậm chí xuất hiện hải thị thận lâu, một khi bị cuốn đi vào, liền sẽ bị lạc ở trong đó, rất khó đi ra. Trừ bỏ ác liệt hoàn cảnh ở ngoài, còn có trong sa mạc tồn tại dị thường sinh vật, đều có thể muốn mệnh, cho dù là cao giai thần linh cũng đều có thể nháy mắt vứt bỏ tánh mạng thậm chí là hình thần đều diệt. Bất quá Liệt Dương sa mạc trong lời đồn cường đại nhất nhất quỷ dị vẫn là Sa Hồ Hồ Nhân nhất tộc, các nàng mới toàn bộ lửa cháy sa mạc bá chủ, thần bí thả có cường đại, thống lĩnh toàn bộ Liệt Dương sa mạc, nếu là chúng ta đụng tới Sa Hồ nhất tộc tận lực muốn tránh đi, không thể phát sinh xung đột, nếu không rất khó có thể từ Liệt Dương trong sa mạc đi ra ngoài. Sa Hồ nhất tộc, Dương Nghị Vân nghi vấn, trong đầu lại là vang lên, hắn năm đó ở Sơn Hải giới nhận thức Trịnh Nho Nhã thời điểm, cũng đụng tới quá Sa Hồ sự tình, lại là không biết nơi này Sa Hồ cùng Sơn Hải giới cái kia Sa Hồ có phải hay không cùng tộc. Đương nhiên vô cùng có khả năng không phải, rốt cuộc Sơn Hải giới chỉ hạ giới chung vô số giao diện một cái tiểu địa phương, mà nơi này còn lại là vĩnh hằng thần giới, là thần linh khắp nơi đi thần giới. Hoàng Thư Lang đã làm công khóa mở miệng nói, chủ nhân Sa Hồ tộc nghe đồn là cửu thiên thần hồ chi nhánh, nhưng là từ hồng hoang thời đại liền cắm rễ ở Liệt Dương sa mạc, nghiêm khắc tới nói đã lột xác thích ứng Liệt Dương sa mạc hoàn cảnh có độc đáo tu luyện hệ thống, thuộc về hồng hoang thời đại đại yêu tộc, có được thần thú huyết mạch. Ở Liệt Dương sa mạc như thế gian khổ hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới, tất nhiên là không giống người thường. Sa Hồ nhất tộc thần bí vô cùng, kỳ thật cũng rất khó có ngoại giới thần linh nhìn thấy. Nghe nói các nàng ở trong sa mạc tìm được rồi một chỗ thần cảnh cư trú, với ngoại giới cơ bản là ngăn cách, bất quá cũng có không nhỏ tâm xông vào Sa Hồ tộc lệnh mà thần linh, trực tiếp đã bị giết. Nói hồ tộc, Dương Nghị Vân trong óc liền nghĩ tới rất nhiều thân ảnh, tỷ như thiên hồ, tỷ như thiên cơ sư nương. Nếu nói trên đời này cái gì yêu tộc nhất thích hợp nhân tộc thẩm mỹ quan, không hề nghi ngờ là hồ tộc. Đương nhiên hồ tộc cũng là chi nhánh rất nhiều, các không giống nhau. Dương Nghị Vân nghe Hoàng Thư Lang giảng thuật, cũng chỉ là ở trong đầu phán đoán một chút, dựa theo Hoàng Thư Lang cách nói, cũng không nhất định sẽ gặp phải Sa Hồ tộc. Một đường nói chuyện với nhau mà đi, Dương Nghị Vân cũng không tu luyện, ngồi ở đằng xà trên lưng, lãnh hội vĩnh hằng thần giới phong cảnh, làm Hoàng Thư Lang cho chính mình giảng thuật thần giới các loại nghe đồn.
Còn đừng nói Hoàng Thư Lang là thật đã làm công khóa, nhưng phàm là Dương Nghị Vân hỏi vấn đề, mặc kệ chuẩn không chuẩn xác, chỉ cần là hắn biết đến nghe qua, hoặc là tin vỉa hè tới, đều liền nói sơn một hai câu. Như thế 3 tháng xuống dưới, Dương Nghị Vân đối toàn bộ thần giới xem như có chỉnh thể hiểu biết. 3 tháng sau, bọn họ tiến vào Liệt Dương sa mạc. Liệt Dương sa hồ cũng không có khí độc, đại gia có thể phi hành. Bất quá đây là ở không có đụng tới cực đoan thời tiết hoàn cảnh dưới tình huống, nếu có bão cát, vậy chỉ có thể đi xuống đi bước một hành tẩu, lại còn có muốn tránh né. Đương nhiên Liệt Dương sa mạc nhiệt, thật đúng là không phải nói. Ngay từ đầu mọi người đều phi hành mà đi, có thể đếm được 10 ngày lúc sau, liền cảm thấy cực nóng khó nhịn, 300 vệ đội đều bắt đầu sử dụng thần lực chống cự cực nóng. Ngày này đại gia cũng đụng phải bão cát. Cách thật xa, liền thấy được che trời bão cát cuốn tịch mà đến, thanh thế to lớn vô cùng, cơ hồ không hề dấu hiệu liền xuất hiện. Chủ nhân chúng ta đi xuống tránh né đi, Liệt Dương sa hồ bão cát không giống người thường, nếu như bị cuốn tịch đi vào, rất khó thoát thân, liền tính là thần đế tu vi sợ cũng sẽ bị xé rách. Hoàng Thư Lang vội vàng nói chuyện. Hảo, tất cả đều đi xuống, tìm địa phương tránh né, Dương Nghị Vân lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cách mấy chục dặm cuốn tịch mà đến bão cát chi uy. Đây là thiên địa chi uy, không giống bình thường. Trong sa mạc bão cát đừng nhìn khoảng cách mấy chục dặm, khá vậy chính là trong nháy mắt cho đến, tốc độ mau dọa người. Dương Nghị Vân một hàng rơi xuống đi, tìm một chỗ lõm hình địa hình thời điểm bão cát đã cuốn tịch mà đến. Kết trận. Dương Nghị Vân hô to một tiếng. Đối mặt bực này tình huống, 300 người kết trận địa phương bão cát mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay lập tức chi gian mọi người phóng thích được thần lực, liên hợp kết trận, nhưng là cũng trong nháy mắt này, bão cát cuốn tịch tới. Bất quá cũng không có gì, kết trận ngăn cản đó là. Mọi người đều không quá để ý, bao gồm Hoàng Thư Lang cùng Dương Nghị Vân cũng là như vậy cho rằng. Chính là không nghĩ tới lần này bão cát ra ngoài dự kiến. Đại kinh người. Ngay từ đầu đại gia còn đều có thể ngăn cản trụ, chính là ngắn ngủn 3-5 phút sau, liền cảm thấy không thích hợp. Dương Nghị Vân sắc mặt đều thay đổi, cư nhiên phát hiện dưới chân ở động. Hắn rõ ràng không nhúc nhích, nhưng rõ ràng cảm nhận được ở động. Giờ phút này cường đại vô cùng bão cát dưới, hắn cũng chỉ có thể tăng lớn thần lực. Cái gì đều nhìn không tới, cát bụi đầy trời, đôi mắt không thể không nhắm lại. Trong tai nghe được chính là sơn hô hải khiếu giống nhau thanh âm. Cát bụi đầy trời. Chân chính rằng còn nửa canh giờ. Cũng may này nửa canh giờ trong vòng, Dương Nghị Vân cảm giác bên người người đều ở, lại cũng không quá mức lo lắng. Nửa canh giờ lúc sau, bão cát rốt cuộc biến mất không thấy. Mà khi Dương Nghị Vân trợn mắt đi xem thời điểm, lại phát hiện chung quanh hoàn cảnh đã đại biến dạng. Chủ nhân nơi này. Hoàng Thư Lang có chút nói lắp lên. Trừng mắt nhìn quanh bốn phía, căn bản cùng phía trước không giống nhau, rõ ràng là sa mạc, hiện tại lại là thay đổi bộ dáng, thực hiển nhiên là vừa mới bão cát có vấn đề, đem đại gia đưa tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn cái này phụ trách dẫn đường người, đem có khó lòng trốn tránh trách nhiệm, cho nên nói Hoàng Thư Lang giờ phút này trong lòng thực thấp thỏm, nói lắp lời nói đều cũng không nói ra được. Không cần khẩn trương, nhìn kỹ hắn nói, làm đại gia tạm thời đề phòng đãi tại chỗ đừng nhúc nhích. Dương Nghị Vân nhìn đến Hoàng Thư Lang dáng vẻ khẩn trương, giơ tay ý bảo hắn đừng lo lắng. Bản chất tới nói, nơi này như cũ là sa mạc. Bởi vì trong không khí hơi thở Dương Nghị Vân ngửi được, như cũ là trong sa mạc độc hữu khô giáo hơi thở, chẳng qua nơi này khô giáo chung mang theo một tia mát lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này bọn họ thân ở một tảng lớn mênh mông vô bờ trong rừng cây, chẳng qua này phiến rừng cây tương đối độc đáo, nhìn qua cây cối là chưa từng có gặp qua thảm thực vật. Toàn thân phát hoàng, lá cây rất nhỏ cũng rất ít, rõ ràng không phải cây dương vàng, nhưng lại cho hắn một loại cây dương vàng cảm giác quen thuộc. Đương nhiên này không phải trọng điểm là, bọn họ như thế nào tới nơi này. Lúc này Dương Nghị Vân nghĩ tới, vừa rồi bão cát đại tác phẩm thời điểm cảm giác, rõ ràng thân thể động cũng chưa động, lại là cảm nhận được ở động, hiện tại nghĩ đến, là dưới chân sa mạc ở lưu động, kỳ thật bọn họ đã sớm động qua vị trí. Không hề nghi ngờ là vừa mới bão cát nguyên nhân biết, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, đem đại gia đưa tới này phiến trong rừng cây. Vân tử có cái gì phát hiện, lúc này Ngọc Lả Lướt đánh giá bốn phía hoàn cảnh nói chuyện. Lả Lướt tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi lại nàng. Ngọc Lả Lướt trầm tư một hồi nói, ta phân tích có 2 loại nguyên nhân,
Đệ nhất loại nguyên nhân là có người cố ý động tay chân tiếp theo bão cát đem chúng ta đưa tới nơi này. Đệ nhị loại nguyên nhân vẫn là bởi vì bão cát, chẳng qua là nơi này sa mạc dưới nền đất có cái gì cổ xưa trận pháp, vừa vặn chúng ta đặt chân nơi đoán được, mà bão cát xuất hiện, khởi động cái này trận pháp, sở hữu chúng ta tới rồi này phiến cánh rừng. Mặc kệ nào một loại tình huống, chúng ta đều đã không còn nguyên lai địa phương, chưa chừng vừa rồi ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, chúng ta đã tới rồi mấy vạn dặm, thậm chí là mấy chục thượng trăm vạn nơi. Nơi này quỷ dị vô cùng, chúng ta phải cẩn thận điểm, ta có thể cảm nhận được, này hai rừng cây có một cổ hơi thở, là nào đó hoặc là nói nào đó chủng tộc hơi thở, không đúng, tựa hồ là hai loại rất cường đại chủng tộc hơi thở tàn lưu. Ngọc Lả Lướt nhắm hai mắt cảm thụ được nói ra ý nghĩ của chính mình. Dương Nghị Vân nghe Ngọc Lả Lướt nói chuyện, không ngừng gật đầu, hoàn toàn tán thành Ngọc Lả Lướt cách nói. Nếu tới, vậy đối mặt Dương Nghị Vân híp mắt nói chuyện, ngay sau đó đối Hoàng Thư Lang nói, làm mọi người tạo thành tiểu đội, chúng ta tiếp tục hướng phía đông bắc hướng đi. Là chủ nhân, Hoàng Thư Lang khom người lập tức đi phân phó vệ đội. Dương Nghị Vân trong tay có yêu thần đạo cung thư mời, đối với yêu thần đạo cung vị trí cảm ứng là sẽ không sai. Tiếp tục tìm đúng phương hướng đi là được rồi. Dù sao yêu thần đạo cung vị trí cảm ứng còn ở. Này cũng thuyết minh, yêu thần đạo cung đích xác không giống bình thường, không hổ là vĩnh hằng thần giới tam đại nói cung chi nhất. Này phiến rừng cây cấp Dương Nghị Vân cảm giác, kỳ thật đã không còn là phía trước liệt dương sa mạc, bởi vì trong không khí lực lượng hơi thở tràn ngập không gian thuộc tính chi lực. Này thuyết minh là giao diện không gian, hoặc là dùng càng thêm chuẩn xác mà nói pháp biểu đạt, hẳn là nào đó thần vực không gian. Cũng có thể nói bọn họ còn ở liệt dương trong sa mạc, chẳng qua là tiến vào liệt dương trong sa mạc nào đó không gian hoặc là cái gì thần cảnh linh tinh thế giới đi. Dựa theo Hoàng Thư Lang phía trước đã làm công khóa, liệt dương sa mạc thần bí nhất đương thuộc sa hồ nhất tộc, phía trước hắn liền nghĩ tới sa hồ nhất tộc tồn tại liệt dương sa mạc từ hồng hoang thời đại kéo dài đến nay, vô cùng có khả năng có được thần bí không gian, nếu nói thực sự có, như vậy hiện tại có lẽ. Bọn họ đã bước vào sa hồ tộc lãnh địa. Đối với thần bí sa hồ tộc, Dương Nghị Vân thật đúng là muốn kiến thức một chút. Đương nhiên tiền đề là hy vọng đừng cùng các nàng khởi xung đột, Dương Mỗ Nhân cùng hồ tộc sâu xa rất sâu, thật đúng là không hy vọng, cùng bất luận cái gì hồ tộc có cái gì tranh chấp xung đột. Nếu thật đụng phải, đối phương không nói lý, kia. Hắn cũng không ngại cùng các nàng nói một chút ngạnh đạo lý. Đi! Dương Nghị Vân hạ lệnh lúc sau kéo Ngọc Lả Lướt tay Ngọc, đi ở đằng trước, tả hữu là đằng xà cùng thổ tinh nguyên. Chủ nhân A, này phiến rừng cây tựa hồ rất lớn, nếu không chúng ta bay lên đến xem. Đằng xà ở một bên nói. Người muốn ăn đau khổ liền phi thăng đi xem. Dương Nghị Vân cười cười nói, hắn thực cảm nhận được này một phương thiên địa không gian chung tồn tại nào đó lực lượng, thực cuồng bạo. Cho nên cũng không có bay lên tới, mà là lựa chọn đi bộ. Ách khi ta chưa nói đi hắc hắc, đằng xà thứ này hiện tại cũng học thông minh, làm việc sẽ không như vậy lỗ mãng. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái nói, nơi này nếu có thể bị xưng là hiểm địa, kia tất nhiên liền không phải cái gì thiện mà, người cho ta an phận một ít, chớ chọc xảy ra chuyện tới, nếu không có người ăn đau khổ. Hắc hắc, sẽ không đằng xà vội vàng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Vừa đi, một bên nói chuyện, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua thổ tinh nguyên, lại là phát hiện thổ tinh nguyên mày trong chốc lát nhăn lại, trong chốc lát buông ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì nan để giống nhau. Này dọc theo đường đi đi tới, thổ tinh nguyên cơ bản không nói chuyện, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì tới, lúc này như thế, xem ra là có chuyện gì. Liền mở miệng hỏi nói, thổ tinh nguyên chính là có cái gì phát hiện. Thổ tinh nguyên nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, chủ nhân nơi này hạt cát hạ, tựa hồ có thứ gì, nhưng là rất kỳ quái chính là, đi cảm thụ lại là chút nào cảm thụ không đến, chính là thuộc hạ thiên phú không có sai, nếu không thuộc hạ thử xem. Dưới nền đất sốt cuộc có cái gì quỷ dị tồn tại? Có thể, người thử xem, sớm phát hiện cũng hảo, nhưng đừng đến lúc đó đại gia lật thuyền trong mương. Dương Nghị Vân tự nhiên minh bạch thổ tinh nguyên trong miệng nói thử xem, chính là kiểm ti A dưới chân sa mạc, đến lúc đó động tĩnh khả năng sẽ rất lớn. Bất quá như vậy gần nhất, cơ hữu thực có thể sẽ chạm vào thứ gì, nhưng là cùng với thời khắc phòng bị, không bằng chọn đến chỗ sáng hảo. Tổng hảo quá lo lắng hãi hùng. Đương nhiên hắn cũng không sợ, nhưng bên người một loại vệ đội trong lòng tất nhiên có áp lực. Nếu có thể có phát hiện, đó là không còn gì tốt hơn. Thổ tinh nguyên lại là lão chiêu bài, thái một tiếng một dậm chân,
dưới chân đại địa chấn động lên, bất quá lần này nhưng thật ra không vỡ ra. Nơi này có cây cối, đại địa có cỏ xanh. Cũng không phải là sa mạc, nhưng ở Dương Nghị Vân cảm giác chung chính là sa mạc. Thổ tinh nguyên dậm chân lúc sau, chấn động thực mau bình ổn. Chủ nhân tựa hồ không có gì phát hiện, phi thường kỳ quái, rõ ràng cảm giác không thích hợp, nhưng lại thì không địa phương nào không đối tới nói chuyện chi gian thổ tinh nguyên có chút xấu hổ. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười nói, không sao chúng ta tiếp tục về phía trước đi một chút xem. Đối với nơi này hoàn cảnh hắn đều cảm thụ không đến càng đừng nói thổ tinh nguyên, tuy rằng thổ tinh nguyên này một chân không phản ứng, nhưng ít nhất thuyết minh dưới nền đất vấn đề không lớn, này cũng coi như là tin tức tốt. Tiếp tục về phía trước đi đến. Thời gian thực mau, chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân tính tính ít nhất 10 ngày đều đi qua. Lúc này hắn cảm giác không thích hợp, giống như bị nhốt ở này phiến trong rừng cây. Ngọc Lả Lướt cũng tuyệt đối không đúng, mở miệng nói, Vân Tử ta tổng cảm giác có thứ gì ở nhìn chằm chằm chúng ta. Dương Nghị Vân nghe được Ngọc Lả Lướt như thế vừa nói, tức khắc sửng sốt, hắn thật đúng là không cảm giác được có thứ gì nhìn chằm chằm, bất quá hắn tin tưởng Ngọc Lả Lướt lời nói tất nhiên không giả, bởi vì Ngọc Lả Lướt tuy rằng tu vi đại té thần vương cấp bậc, mấy năm nay cũng không khôi phục đi lên, nhưng nàng đạo tâm cảnh giới nhưng như cũ là cấp bậc pháp thần, hơn nữa ở Càn Khôn Hồ chung mấy chục vạn năm tu luyện hiểu được, tâm cảnh thượng càng thêm tinh tiến không ít. Dung nàng nói, đã chạm đến thiên đạo chi cảnh, như thế Ngọc Lả Lướt cảm giác nhạy bén muốn xa xa vượt qua hắn. Hiện tại Ngọc Lả Lướt nói có thứ gì âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, kia nhất định không sai được. Hơn nữa thổ tinh nguyên ở đại địa hạ cũng không có kiểm tia, ra cái gì tới, Dương Nghị Vân liền không thể không suy xét bốn phía hoàn cảnh. Thực hiển nhiên bọn họ mệt nhọc, vẫn luôn ở rừng cây vòng vòng. Bất quá không phải trận pháp, điểm này thổ tinh nguyên cũng bổ sung một chút, không phải trận pháp, này đó thụ đều là chân thật tồn tại. Như thế có chút khó giải quyết. Dương Nghị Vân trầm tư trong chốc lát nói, xem ra không thể tại như vậy đi xuống đi, dựa theo loại tình huống này, chúng ta đi 100 năm cũng đi không ra đi. Vân Tử đợi lát nữa ta nói, ngươi công kích, chúng ta đem âm thầm lấy đồ vật bắt được tới, nói không chừng là có thể đi ra ngoài. Ngọc Lả Lướt nhỏ giọng mở miệng. Dương Nghị Vân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ngay sau đó, Ngọc Lả Lướt trực tiếp truyền âm nói, người bên trái 10 mét ở ngoài, đếm ngược đệ nhất cây. Oanh! Dương Nghị Vân trở tay chính là cách không một trường. Âm vang dưới, Ngọc Lả Lướt chỉ điểm kia một gốc cây thụ hóa thành dập nát. T. Ngay sau đó dây tiếp theo, một thanh âm vang lên. Lúc này đằng xà lại là vèo một chút tiến lên, mở miệng nói, chủ nhân nguyên lai là một con rắn, giao cho ta tới làm. T. Giống. Đằng xà tiến lên, bụi đất phi dương. Vừa rồi thanh âm vừa nghe cũng là loài rắn tiếng kêu, đằng xà thứ này có thể nói là xà trung chi vương, làm nó đi còn chính thích hợp. Không trong chốc lát, không có động tĩnh. Chỉ thấy đằng xà từ bụi đất trung ra tới, cái đuôi mặt sau kéo một cái nửa xà nhân. Chạm vào. Một chút ném ở Dương Nghị Vân trước mặt. Chủ nhân đây là đôi mắt xà nhân nhất tộc, này nhất tộc kịch độc vô cùng, thực âm u, bất quá ở trước mặt ta sách giày đều không xứng, còn tưởng đối ta dùng độc, quả thực là tìm chết. Đằng xà thứ này giờ phút này rất cao ngạo, hung hăng đem xà ngã ở trên mặt đất. Nói lén lút ở chỗ này làm cái gì? Đằng xà nhìn chằm chằm trên mặt đất xà nhân quát. Dương Nghị Vân nhìn lại, chỉ thấy cái này xà nhân nửa người trên là nhân thân, nửa người dưới là xà, đồng tử là kim sắc, tu vi hơi thở lại là nội liếm đi xuống, bất quá vội bất quá hắn đôi mắt, luận tu vi cũng chính là thần vương cấp bậc. Khụ khụ, ngươi từ từ chết đi, tộc của ta dũng sĩ có thể tiến đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết. Tên này xà nhân đối mặt tu vi so với hắn đều cao hơn một mảng lớn Dương Nghị Vân đám người, cư nhiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại hai tròng mắt trung tràn đầy âm ngoan uy hát yêu ta. Tìm chết! Đằng xà giận dữ, liền phải ra tay. Dương Nghị Vân giơ tay ngăn trở đằng xà nói, siêu hồn, ta yêu cầu biết nơi này tin tức. Là chủ nhân, đằng xà theo tiếng, ngay sau đó trực tiếp đối này xà nhân siêu hồn. Sau một lát, ở đằng xà cường đại ngang ngược siêu hồn lúc sau, cái này xà nhân hồn phi phách tán, bất quá đằng xà cũng siêu hồn xong, được đến muốn biết đến tin tức. Lại là vội vàng nói, chủ nhân chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài mới được. Ở cái này xà nhân trong đầu, ta thấy được rắn hổ mang vương tồn tại, phi thường khủng bố, ngồi xuống có hai đại pháp thần, năm đại thần chủ, lại nói tiếp này rắn hổ mang nhất tộc mới là liệt dương trong sa mạc bá chủ, chút nào không thể so xa hồ tộc nhược. Thậm chí còn,
hiếu thắng quá xa hồ tộc, rắn hổ mang vương, vô cùng có khả năng là thiên đạo cảnh giới cường giả, mà nơi này là liệt dương trong sa mạc một phương thần cảnh giới. Sa hồ nhất tộc cùng rắn hổ mang nhất tộc các trạm nửa giang sơn, chúng ta hiện tại vị trí nơi, là ở hai tộc đường ranh giới thượng, chuẩn xác mà nói càng thêm tới gần rắn hổ mang nhất tộc. Cái này con rắn nhỏ người chỉ là cái tuần ti a tồn tại, vừa rồi đã đem chúng ta xâm nhập tin tức truyền lại lúc đầu, chúng ta hiện tại phải nhanh một chút đi, không thể hướng đông bắc đi rồi, phải hướng đông nam đi mới có thể đi ra này phiến xà vương lâm, nếu không chờ rắn hổ mang nhất tộc cường giả đã đến chúng ta sợ là sẽ có đại phiền toái. Này nhất tộc tổ huấn tuyệt đối tính bài ngoại, đối với bất luận cái gì người từ ngoài đến đều là giết không tha quy củ. Dương Nghị Vân nghe cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vận khí tốt đến nổ mạnh, tùy tiện gặp phải một cái bão cát, là có thể tiến vào liệt dương sa mạc thần cảnh, còn có thể gặp phải rắn hổ mang nhất tộc, mấu chốt này rắn hổ mang nhất tộc so sa hổ nhất tộc còn khó chơi. Không nói xà vương có phải hay không thiên đạo cảnh cường giả, chỉ cần hai tòa pháp thần cùng năm đại thần chủ tồn tại, liền không phải hiện tại hắn có thể trêu chọc. Vội vàng nói, vậy chạy nhanh đi thôi, chờ nhân ra tới muốn mệnh a. Chủ nhân theo ta đi, siêu hồn lúc sau, ta biết đi như thế nào ra này phiến rừng cây. Đằng xa nói chuyện chung vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đoàn người nhanh chóng mà đi. Chẳng qua không đi bao xa, liền cảm nhận được đại địa chấn động lên. Giờ phút này một tiếng bén nhọn tiếng vang triệt toàn bộ rừng cây. Lớn mật cuồng đồ giết ta tộc Nhi Lang liền như vậy muốn chạy sao, đem mệnh đều lưu lại đi. Dương Nghị Vân nghe toàn bộ thanh âm tức khắc cả người đều không tốt. Hắn cảm nhận được, ít nhất là một người trung vị thần chủ cấp bậc cường đại hơi thở. Đừng dừng lại tiếp tục đi trước. Dương Nghị Vân hạ lệnh đại gia tiếp tục về phía trước mà đi, ít nhất muốn đi ra này phiến rừng cây mới được. Hắn nhưng thật ra không sợ cái gì, chủ yếu là bên người này đó vệ đội, đối mặt cường giả dưới tình huống. Kia khả năng sẽ vừa chết một tảng lớn. Phải vì bên người những người này suy xét. Đằng xa ở phía trước dẫn đường, 300 vệ đội một đám hóa thành lưu quang theo sát sau đó, tốc độ chút nào bất mãn. Trong nháy mắt, đằng xa mang theo đại gia tới rồi rừng cây bên cạnh, Dương Nghị Vân đều thấy được rừng cây chi là một mảnh xanh biếc, tựa hồ là ốc đảo. Khá vậy chính là lúc này, hắn cảm nhận được phía sau thần chủ đã đến, mang theo rất nhiều đôi mắt xà nhân, không dưới mấy trăm. Mặt khác xà nhân nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng hơi thở ở trung vị thần chủ tên kia xà nhân chính là khó đối phó. Các người nghĩ ra đi chờ ta. Dương Nghị Vân đối bên người ngọc là lướt cùng thổ tinh nguyên mấy cái công đạo một tiếng, cấp bậc ngừng lại. Chủ nhân chúng ta lưu lại. Ta không đi. Thổ tinh nguyên cùng ngọc là lướt trước sau mở miệng, bọn họ tự nhiên biết Dương Nghị Vân là tưởng cản phía sau. Đừng làm cho ta phân tâm, đi ra ngoài chờ ta. Một cái trung vị thần chủ còn lưu lại ta. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, vèo lần tới đầu trực tiếp nhằm phía tiến đến xà nhân thần chủ mà đi. Ngọc Lả Lướt cùng thổ tinh nguyên đám người thấy vậy, biết Dương Nghị Vân nghĩ đến nói một không hai, cũng không lay chuyển được hắn, lúc này nếu là lưu lại, ngược lại tương đương là cho hắn ràng buộc, liền nhanh chóng rời đi. Dựa theo phía trước đằng xà siêu hồn cách nói, chỉ cần ra rừng cây, phía trước chính là xa hồ tộc địa bàn. Đôi mắt xà nhân liền sẽ không đuổi theo ra tới, cũng ý nghĩa đại gia tạm thời sẽ an toàn. Đương nhiên nói tạm thời là bởi vì, liền tính là ra rừng cây, rắn hổ mang tộc không truy kích, khá vậy bước vào xa hồ nhất tộc lãnh địa, chỉ mong xa hồ nhất tộc đừng làm khó dễ bọn họ. Dương Nghị Vân lưu lại ngăn trở đôi mắt xà tộc truy kích, cấp mọi người tranh thủ thời gian, hắn biết chỉ cần một hai phân liền cũng đủ. Xoay người trong tay đồ long kiếm, lập tức một chảm. Chảm. Một kích quét ngang, phạm vi rất lớn. Hiện tại Dương Mẫu Nhân cũng là sơ cấp thần chủ, một chảm kiếm đạo chi uy, so với trước kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, này nhất kiếm dưới, kiếm khí nhộn nhạo vài trăm thước phạm vi. Nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một chảm liền nháy mắt hạ gục hơn 20 danh đôi mắt xà nhân. Đến nỗi đầu đương trong đó trung vị thần chủ xà nhân, lại là không có chút nào thu được lan đến. Nhưng lại ở Dương Nghị Vân này nhất kiếm dưới ngừng lại. Lại là cả người chấn động thần quang đại tác phẩm dưới, trực tiếp đánh tan quét ngang ở trên người hắn kiếm khí, bất quá bốn phía hơn 20 tầm thường xà nhân trực tiếp bị Dương Nghị Vân nháy mắt hạ gục. Nhân tộc, ngươi thật lớn mật. Bén nhọn âm trầm thanh âm từ tên này trung vị thần chủ xà nhân trong miệng phát ra, đồng thời thấy hắn vung tay lên, phía sau xà nhân tất cả đều ngừng hạ tới. Lá gan lớn không lớn, là các ngươi bức, ta vô tình mạo phạm. Chỉ là vào nhầm các ngươi lãnh địa,
chỉ nghĩ đi ra ngoài, liền đơn giản như vậy. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm tên này diện mạo trung niên, thoạt nhìn có chút gầy nhưng rắn chắc, một đầu thổ hoàng sắc tóc, lại là từng điều tinh tế rắn hổ mang nam tử mở miệng. Nửa người trên chính là tiếng người, nhưng nửa người dưới còn lại là đuôi rắn, có 3 mét dài hơn cái đuôi, từng đạo vằn một hồi lóa mắt, lân giáp sáng lên. Thoạt nhìn thật đúng là không phải một cái dễ chọc chủ nhân. Bất quá Dương Nghị Vân đối mặt nơi này trung vị thần chủ, còn liền thật không có gì sợ quá. Vừa rồi vừa ra kiếm, hắn phát hiện đối phương tuy rằng ngăn cản xuống dưới, nhưng lại như cũ thân mình run lên, không rõ ràng nhưng trốn bất quá hắn hai mắt. Hắn này nhất kiếm hiện tại chỉ là tùy ý một kích mà thôi, còn không phải toàn lực nhất kiếm, thậm chí nói thụ chi lực cũng chưa dùng. Hơi thở thượng hắn thậm chí cảm giác chính mình muốn so cái này trung vị thần chủ xà nhân mạnh hơn một đường, cứ việc hắn cùng đối phương kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn tu luyện hệ thống đặc thù, từ trước đến nay đều là vượt cấp chiến đấu. Đối phó vị này trung vị thần chủ thật đúng là không sợ cái gì. Sở dĩ còn có thể hòa khí nói một câu, là Dương Nghị Vân không nghĩ trêu chọc toàn bộ rắn hổ mang nhân tộc, không có biện pháp ai làm nhân gia có 5 đại thần chủ 2 đại pháp thần thậm chí có thiên đạo cảnh giới cường giả tồn tại đâu. Có thể không trêu chọc đại địch vẫn là không trêu chọc đi. Đương nhiên cũng phải nhìn đối phương có cho hay không mặt mũi. Hừ, giết tộc của ta Nhi Lang, tiểu tử ngươi còn tưởng thoát thân, nằm mơ, nạp mệnh đến đây đi. Trung vị thần chủ xà nhân, chút nào không cho Dương Nghị Vân mặt mũi, một tiếng hừ lạnh lúc sau, lại là chợt lóe mà đến, hét lớn một tiếng, phong hỏa liên thiên. Tức khắc chi gian tên này thần nhân thần chủ trên người quang mang đại tác. Bốn phía trống rỗng xuất hiện vô số nói ngọn lửa cuốn tịch hướng về phía Dương Nghị Vân. Không thể thiện, vậy diệt ngươi lại như thế nào? Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên, lại là chút nào không nhúc nhích. Bởi vì đối phương thi triển chính là ngọn lửa chi lực. Hảo xảo, hắn nhất không sợ chính là ngọn lửa. Trong tay thần thành pháp khí, đều có thể hấp thu dựng dưỡng ra vô số năm thiên hỏa, cái dạng gì ngọn lửa hắn thừa nhận không được, hấp thu không được. Uy lực cũng liền nào như vậy hồi sự, Dương Nghị Vân cảm giác hắn muốn sử dụng xuất thần thành ngọn lửa tới, so đối phương còn phải cường đại. Nếu như vậy xà nhân thần chủ muốn chiến, kia liền chiến đấu lại như thế nào? Không thể thiện, vậy chết chi? Hắn đánh cuộc xà nhân tộc mặt khác cường giả sẽ không toàn bộ xuất động. Dựng lên này một phương thần cảnh, còn có sàn sạt hồ nhất tộc tự ở, hắn chém giết rất như vậy thần chủ, liền rời đi rừng cây, tiến vào xa hồ tộc địa bàn. Nhưng thật ra có bản lĩnh rắn hổ mang tộc dốc toàn bộ lực lượng xông vào xa hồ tộc địa bàn. Ở đằng xà siêu hồn chung, này hai tộc thực lực thế lực là lực lượng ngang nhau, hơn nữa đều là chết thù cái loại này, vô số năm qua đều ở bùng nổ chiến đấu, ai đều muốn đem đối phương nhất tộc đuổi ra này một phương thần cảnh độc bá thần cảnh. Nhưng đều không có thành công. Mấy vấn đề này Dương Nghị Vân thoáng tưởng tượng là có thể minh bạch, nhiều năm như vậy đi bước một từ phàm đến tiên lại đến thần trải qua cũng không phải là đến không. Gặp qua nghe qua trải qua quá rất nhiều sự. Cùng loại xa hồ nhất tộc cùng rắn hổ mang tộc bực này chẳng huống việc nhiều đi. Cho nên Dương Nghị Vân nghĩ thông suốt điểm này sau, ngược lại không chỗ nào cố kỵ. Nếu tên này trung vị thần chủ thần người muốn chiến, kia hắn đã có thể hạ sát thủ. Trong lòng vừa động dưới, 10 đại đạo thụ dung hợp hóa thành che trời đại thụ hư ảnh, hiện lên ở sau người, thần quang chiếu rọi dưới, hắn lực lượng tăng nhiều. Trong tay thần thành chợt lóe, giống to, thần thành cắn nuốt. Tức khắc công kích hướng ngọn lửa trực tiếp tiến vào thần thành bên trong. Giờ khắc này xà nhân thần chủ tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới hắn thả ra cường đại ngọn lửa, liền như vậy một chút bị này nhân tộc cấp thu. Tức khắc cảm giác không ổn, hắn cảm nhận được nguy hiểm khí vị, đã thật lâu không có cảm nhận được, thượng một lần vẫn là ở cùng xa hồ tộc đại chiến thời điểm, ở xa hồ tộc một người Pharaoh trên người cảm nhận được quá, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Bản năng xà nhân thần chủ xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này chỉ nghe nhân tộc giống to, đạo chủng chi kiếm, cho ta chạm. Đã xoay người vèo một chút rời đi mấy vạn mễ xà nhân thần chủ, ra đầu tê dại, bạo giống thét dài, cảm nhận được nguy hiểm toàn thân khắc văn đại tác phẩm phòng ngự. Nhưng lại như cũ cảm giác sau lưng tê dần. Phốc, một búng máu dịch phun ra. Nguy hiểm thật, trọng thương nhưng lại cuối cùng tồn tại, giờ phút này hắn đã tới rồi an toàn nơi. Vừa quay đầu lại, không gặp nhân tộc đuổi theo, nhưng lại phát hiện mang đến tộc nhân một đám hơi thở tiêu tán, thực hiển nhiên là bị nhân tộc cấp giết sạch rồi. Hai tròng mắt phun hỏa, nhân tộc ngươi chết đi xà nhân thần chủ giận dữ, ngay sau đó giữa mày lập lòe một đạo khắc văn,
trầm ngâm ngâm sướng nói, thần chủ ấn. Ong một chút, tại hạ một khắc, bốn phía thần quang đại tác phẩm, liên tiếp bốn đạo thần quang xuất hiện. Lại là xuất hiện bốn tôn thần chủ. Đúng là rắn hổ mang tộc mặt khác bốn tôn thần chủ cường giả bị triệu hoán ra tới. Dương Nghị Vân vừa thấy hảo gia hỏa, chỉ thấy đối phương quanh thân tứ đại thần quang đại lược, giữa sân thực rõ ràng nhiều bốn đạo cường đại hơi thở, vừa thấy chính là ở triệu hoán đồng lõa. Ra không cùng các ngươi chơi, lại tiện. Lúc này công phu, Ngọc Lả Lướt các nàng đã đi ra rừng cây, Dương Mỗ Nhân mới không ngốc, trực tiếp khai lưu. Bản thân hắn chính là vì kéo dài thời gian, làm Ngọc Lả Lướt các nàng đi ra rừng cây, lúc này nếu đã đi ra ngoài, hắn liền không cần thiết thể hiện, đối phương một chút lại triệu hồi ra tới bốn cái thần chủ cấp bậc cường giả, hắn còn lưu lại chém giết, đó chính là ngốc tử. Chỉ cần ra rừng cây đã đến bên ngoài, chính là Sa Hồ tộc địa bàn, nếu là rắn hổ mang người đuổi theo ra tới, đến lúc đó muốn đánh liền đánh, tin tưởng Sa Hồ tộc cũng sẽ không tùy ý xả nhân tộc xông vào các nàng địa bàn. Này hai tộc vẫn luôn ở đấu, có thể nói là lẫn nhau không quen nhìn mắt, đều muốn đem đối phương đuổi ra thần cảnh tâm tư. Chính cái gọi là một núi không dung hai hổ chính là cái này đôi mắt xà tộc cùng Sa Hồ tộc, loại này tâm tư. Dương Nghị Vân lưu liền lưu, vèo một chút, hóa thành một đạo tia chớp đã tới rồi rừng cây ở ngoài. Tới rồi bên ngoài, quả nhiên không xa nơi có hồ nước, nơi này là một mảnh sa mạc ốc đảo. Chủ nhân hiện tại làm sao bây giờ? Đăng Xa hỏi đáp. Hoàng Thư Lang lúc này nói, chủ nhân không bằng trực tiếp tiến ốc đảo chỗ sâu trong đi. Vân tử đối phương đuổi tới Ngọc Lả Lướt nói. Dương Nghị Vân vừa thấy quả nhiên phía sau rừng cây năm đạo thần quang lập lòe mà đến, tất nhiên là rắn hổ mang tộc năm đại thần chủ cao thủ đến đông đủ. Đi, tiến vào ốc đảo chỗ sâu trong. Dương Nghị Vân nhanh chóng quyết định, hắn cùng Hoàng Thư Lang tưởng một khối đi. Nếu địch nhân có năm đại cao thủ, hiển nhiên là không nên chính diện đối kháng. Mà căn cứ đằng xà siêu hồn tên kia xà nhân tin tức xem, qua rừng cây cũng đã thuộc về Sa Hồ nhất tộc lệnh mà, mặc kệ nếu bọn họ hướng bên trong mà đi, tất nhiên sẽ kinh động Sa Hồ tộc. Mặt sau những cái đó xà nhân tộc đuổi theo, tất nhiên cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Đối bọn họ lập tức tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Cái này kêu tá lực đả lực. Chỉ cần xà nhân tộc năm đại thần chủ dám đuổi theo, tin tưởng Sa Hồ tộc tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc xâm nhập lãnh địa. Đến nỗi bọn họ, không sao cả, chờ gặp phải Sa Hồ lại nói. Dù sao đắc tội một nhà là đắc tội hai nhà cũng là đắc tội, còn giận nhiều không ngứa. Lại nói Sa Hồ tộc không nhất định sẽ đối bọn họ ra tay, địch nhân của địch nhân không phải bằng hữu sao. Dương Nghị Vân cùng Hoàng Thư Lang loại này tâm thái chính là dân cờ bạc tâm thái, nhưng cũng là trước mắt duy nhất lựa chọn. Thực mau bọn họ liền đến một chỗ ao hồ bên cạnh. Ong! Một tiếng run minh ở bờ sông vang lên, ngay sau đó đó là thần quang đại tác phẩm, lại là thật lớn ao hồ bờ biển xuất hiện một đạo kết giới. Dương Nghị Vân phất tay dừng lại. Kết giới, rất cường đại kết giới. Thoạt nhìn là bảo hộ nguồn nước, cũng như là chân chính đường ranh giới. Sa Hồ trọng địa, người tới dừng bước. Một tiếng thanh thúy giàu có từ tính giọng nữ vang vọng phía chân trời. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng có chút sốt ruột. Bởi vì phía sau xà nhân tộc năm đại cao thủ đuổi theo. Đều chạm hảo, đừng phản kháng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhanh chóng quyết định, buông ra thần thức bao phủ mọi người, trong lòng vừa động toàn bộ thu vào càn khôn hồ. Bị kết giới chặn đường đi, sau lại truy binh, hắn không nghĩ làm bên người người bị thương, tất cả đều thu vào càn khôn hồ, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái nhưng thật ra dễ làm. Hắn nghe được lão giả dừng bước thanh âm nhưng lại không thấy được người. Bất quá nghĩ đến tất nhiên là Sa Hồ tộc cao thủ. Giờ khắc này hắn cũng không chạy, liền đứng ở tại chỗ, chờ phía sau năm đại xà người cao thủ đã đến. Đến nỗi Sa Hồ tộc người, ha ha, bằng không tiểu ra qua đi nhiều không đuổi giết, hành, vậy ở chỗ này đánh một hồi, dù sao nơi này là các ngươi Sa Hồ tộc địa phương, nghiêng trời lệch đất, cũng đừng trách ta. Mặc kệ xà nhân tộc tiến vào các ngươi Sa Hồ tộc địa bàn, vung tay đánh nhau. Nói vậy bọn họ trên mặt cũng sẽ không có sáng rọi. Vèo vèo vèo. Năm đạo thần quang dừng ở Dương Nghị Vân trăm mét chỗ. Năm đạo hơi thở đồng thời tỏa định ở Dương Nghị Vân trên người. Không nói gì, không có tiến lên. Liền như vậy nhìn chằm chằm. Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên, đều đến lúc này, hắn như cũ không có chút nào sợ hãi. Năm đại thần chủ, trong đó không có thượng vị thần chủ tồn tại. Chỉ có ban đầu cùng hắn chiến đấu cái kia là trung vị thần chủ,
dư giả bốn người cư nhiên đều là cùng hắn giống nhau sơ cấp thần chủ. Cái này Dương Mẫu Nhân trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không gặp phải thượng vị thần chủ, hắn thật đúng là không sợ. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, này năm cái xà nhân tộc cũng có kiêng kỵ, cái gì kiêng kỵ? Tự nhiên là Sa Hồ tộc. Bằng không sẽ không dừng lại, mà là trực tiếp liền đánh lên đây. Tiểu tử tiến lên chịu chết đi như cũ là dẫn đầu trung vị thần chủ nói chuyện. Mệnh ở chỗ này, có bản lĩnh tới lấy. Dương Nghị Vân híp mắt. Hắn toàn thân trạng thái đạt tới tốt nhất, phía sau nói thụ như cũ hiện lên, tay phải trung thần thành thu lên, lúc này ngọn lửa sợ là không dùng được, hắn có chủ ý. Chỉ cần này năm cái xà nhân tộc dám đi lên, hắn liền có nắm chắc xử lý một hai cái, thậm chí là toàn bộ. Sát! Dẫn đầu trung vị thần người cắn răng một cái hạ lệnh. Đích xác bọn họ kiêng kỵ Sa Hồ tộc, nhưng này nhân tộc tiểu tử cùng đáng giận, liền ở trước mắt, bị ngăn cản ở hồ tộc thần hồ ở ngoài. Này thuyết minh hồ tộc cũng không làm hắn qua đi, đến nỗi này nhân tộc bên người những người khác, thực hiển nhiên là bị ẩn tàng rồi lên, điểm này thực bình thường, thân là thần nhân đều có một ít tu di không gian thủ đoạn giấu người, như vậy cũng hảo, liền dư lại này nhân tộc, bọn họ năm người liên thủ giải quyết rớt, không cần tốn nhiều sức. Năm đại thần chủ đều xuất hiện, nếu là không bắt lấy này nhân tộc, vậy đừng lăn lộn, thậm chí sẽ bị Sa Hồ tộc nhạo báng. Nếu không thấy được Sa Hồ tộc hiện thân xuất hiện, vậy mặc kệ. Ra lệnh một tiếng, xà nhân tộc năm đại sát thủ hóa thành lưu quang thẳng đến Dương Nghị Vân. Mà giờ phút này ở hồ nước một chỗ khác một chỗ trong rừng trúc, có một bà lão người cùng một người tuổi thanh xuân thiếu nữ ở quan vọng. Thiếu nữ mở miệng nói, tổ nãi nãi chúng ta không hỗ trợ sao? Nhìn xem ở ai, mấy cái con rắn nhỏ đuổi giết một nhân tộc tiểu tử thoạt nhìn không có sợ hãi, có điểm ý tứ. Bà lão cười ha hả nói. Thiếu nữ lại nói, tổ nãi nãi kia mấy cái xú xà chạy tiến tộc của ta lệnh mà a. Biết biết, không nóng nảy, hiện tại còn không phải cùng xà nhân tộc trở mặt thời điểm, thời cơ còn không thành thục, phải chờ đợi thời cơ mới được. Bà lão chậm gì gì nói chuyện. Thiếu nữ méo miệng nói, tổ nãi nãi ngài đều nói chờ đợi thời cơ nói một cái kỷ nguyên, rốt cuộc khi nào mới là thời cơ chín muồi thời điểm a. Tổ tiên tiên đoán chung nói, phải đợi thiên mệnh chi nhân xuất hiện. Phải chờ ta tộc của ta bảo hộ kia kiện đồ vật tự động mà vang, mới là tộc của ta rời đi liệt dương sa mạc là lúc, đến lúc đó liền không cần cùng xà nhân tộc đấu. Bà lão vẻ mặt hiền từ nói chuyện. Tổ nãi nãi chúng ta có phải hay không đánh không lại rắn hổ mang vương? Thiếu nữ chuyện vừa chuyển hỏi. Bà lão thở dài, ai không phải đánh không lại, là không thể đánh, chúng ta sứ mệnh là bảo hộ, chờ đợi thiên mệnh giả xuất hiện, đến lúc đó tộc của ta mới có thể làm ơn cái kia nguyền rủa. Rời đi sa mạc, mới có thể tại đây tam giới bên trong tồn tại đi xuống. Thiên mệnh giả rốt cuộc ở đâu đâu? Ai biết a, có lẽ sắp xuất hiện đi. Không nói đến một già một trẻ ở bên này nói chuyện với nhau cái gì thiên mệnh giả. Dương Nghị Vân giờ phút này đã cùng xà nhân tộc năm đại thần chủ giao thủ. Tuy nói Dương Nghị Vân đối mặt năm đại xà người thời điểm, cũng không sợ hãi, nhưng chân chính động thủ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nói đến cùng đều là thần chủ cấp bậc, hắn tắc cũng mới là sơ cấp thần chủ, đương nhiên hắn cái này sơ cấp thần chủ đều đủ để cùng chung vị thần chủ chém giết mà không rơi hạ phong, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc giờ phút này đối mặt chính là bốn cái cùng hắn giống nhau sơ cấp thần chủ cùng một cái chung vị thần chủ, đây đều là lực lượng ở đứng đầu khác chiến đấu. Thiên địa chi gian thuộc tính lực lượng chiếm đa số, mỗi một cái xà nhân tộc thần chủ đều có khả năng nắm giữ một loại thuộc tính lực lượng. Thêm ở bên nhau đã có thể không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chân chính lực lượng quyết đấu dưới, muốn thắng được chiến đấu thật đúng là có khó khăn. Vì cái gì? Bởi vì đều là cùng cảnh giới cấp bậc. Giờ phút này Dương Mẫu Nhân trong lòng kỳ thật đang mắng nương, mắng chính là Sa Hồ nhất tộc. Này đều tới rồi Sa Hồ nhất tộc địa bàn, dựng lên rắn hổ mang tộc năm đại cao thủ đều đã thực rõ ràng quá giới, Sa Hồ nhất tộc người cư nhiên không hề có động tĩnh. Trong lòng đoán trước tính sai. Dương Nghị Vân biết lúc này chỉ có thể dựa chính hắn. Trông cậy vào Sa Hồ tộc ra tới xem ra là không có khả năng. Đáng chết. Dương Nghị Vân mắng, trong tay đồ long kiếm lại là vận chuyển tới cực hạn, lấy không gian lực lượng là chủ, thúc giục đồ long ra, lần này ra tay không có khả năng cũng không dám ở có điều giữ lại. Bỗng nhiên nhất kiếm quét ngang mà ra, cùng thời gian hắn đem 7 màu long lân điều động đi ra ngoài. Mục tiêu tỏa định ở trong đó một người sơ cấp thần chủ xà nhân trên người,
bất quá Đồ Long gia cùng hắn hơi thở lại là gắt gao tỏa định ở trung vị thần chủ trên người. Mặt ngoài xem hắn trọng điểm là trung vị thần chủ xà nhân, kỳ thật hắn chân chính mục đích là đem bốn cái sơ cấp thần chủ xà nhân cấp từng cái xử lý. Như thế mới là nhất bảo hiểm cách làm. Bởi vì hắn phía trước cùng trung vị thần chủ xà nhân đã giao thủ, trong lòng rõ ràng muốn xử lý tên này trung vị thần chủ cấp bậc xà nhân không quá hiện thực, nếu là đem chủ yếu tinh lực đặt ở tên này trung vị thần nhân thân thượng, mặt khác bốn cái sơ cấp thần chủ xà nhân tất nhiên sẽ đối hắn tiến hành quấy nhiễu, kể từ đó nói, ngược lại là lãng phí tự thân trải qua. Trái lại hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở bốn gã sơ cấp thần chủ xà nhân trên người nói, sẽ có rất lớn nắm chắc đi từng cái xử lý bọn họ. Này năm đại thần chủ cấp bậc xà nhân chỉ cần xử lý trong đó một cái, với hắn mà nói áp lực đều sẽ thành lần giảm bớt. Từ lúc bắt đầu Dương Nghị Vân trong lòng liền định ra mục tiêu. Như thế hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Năm đại xà người công kích, thành vây quanh mà đến, cơ hồ phong kín hắn sở hữu góc chết. Trong lòng hừ lạnh, nhiệt xúc thật đúng là âm hiểm, đi lên liền cấp bất luận cái gì đường sống. Tưởng quy tưởng nhưng hắn trong lòng vẫn là có bảo vật. Toàn lực nhất kiếm chém giết đi ra ngoài, âm thầm thúc giục bảy màu long lân tiêu không một tiếng động công kích hoặc là nói đánh lén càng vì chuẩn xác, thẳng đánh trong đó một người sơ cấp thần chủ xà nhân mà đi. Ầm vang. Đầu tiên là nhất kiếm chi uy, kinh thiên động địa một chảm. Chỉ thấy năm đại xà nhân thần chủ đồng thời trong tay kết ấn, đối mặt hắn nhất kiếm ở hí vang chung đánh ra một chưởng. Năm người mỗi một cái đều là một đạo thần ấn, hội tụ mà thành một cái thật lớn vô cùng cự xà hư ảnh. Lại là mở ra miệng rộng trực tiếp phun hướng về phía Dương Nghị Vân này nhất kiếm. Kết quả còn lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới năm đại xà người hợp lực mà thành nào đó thần ấn hóa thành cự xà hư ảnh thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, một ngụm trực tiếp đem hắn này nhất kiếm khí cấp nuốt vào, hóa giải không còn một mảnh. Hắn này nhất kiếm hiện tại uy lực cũng không nhỏ, không nghĩ tới cứ như vậy bị hóa giải. Không thể không nói này mấy cái xà nhân thật đặc nương có chút ít bản lĩnh. Trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Dương Mỗ Nhân khóe miệng lại là dơ lên. Bởi vì bảy màu long lân đã tới rồi mục tiêu xà nhân sau lưng. Chết! Dương Nghị Vân nhẹ thở một chữ. Tiểu tâm! Cùng thời gian, trung vị thần chủ xà nhân phát hiện không đúng, vội vàng nhắc nhở. Phốc! Nhưng lại trung quy đã muộn một bước. Bảy màu long lân cũng không phải là ăn chay, có chứa tổ long chi lực. Bị Dương Mỗ Nhân ở trong cơ thể dựng dưỡng ở Càn Khôn Hồ rèn luyện tới rồi tùy tâm tùy ý nông nỗi, hơn nữa hiện tại hắn bước vào sơ cấp thần chủ tu vi, này thật đúng là tầm thường uy lực. Liên tính là trung vị thần chủ xà nhân nhắc nhở, cũng không làm nên chuyện gì. Giữa sân vang lên một tiếng phốc nặng nề. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mục tiêu sơ cấp thần chủ xà nhân đầu trực tiếp bay lên. Kêu thảm thiết đều mỗi không có phát ra một tiếng, trực tiếp liền mất mạng. Trực tiếp là hình thần đều diệt. Đây là bảy màu long lân mang theo thuộc tính chi uy. Không chỉ có là pháp lực mặt, còn có thần hồn chi uy. Bảy màu long lân một kích đi xuống, chém xà nhân đầu càng là chém nguyên thần. Một kích phải giết. Tứ đệ. Trung vị thần chủ xà nhân phát ra một tiếng bi thống. Trong lòng lại là vừa kinh vừa giận. Này nhân tộc rõ ràng là sơ cấp thần chủ, nhưng lại ở trong nháy mắt, chém giết hắn tứ đệ. Bực này thực lực làm bọn hắn còn lại bốn người trong lòng khiếp sợ vô cùng. Xà tộc thần ấn. Lập tức trung vị xà nhân giống to. Lão tứ đã ngã xuống, ở bi thống cũng hoặc bất quá tới, việc cấp bách là chiến đấu, xử lý này nhân tộc. Nếu không chẳng những là lão tứ bạch chết, liền tính là bọn họ mấy cái cũng muốn đi theo xong đời. Ầm 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 oanh. Liên tiếp tứ thanh nổ vang vang lên. Dư lại tứ đại xà nhân toàn thân bạo tăng một vòng lớn. Thanh hồng lam lục bốn trung thần quang từ bọn họ trên người bùng nổ mà ra. Trực tiếp phóng lên cao. Lại là ở dây lát chi gian hóa thành một cái trăm trượng rắn hổ mang. Rốt cuộc lấy ra bản lĩnh muốn liều mạng sao. Dương Nghị Vân nhìn này cự xà tự nói. Trong mắt hắn dư lại tứ đại xà nhân, lấy trung vị thần chủ xà nhân cầm đầu, một đám kết ấn mà thành, như là cổ xưa trận pháp giống nhau ngưng tụ ra như vậy một cái thật lớn rắn hổ mang. Dương Nghị Vân biết đây là nào đó cổ xưa thần ấn trận pháp, hẳn là thuộc về cổ xưa yêu tộc độc hữu. Hắn vào giờ phút này cũng cảm nhận được uy áp. Bất quá, Dương Nghị Vân cũng sớm có chuẩn bị. Hắn nhưng thật ra muốn thử xem. Tốt xấu hiện giờ trở thành thần chủ. Đạo chủng thần hạch chung 10 đại thuộc tính chi lực, cũng tăng trưởng mấy lần, 10 đại thuộc tính lực lượng hội tụ một thân,
hiện tại nếu là hợp ở bên nhau, có thể có bao nhiêu đại uy lực, hắn cũng thực chờ mong, vừa lúc thử xem uy lực. 10 đại đạo thụ, hiện thân. Một tiếng quát nhẹ. Dương Nghị Vân phía sau 10 đạo cột sáng xuất hiện, sau đầu hiện lên 6 đại thần hoàn, trong lúc nhất thời thất thải quang mang đại tác phẩm. Hợp. Một chữ lạc bế, 10 cây nói thụ chi mầm, hợp nhất, trở thành một gốc cây trăm trượng chi cao che trời đại thụ. 7 màu long lân. Dương Nghị Vân lại một lần nhẹ giọng mà ra. Lúc này đây 7 màu long lân chính diện xuất hiện. Nói thụ thần quang trực tiếp ở Dương Nghị Vân thao tác hạ chiếu rọi ở 7 màu long lân thượng. Ngao. Tức khắc một tiếng tràn ngập tang thương long minh vang vọng phía chân trời. 7 màu long lân quang mang đại thịnh dưới hiện lên mà ra một cái cự long hư ảnh. Dương Nghị Vân cắn răng đem trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng độ nhập tới rồi 7 màu long lân bên trong. Dần dần này cự long hư ảnh rõ ràng lên, tức khắc hiện ra ở phía chân trời chính là một ngày dài chừng trăm trượng 7 màu thần quang lóng lánh cự long, cư nhiên là 7 chảo. Dương Nghị Vân biết đây là tổ long hư ảnh thể hiện, ở nào đó dưới tình huống, chỉ cần hắn lực lượng hoặc là cách nói lực cũng đủ cường đại, này tổ long sẽ càng ngày càng cường đại. Trong lúc nhất thời, thiên địa chi gian long uy phát ra. Cách xa nhau vài trăm thước, một con rồng một xà xa xa tương đối. Giờ phút này Dương Nghị Vân tin tưởng tăng nhiều. Long xà đánh cờ. Tự nhiên là long thắng xà. Ngao. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, tổ long thét dài mà đi. Tê, giống. Cự xà cũng động. Long xà chém giết dựng lên, ai mạnh ai yếu, sinh tử đánh cờ, liền xem này một kích. Dương Nghị Vân thân thể đang run rẩy, hắn ở sử dụng tổ long hoặc là nói 7 màu long lân thời điểm, toàn thân lực lượng ở bay nhanh sói mòn chung. Thần lực tiêu vượt quá tưởng tượng. 7 màu long lân tiêu hao trong cơ thể lực lượng tình huống vượt qua Dương Nghị Vân đoán trước, bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, bởi vì hắn biết trong cơ thể lực lượng tiêu hao vũ đại, này một kích uy lực sẽ càng cường. Ngao. Tê. Long minh xà giống. Chạm vào là nổ ngay. Ầm ầm ầm. Toàn bộ phía chân trời bỗng nhiên như thái dương ánh sáng liếc mắt một cái chói mắt. Thần quang lóa mắt tới rồi cái gì đều nhìn không tới nông nỗi. Sau đó, nháy mắt bình tĩnh. Phốc, Dương Nghị Vân đầu tiên không nhìn xuống, một cởi chuồng làm được trên mặt đất. Giờ phút này hắn mới ngẩng đầu nhìn lại. Tức khắc nhếch miệng cười to. Hảo gia hỏa. Dư lại 4 cái xà nhân, có một cái tính một cái tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, ở chiều chiều. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dương Mỗ Nhân không rảnh lo thân thể suy yếu, cắn răng một cái đứng dậy, trong tay đổ long kiếm chém ra. Không. Trung vị xà nhân đại kinh thất sắc kêu thảm thiết. Nhưng trung quy không Dương Mỗ Nhân cấp chém. Từng cái qua đi, năm đại nhiếp xà nhân thần chủ tất cả đều không Dương Nghị Vân chém giết. Hô. Cái này cuối cùng là thoải mái. Một giọt sinh mệnh chi thủy trước cho chính mình ăn vào, đôi tay mở ra thượng phẩm thần thạch nhanh chóng ở trong tay luyện hóa thành dập nát. Trong cơ thể thần lực khôi phục. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn khôi phục hơn phân nửa thần lực. Vừa rồi thúc giục 7 màu long lân một kích, hao hết trong thân thể hắn thần lực. Bất quá hiệu quả lại là chuẩn cơ MNR rõ ràng, một kích dưới phế bỏ tứ đại thần chủ cấp bậc xà nhân, trong đó còn có một cái là trung vị thần chủ. Liền ở Dương Nghị Vân khôi phục hết sức, thần hồ nơi nào đó, như cũ là bà lão cùng thiếu nữ đối thoại. Tổ nãi nãi người kia tộc hiện tại thực lực tuyệt đối đạt tới thượng vị thần chủ cấp bậc thiếu nữ kinh ngạc cảm thán. Đích xác không đơn giản a, hắn vừa rồi đối phó kia mấy cái xà nhân vậy cư nhiên là tổ long lân phiến, tự thân lực lượng cũng là quỷ dị khẩn, siêu việt tầm thường thần chủ chi lực, kia một cây đại thụ, chất chứa đại đạo, không đơn giản a không đơn giản bà lão cũng ở thổn thức. Thiếu nữ hai tròng mắt chung có chút lo lắng nói, tổ nãi nãi nếu không phóng hắn vào đi, hắn giết xà nhân tộc năm đại thần chủ xà nhân thủ lĩnh. Sợ là xà nhân tộc Pharaoh muốn ra tay. Như thế nào, nhà đầu coi trọng hắn. Bà lão ha hả cười. Thiếu nữ mặt lộ vẻ tiểu nữ nhi ngượng ngùng một mặt kiều cả giận nói. Nào có tổ nãi nãi, ta chỉ là xem hắn chém giết chán ghét xà nhân. Nhìn thống khoái, nếu là mặc kệ hắn, hắn tất nhiên phải bị xà nhân tộc Pharaoh cấp giết chết. Vậy đáng tiếc. Bà lão lắc đầu nói, nhà đầu a, vẫn là câu nói kia, chúng ta không thể cứu hắn. Một khi cứu hắn chính là cùng xà nhân tộc trở mặt thời điểm, tộc của ta sứ mệnh không có hoàn thành phía trước, là không thể hảo xà nhân tộc hoàn toàn trở mặt. Pharaoh xuất hiện, một khi ta ra tay, xà vương tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là không chết không ngừng, không thể quản,
hôm nay nhân tộc thanh niên cũng không tính mệt, rốt cuộc xà nhân năm đại thần chủ đều chết ở trong tay hắn. Thiếu nữ nghe nói tức khắc sắc mặt tối sầm lại, còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này lại là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, buột miệng thốt ra nói, xà tộc Pharaoh tới, hẳn là thiên âm cái kia độc phụ. Sợ là tam nhãn pháp lão cũng xuất hiện, xà tộc hai đại Pharaoh từ trước đến nay như hình với bóng. Bà lão sâu kín nói, tổ nãi nãi nếu không ta ra tay, ngài không ra tay có thể sao? Thiếu nữ thử hỏi, bà lão như cũ lắc đầu nói, nhà đầu a, ngươi là ta xa hồ tộc đương đại tộc trưởng, ngươi ra tay chẳng khác nào ta ra tay, có cái gì khác nhau đâu. Thiếu nữ trầm mặc, nàng thực sự tưởng cứu một cứu này nhân tộc, đáng tiếc thân bất do kỷ, cũng biết tổ nãi nãi nói được không sai. Đáng tiếc rốt cuộc thiếu nữ tự nói một tiếng. TTT. Dương Nghị Vân luyện hóa thần thạch khôi phục pháp lực tới rồi thất thất bát bát thời điểm, trong tai lại là nghe được trầm thấp hí vang thanh. Tức khắc đình chỉ luyện hóa thần thạch, vội vàng đứng dậy ánh mắt nhìn về phía trước. Cả người toàn thân đều căng chặt lên, không biết khi nào giữa sân xuất hiện một người nữ xà nhân. Nửa người trên là nhân thân, nửa người dưới là đuôi rắn, một cái màu đỏ đậm vô cùng xà. Nửa che mặt, thấy không rõ trông như thế nào, duy độc lộ ra một đôi huyết hồng sáng lên đôi mắt. Nhìn chằm chằm hắn, Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên cảm thụ không đến này xà nữ tồn tại, rõ ràng ở trước mắt 5 đến 60 mét địa phương, nhưng ở cảm giác chung lại căn bản không tồn tại. Bị đối phương huyết hồng sáng lên đôi mắt nhìn chằm chằm, Dương Nghị Vân cả người không thoải mái, giờ khắc này hắn rốt cuộc có loại vô cùng rõ ràng bị rắn độc chân chính theo dõi cảm giác, cả người mỗi một tấc địa phương đều không thoải mái. Quái dị nhất này xà nữ trên đầu, trên cổ, bên hông đều dắt nhất xuyến xuyến lục lạc, trang điểm phi thường quái dị. Đặc biệt là vừa rồi phát ra tê tê tiếng kêu, rõ ràng vô cùng trầm thấp, nhưng nghe ở hắn trong tai lại là phi thường to lớn vang dội trầm trọng. Phi thường không thoải mái. Đây mới là chân chính xà nhân tộc cao thủ. Pháp thần cường giả. Dương Nghị Vân nháy mắt liền xác định. Phía trước đằng xà siêu hồn tới tin tức nói qua, rắn hổ mang tộc có 5 đại thần chủ cấp bậc tồn tại, có 2 đại pháp thần. Rắn hổ mang vương cũng vô cùng có khả năng là thiên đạo cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Đối này, Dương Nghị Vân thật là có gật đầu ra tê dại. Vốn dĩ dựa theo hắn tính toán, tiến vào xa hồ tộc lãnh địa xa hồ sẽ ra tới, tốt xấu đuổi đi một chút xà nhân tộc, không nghĩ tới đáng chết xa hồ tộc căn bản xem không ra tới. Cái này hảo, xà nhân tộc pháp thần trực tiếp xuất hiện, hơn nữa không hề dấu hiệu xuất hiện, căn bản là không có cho hắn thời gian chạy trốn. Nếu đã như thế, Dương Nghị Vân biết trốn là vô dụng, ở pháp thần trước mặt căn bản đừng nghĩ. Vậy một trận chiến lại nói. Dù sao hắn có càn khôn hồ, càng có hỗn nguyên một hơi tồn tại, liền tính là pháp thần hắn cũng dám đi vặn một vặn cổ tay. Nếu là thật sự không được, trốn vào càn khôn hồ lại nói. Đương nhiên đây là bất đắc dĩ nhất biện pháp. TTT. Từng tiếng trầm thấp kêu to vang lên, một tiếng so với một tiếng mau. Ngay sau đó lại thấy, trong tầm mắt xà nữ động lên. Bất quá không phải hướng hắn xông tới, mà là vặn vẹo đứng dậy, đôi tay nâng lên, vũ động. Sống thoát thoát nhảy lên vũ đạo. Ở Dương Nghị Vân đôi mắt cái này xà nữ khiêu vũ còn khá xinh đẹp. Chính là, hắn cười không nổi, bởi vì hắn biết cấp bậc pháp thần xà nữ khiêu vũ, tuyệt đối không phải biểu diễn cho hắn thưởng thức, mà là muốn hắn mệnh. Leng keng, đinh linh linh linh. Theo xà nữ vặn vẹo eo nhỏ, vũ động đôi tay, nàng toàn thân huyết hồng lục lạc vang lên. Ngay từ đầu thanh âm không lớn, nhưng là chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân lại nhìn đến leng keng thượng huyết quang đại tác phẩm dưới một đám huyết sắc khắc văn hiện lên, càng ngày càng nhiều, không một hồi mà người công phu, đầy trời tất cả đều là lục lạc trung phát ra khắc văn, nháy mắt liền bao phủ thiên địa, bao vây hắn nơi đỉnh đầu phía chân trời. TTT, bỗng nhiên chi gian cái này thiếu nữ há mồm hí vang. Phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm. A, Dương Nghị Vân bỗng nhiên trong óc một tiếng nổ vang vang lớn, như đầu muốn tạc nứt giống nhau, không nhịn xuống tham gia ra tiếng. Hắn nguyên thần giờ khắc này cầm lòng không đậu run rẩy lên. Giờ phút này hắn xem như minh bạch, cái này xà nữ phát ra thanh âm mới là muốn mệnh, thẳng đánh hắn nguyên thần. Căn bản là khó lòng phòng bị. Liền như vậy một chút, hắn thất khiếu đều bắt đầu lưu huyết. Thật là lợi hại âm công thần thông. Dương Nghị Vân vội vàng thúc giục nguyên thần, đi ngăn cản này đó leng keng cùng xà minh thanh. Đinh, tê, từng tiếng lục lạc cùng xà minh như đòi mạng ma âm, thẳng đánh Dương Nghị Vân đáy lòng,
xâm nhập nguyên thần. A, à, muốn mệnh bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân ôm đầu kêu thảm thiết. Đối phương công kích không phải pháp lực, đối thân thể không có chút nào thương tổn, nhưng lại là thẳng đánh nguyên thần, như thế càng muốn mệnh. Hí vang cùng Lục Lạc Thanh, thêm ở bên nhau hình thành độc đáo thanh âm. Ngươi, a, à, Dương Nghị Vân giờ phút này ánh mắt đỏ bừng tưởng nói một câu đều nói không nên lời. Bất quá lúc này đối phương rốt cuộc mở miệng, âm chắc chắc nũng nịu tiếng cười vang lên nói, ha ha, tiểu gia hỏa thật to gan, có thể giết chết tộc của ta năm đại thần chủ, ngươi cũng coi như là độc nhất phân, nhưng hiện tại lão nương muốn chậm rãi làm ngươi chết, làm ngươi nguyên thần nếm thử ta thiên âm thiên ma chi âm, bổn pháp thần làm ngươi sống không bằng chết. Dương Nghị Vân nghe cái này xà nữ nói chuyện, quả nhiên là xà nhân tộc pháp thần. Trong lòng tức khắc có chút tuyệt vọng. Thế cục đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương công kích sẽ là như thế tình huống, không có pháp lực công kích, lại là trực tiếp thần hồn nhằm vào nguyên thần, là cái gì thiên ma chi âm. Càng thêm muốn mệnh thủ đoạn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ở đau khổ dưới, trong óc bỗng nhiên chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái ứng đối phương pháp. Nghe được xà nữ nói thiên ma chi âm. Hắn trong óc một chút liền toát ra chính mình nguyên thần thiên phú, hỗn độn chung tới. Năm đó 10 đại kim đan đột phá cực hãn lúc sau, hắn nguyên thần dị biến, xuất hiện 2 đại nguyên thần thần thông thiên phú, một cái là hỗn độn chung, một cái là u minh chi môn, đều xem như sinh ra đã có sẵn thiên phú thần thông. Hiện tại nghĩ lại một chút, khả năng đều không tính là thần thông, càng như là sinh ra đã có sẵn thần khí, bất quá nói là thần khí cũng coi như không thượng, bởi vì mặc kệ là hỗn độn chung vẫn là u minh chi môn, đều không phải thật thể chi vật, mà là thần hồn trạng thái tồn tại. Này hai dạng đồ vật cuối cùng theo hắn tu vi tăng lên sau lại đều tới một lần đại dung hợp, bao gồm bản mạng thần tượng tất cả đều dung nhập tới rồi nguyên thần bên trong, làm nguyên thần cường đại rồi không ít, nhìn như không hề, kỳ thật Dương Nghị Vân biết như cũ ở nguyên thần bên trong. Khác không nói, hỗn độn chung lại là tốt nhất nguyên thần phòng ngự thần khí, có lẽ có thể phòng ngự xà nữ thiên ma chi âm nhạc. Cho tới nay Dương Nghị Vân đều đem hỗn độn chung trở thành là, không phải thần khí, nhưng rồi lại không phải thực thể hóa trạng thái, thế cho nên theo hắn tu vi đề cao, dần dần quên đi bực này nguyên thần cùng sinh mang đến đặc thù thiên phú. Lúc này nếu không phải bị xà nữ thiên ma chi âm công kích nguyên thần, hắn còn nghĩ không ra. Giờ phút này cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao Dương Nghị Vân trước tiên nghĩ tới hỗn độn chung tới. Ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Tình huống với hắn mà nói đã phi thường không xong, dù sao cũng phải thử xem. Không chiêu. Hắn cũng nếm thử quá hỗn nguyên một hơi, nhưng lại không có gì dùng. Hỗn nguyên một hơi là cường đại, nhưng xét đến cùng hỗn nguyên một hơi lại là lực lượng, mà không phải thần hồn lực lượng. Ngược lại là hỗn chung lại có thể phòng ngự thần hồn, cũng có thể nhằm vào thiên ma chi âm bực này công kích. Vạn sự vạn pháp đều có tương sinh tương khắc đạo lý, liền xem thực không thể tìm được ứng đối biện pháp. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân chịu đựng nguyên thần bị thiên ma chi âm công kích thống khổ, tâm thần chìm vào nguyên thần bên trong, cổ đủ kính đạo bỗng nhiên giống to, hỗn độn chung ra tới. Dương Nghị Vân từ sâu trong nội tâm cuồng loạn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó hắn thần thức chi hải chỗ sâu trong nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt. Tức khắc nguyên thần bộc phát ra lộng lẫy kim quang. Ngay sau đó một tiếng vô cùng du dương dày nặng tiếng chuông vang lên. Đông! Đúng là đã lâu hỗn độn chung tiếng động. Như cũ như vậy dày nặng, tràn ngập tang thương cảm. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy, ở nghe được hỗn độn chung vang lên, Dương Nghị Vân lại là vui sướng không thôi. Đích xác còn ở, vẫn luôn đều không có mất đi quá, hỗn độn chung ẩn tầng ở nguyên thần trong vòng, giống như là một cái an tâm tham thiền ngộ đạo giả, khi cách vô số năm, trở lại lần nữa vang lên thời điểm, tựa hồ càng thêm đạo hạnh thâm hậu. Theo này một tiếng du dương cổ xưa tiếng chuông vang lên. Đầu tiên là hắn nguyên thần ở ngoài hiện lên một đám kim sắc phù văn, hoặc là nói là khắc văn càng vì thích hợp. Bắt đầu xoay tròn dựng lên. Ở lộng lẫy kim quang chung, hỗn độn chung khoảnh khắc hình thành. Cổ xưa thần bí hỗn độn chung hiện ra trong suốt kim sắc bao phủ ở nguyên thần phía trên. Liền như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân nguyên thần thượng sở hữu thống khổ cùng bối rối tiêu sái không còn một mảnh. Tiếng chuông vang lên, kim sắc khắc văn bùng nổ mà ra kim quang chiếu rọi ở toàn bộ thân sĩ chi hải. Một chút liền đem xà nữ hoặc là nói rắn hổ mang Pharaoh thiên âm thiên ma chi âm xua tan đi ra ngoài. A, à, ngoại giới, xà nhân thiên âm pháp thần phát ra một tiếng kinh hô. Vốn dĩ nàng nắm chắc,
độc đáo thiên ma chi âm gắt gao khống chế Dương Nghị Vân nguyên thần, chuẩn bị chậm rãi như tằm ăn lên rớt này nhân tộc tiểu tử nguyên thần, lại là không nghĩ tới một tiếng dày nặng cuồn cuộn cổ xưa tiếng chuông vang lên. Trực tiếp từ nhân tộc tiểu tử nguyên thần trong vòng truyền ra vang lên. Này một tiếng dày nặng du dương cổ xưa tiếng chuông đối nàng tới nói quả thực chính là khắc tinh. Nàng tu đạo chính là độc đáo thiên ma âm luật chi đạo, thuộc chí âm ma âm, chuyên môn nhằm vào chính là thần hồn nguyên thần, không nói đến nàng là xà nhân tộc pháp thần tồn tại, đối mặt một cái sơ cấp thần chủ tiểu tử căn bản chính là nghiền áp, liền tính là đối thượng cùng cấp bậc pháp thần ở nàng thiên ma chi âm hạ cũng đến thành án bản thượng thịt cá. Ngay từ đầu thiên ma chi âm hưởng khởi, trực tiếp liền tiến vào tiểu tử này thần thức chi trong biển, thẳng đánh nguyên thần, làm hắn một chút liền cuốn xúc ở trên mặt đất. Ai biết lúc này cư nhiên sẽ xuất hiện bực này biến số. Này nhân tộc tiểu tử nguyên thần trong vòng cư nhiên cất giấu một ngụm cổ xưa đại chung. Tiếng chuông một vang, kim quang vạn trượng, đồng dạng là thần hồn chi lực, nhưng này nhân tộc tiểu tử cổ chung xuất hiện, mang theo chính là chí dương chí cương vô cùng bá đạo dương khí, cùng hắn âm thuộc tính thiên ma chi âm tương khắc. Hơn nữa là cái loại này nghiền áp giống nhau tương khắc. Gần một chút liền xua tan nàng lưu tại hắn thần thức chi hải cùng nguyên thần thiên ma chi âm. Thinh linh, một chút giống như là thiêu đốt bốc hơi nàng thiên ma âm lực lượng, làm nàng ăn một cái ám khuy. Khóe miệng có máu lưu lại. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, chi gian đối diện nhân tộc tiểu tử từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân kim quang ở lưu chuyển, dần dần hình thành một ngụm cổ xưa đại trung, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Giờ khắc này xà nữ thiên âm nội tâm chấn động. Thậm chí cảm nhận được một cổ tử nguy hiểm. Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, trên mặt mang theo ý cười, hỗn độn chung ngủ đông vô số năm, lại lần nữa xuất hiện uy lực tăng nhiều, còn đúng là âm luật chi lưu công kích khắc tinh. Nhìn trong tầm mắt xà nữ vẻ mặt không thể tin tưởng, Dương Mỗ Nhân trong lòng sảng khoái vô cùng, thúc giục hỗn độn chung trực tiếp bao phủ ở bên ngoài cơ thể, hắn lần này cũng sẽ không tự cấp xà nữ cơ hội. Muốn đem xà nữ thiên ma chi âm công kích ngăn cản ở trong cơ thể, cũng sẽ không ở làm nàng có cơ hội tiến vào chính mình thần thức chi trong biển. Nên phản kích. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, thúc giục hỗn độn chung. Đông. Giờ phút này tiếng chuông vang vọng thiên địa. Thanh như sấm minh. A tam mắt cứu ta. Một tiếng chuông vang, thuần dương tiếng chuông chi lực thẳng xà nữ thiên âm, một chút làm nàng mềm như bông ghé vào trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô cầu cứu. Tiểu tử lớn mật, to lớn vang dội vô cùng thanh âm vang lên. Có một tôn pháp thần xuất hiện ở giữa sân. Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại hơi thở, hắn biết là xà nhân tộc đệ nhị tôn pháp thần xuất hiện. Quả nhiên đỉnh đầu không trung tối sầm lại, hắn vừa nhấc đầu liền thấy được một trương thật lớn vô cùng mặt, ba con mắt thật lớn vô cùng, giữa mày màu xám quang mang đại tác, một đạo màu xám cột sáng bắn thẳng đến mà đến. Dương Nghị Vân lại một lần hãi hùng khiếp phía lên, hắn có thể cảm nhận được. Này một đạo màu xám cột sáng hoàn toàn là thuần túy lực lượng, là cái gì lực lượng hắn chưa từng có cảm nhận được quá. Nghĩ đến là vượt quá thường quy thuộc tính ở ngoài lực lượng. Cũng không phải là như xà nữ giống nhau thần hồn lực lượng, đây là tuyệt đối cường đại thiên địa chi lực, thậm chí kỳ thật ôm bao hàm có thần hồn chi lực tồn tại, phi thường quỷ dị. Hơi thở thượng cảm giác so với xà nữ còn phải cường đại. Dương Nghị Vân biết là xà nhân tộc một khác tôn pháp thần. Hai tôn pháp thần đến đông đủ. Dựa theo hắn từ ngọc lả lướt trên người lúc trước cảm nhận được hơi thở tới phán đoán, xà nữ thiên âm này tôn pháp thần hẳn là sơ cấp pháp thần, mà hiện tại xuất hiện ở không trung này một tôn pháp thần không hề nghi ngờ hẳn là trung vị pháp thần. Làm Dương Nghị Vân cảm thấy tim đập chính là, phía chân trời này tôn pháp thần lộ ra một trương thật lớn vô cùng mặt, tam mắt tâm thái, này một đạo cường đại quỷ dị cột sáng còn lại là từ giữa mày đệ tam chỉ mắt mà ra. Nói như vậy mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc thậm chí là mặt khác sinh linh, khai ra đệ tam chỉ mắt đều tuyệt đối không phải phàm vật. Hiện tại xem ra đích xác như thế. Bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện hắn lại một lần bị tỏa định, cường đại vô cùng uy áp trực tiếp đè ở trên người hắn, căn bản là không động đậy thân thể. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là biết chỉ có thể điều động hỗn nguyên một hơi tới ứng đối, nếu không hắn là thật là không có mặt khác biện pháp tới ứng đối trước mắt tình huống. Còn không biết này một đạo màu xám cột sáng là cái tình huống như thế nào. Nhưng làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, tất nhiên là có thể muốn mệnh. Nhìn phía chân trời phía trên nổ bắn ra mà đến màu xám cột sáng, Dương Nghị Vân nhắm mắt trầm tâm bắt đầu câu thông hỗn nguyên một hơi. Cùng lúc đó, xa hồ tộc thần hồ một khắc giác. Đây là,
Tổ nãi nãi hình như là tộc của ta điển tịch chung ghi lại kia khẩu chung. Sa hồ tộc bà lão đằng một chút đứng dậy, ánh mắt tinh quang lập lòe dựng lên kích động nói, nhà đầu thiên mệnh giả xuất hiện, cứu người. Tổ nãi nãi ngươi là nói, người kia tộc, thiếu nữ đôi mắt cũng sáng lên. Bà lão mở miệng nói, không sai chính là hắn. Nói chuyện chi gian, bà lão đầu tiên biến mất ở tại chỗ. Bên kia Dương Nghị Vân đối mặt phía chân trời phía trên mà đến cường đại màu xám cột sáng, rốt cuộc làm hỗn nguyên một hơi xuất hiện. Lúc này hắn là một chút tin tưởng đều không có có thể kháng hạ này một đạo màu xám cột sáng, liền tính là triệu hồi ra hỗn nguyên một hơi cũng không có gì nắm chắc. Bất quá lúc này không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Dù sao cũng phải thử xem mới được. Đối phương cột sáng một cái chớp mắt tới. Dương Nghị Vân trầm thấp một giống, a à, đông. Đầu tiên là hỗn độn chung phát ra một tiếng dày nặng rung động. Ngay sau đó hỗn nguyên một hơi bùng nổ, vần quanh ở hắn toàn thân, bảy màu vầng sáng đại tác phẩm. Oanh! Cũng là giờ phút này màu xám cột sáng tới rồi trên người hắn. Bảy màu ánh sáng cùng màu xám cột sáng chiếu rọi thiên địa. Phát ra kinh thiên động địa tiếng động. Cũng ở nháy mắt tiêu tán. Nhưng vào giờ phút này phía chân trời chi thân xuất hiện một cái trăm mét chi lớn lên trung niên xà nhân, đúng là tam mắt toàn cảnh. Bỗng nhiên một đuôi trực tiếp hướng về Dương Nghị Vân trên người quất đánh mà đến. Ầm vang! Một cây khô thụ quải trượng bùng nổ kim quang, trực tiếp đối với xà nhân thật lớn cái đuôi đón nhận, nặng nề tiếng động, làm cho cả không trung đều vì này rung lên. Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng lần này sẽ quải. Không nghĩ tới trống rỗng xuất hiện một cây khô thụ quải trưởng ngăn cản ở phía chân trời phía trên xà nhân một đuôi. Một khắc trước hắn làm hỗn nguyên một hơi ngăn cản xà nhân cột sáng, một kích dưới hỗn độn chung trực tiếp bị màu xám cột sáng cấp đánh sơ sát, điểm này nhưng thật ra ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, hỗn độn chung vốn dĩ chính là thần hồn chi lực hình thái. Đều không phải là thuần túy lực lượng. Bị chung vị cấp bậc pháp thần cường giả một kích mà tán, ở trong dự liệu. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào có thể ngăn trở. Trọng điểm muốn dựa hỗn nguyên một hơi, hỗn độn chung đánh sơ sát lúc sau, tùy thời đều có thể lại lần nữa ngưng tụ, nếu là hỗn nguyên một hơi đều ngăn không được, hắn liền phải xong đời. Cũng may xà nhân màu xám cột sáng bị hỗn nguyên một hơi cấp chặn. Bất quá xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn là hắn không nghĩ tới, xà nhân màu xám cột sáng tuy rằng bị hỗn nguyên một hơi lập tức, nhưng lại là như cũ tràn ngập ở hắn thân thể mặt ngoài, ngay sau đó làm hắn hãi hùng khiếp phía sự tình xuất hiện. Lại là không nghĩ tới màu xám cột sáng lực lượng tại thân thể mặt ngoài bắt đầu ngưng tụ, chuẩn xác mà nói bắt đầu thạch hóa lên. Từ hắn trên chân bắt đầu thạch hóa. Cứ việc bị hỗn nguyên một hơi ngăn trở xuống dưới không có tiến vào hắn thân thể, nhưng như cũ cường đại tràn ngập ở hắn thân thể mặt ngoài. Xà nhân này nói màu xám cột sáng giống như là trạng thái dịch một nửa. Khó chơi đến như là dính tính 10 phần tưới nước, tuy rằng bị hỗn nguyên một hơi cấp ngăn cản hạ nguy hại trong cơ thể, nhưng lại là thân thể mặt ngoài không tác dụng, như thế liền bắt đầu từ dưới chân mặt ngoài thạch hóa tình huống. Cũng chính là lúc này Dương Nghị Vân thấy được phía chân trời phía trên xà nhân toàn cảnh, trăm mét thật lớn thân thể hình thái xuất hiện, một kích vẫy đuôi trực tiếp đối hắn quét ngang mà đến. Kia một khắc Dương Nghị Vân dưới chân bắt đầu thạch hóa, căn bản là không động đậy nổi, vội vàng thúc giục hỗn nguyên một hơi hóa giải. Nhưng bực này lực lượng cũng thực sự khó chơi, kết hỗn nguyên một hơi cường đại là cường đại, nhưng hóa giải thạch hóa trạng thái nhưng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Kết quả Dương Nghị Vân trơ mắt nhìn phía chân trời chi thân lộ ra chân thân xà nhân một kích cái đuôi đối với hắn trực tiếp mà đến. Hắn trong óc chỉ có một ý niệm, muốn xong. Bất quá bất luận cái gì sự tình không đến cuối cùng một khắc đều là tràn ngập biến số. Liền ở Dương Nghị Vân cho rằng chính mình muốn xong thời điểm. Không nghĩ tới trống rỗng xuất hiện một cây khô thụ quải trượng, ngạnh sinh sinh ngăn cản trụ xà nhân một kích cái đuôi. Ngay sau đó, hắn trước mắt xuất hiện hai cái thân ảnh. Một già một trẻ. Bà lão đầu tóc hoa râm, cầm trong tay quải trượng, nhìn kỹ đúng là vừa rồi đối kháng đuôi rắn quải trượng, không hề nghi ngờ là cái này bà lão ra tay cứu hắn. Mà một cái khác còn lại là một diệu luyến thiếu nữ. Mỹ không gì sánh được. Đặc biệt là một đôi mắt so với thiên cơ sư nương đều kinh hồn đoạt phách, làm người vừa thấy liền có sẽ có trầm luân chi tâm. Thực sự là toàn bộ thần giới đều khó tìm thiếu nữ. Một thân bạch y đi chân trần, trực tiếp đi tới hắn bên người, phất tay chi gian một đạo bạch quang hiện lên, quấn quanh ở trên người hắn màu xám chi khí bị nhẹ nhàng xua tan. Ngươi không sao chứ? Thanh âm như linh điểu giống nhau dễ nghe,
âm thanh của tự nhiên cũng bất quá như thế. Không, không có việc gì. Dương Nghị Vân lắp bắp trả lời, hắn cư nhiên không dám nhìn tên này thiếu nữ ánh mắt. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, tên này thiếu nữ tu vi, cư nhiên so với phía chân trời phía trên cái kia đại xà người đều cường đại. Chẳng lẽ là thượng vị pháp thần? Dương Nghị Vân trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Nhưng hắn biết 8-9 phần 10 hẳn là thượng vị pháp thần. Không nghĩ tới, cái này thiếu nữ thế nhưng có như vậy tu vi. Liền ở Dương Nghị Vân cùng thiếu lục nữ đối thoại hết sức, trong tai nghe được phía chân trời phía trên xà nhân mang theo âm trầm thậm chí có chút kinh hoàng lời nói, thần hồ bà ngươi phải cho này nhân tộc xuất đầu. Ha ha, tam mắt lưu ngươi một mạng, bà ta hôm nay tâm tình hảo, ngươi hiện tại rời đi, không cần ngươi mạng nhỏ, nếu không. Những lời này ý tứ mặc cho ai đều có thể nghe minh bạch. Hai người chi gian đối thoại cũng coi như là một loại người quen ngữ khí. Đương nhiên cái này người quen là hai tộc chi gian đối địch thục. Bà lão đó là Sa Hồ tộc đương đại lão tổ, cũng là duy nhất một cái có thể chống lại rắn hổ mang vương tồn tại, cường giả chân chính. Đến nỗi Sa Hồ bà trong miệng tam mắt, tự nhiên đó là xà nhân tộc hai đại pháp thần chi nhất tam nhãn pháp thần, cũng xưng là xà nhân tộc Pharaoh. Pháp thần thật là cường đại, nhưng ở Sa Hồ bà trước mặt, tam nhãn pháp lão thật đúng là không dám thế nào. Bởi vì hắn biết cái này lão thái a bà là xà vương cái kia cấp bậc cường giả, Sa Hồ tộc đệ nhất cường giả. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật như vậy đi rồi? Năm đại thần chủ liền bạch đã chết. Tam mắt biết hắn cứ như vậy rời đi, xà nhân tộc mặt mũi liền mất hết, hơn nữa thiên âm đều bị người kia tộc tiểu tử cấp bị thương nặng, hiện tại còn quỳ dạp trên mặt đất cũng chưa động đâu. Tam nhãn pháp thần sắc mặt âm tình bất định. Nhìn Sa Hồ bà. Đang xem người kia tộc bên người thiếu nữ, tức khắc cũng e ngại, không riêng gì Sa Hồ bà xuất hiện, Sa Hồ tộc đương đại đương gia nhân Sa Hồ thánh nữ cũng tới. Sa Hồ thánh nữ chính là thượng vị pháp thần, so với hắn cái này trung vị pháp thần còn cường đại. Hai tộc chi gian, tuy rằng Sa Hồ tộc nhân khẩu thưa thớt, nhưng tu vi thượng lại là hiếu thắng quá bọn họ xà nhân tộc. Thật đánh lên tới tam mắt rõ ràng hắn ở Sa Hồ bà trong tay chính là một chút cũng chưa nắm chắc. Lưỡng nan nơi, lui, thật mất mặt, trở về xà vương xuất quan không tha cho hắn. Không lùi, hắn ở Sa Hồ bà trước mặt nhưng không chiếm được hảo. Liền ở tam mắt lưỡng nan hết sức. A, à, bên kia thiên âm phát ra hét thảm một tiếng, lại là sinh cơ toàn vô. Thiên âm, tiểu tử thật can đảm, sát. Tam mắt không nghĩ tới a. Ngây người công phu. Lại là phát hiện trên mặt đất trên tay thiên âm cư nhiên bị nhân tộc tiểu tử phất tay chi gian cấp giết, giờ khắc này tam mắt hoàn toàn đỏ mắt, hắn cùng thiên âm chi gian nhưng không đơn giản là cùng tộc Pharaoh quan hệ, ngầm là đạo lữ quan hệ. Người trong lòng bị giết, tam mắt hoàn toàn bạo nộ. Giống, phía chân trời phía trên thần quang đại tác phẩm, tam mắt bỗng nhiên bơi lội mà xuống, thẳng đến Dương Nghị Vân mà đi. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tìm chết. Sa Hồ bà trực tiếp nhảy dựng lên đón nhận tam mắt. Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Dương Nghị Vân bên người Sa Hồ thánh nữ chớp chớp mắt hỏi Dương Nghị Vân, vừa rồi nàng thấy được rõ ràng, ở phía chân trời phía trên tam mắt cùng bà đối thoại hết sức, Dương Nghị Vân trên người bay ra 7 màu long lân trực tiếp chém giết xà nữ thiên âm. Đối với Dương Nghị Vân trên người 7 màu long lân phía trước Sa Hồ thánh nữ cùng bà liền nhìn đến quá, cũng biết uy lực. Xà nữ thiên âm vừa rồi bị Dương Nghị Vân trên người hỗn độn trung trọng thương, cái này một kích 7 màu long lân trực tiếp mất mạng, nhưng thật ra bình thường. Chỉ là Sa Hồ thánh nữ không rõ, Dương Nghị Vân vì cái gì còn trêu chọc đối phương. Thực rõ ràng, hắn là ở trêu chọc phía chân trời phía trên tam mắt. Những lời này hỏi ra tới lúc sau, Sa Hồ thánh nữ kỳ thật cũng minh bạch Dương Nghị Vân là cái gì tâm tư, đơn giản là muốn mượn trợ bà tay. Đem phía chân trời phía trên xà tộc tam nhãn pháp lão xử lý. Thực rõ ràng hắn thành công. Này nhân tộc hảo thâm tính kế. Sa Hồ thánh nữ ở trong lòng ám đạo. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nhếch miệng cười nói, cái kia xà nữ thiếu chút nữa muốn ta mệnh, sát nàng là hẳn là. Cái này lý do rất cường đại. Chẳng qua Sa Hồ thánh nữ ha hả cười nói, ngươi chính là muốn mượn ta bà tay mà thôi, chọc giận thiên nhãn pháp thần, làm cho ta bà chém giết tam mắt mà thôi. Bị Sa Hồ thánh nữ một ngụm đánh vỡ tâm tư, Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng là mặt không đỏ khí không xuyễn nói, có như vậy điểm ý tứ. Các ngươi nhân tộc đều như vậy giảo hoạt sao? Sa Hồ thánh nữ mang theo tò mò hỏi. Khụ khụ, Dương mỗ nhân một trận xấu hổ ho khan,
vội vàng nói sang chuyện khác nói, tại hạ nhân tộc Dương Nghị Vân, còn không có thỉnh giáo nữ thần phương danh. Sốt cuộc nhớ tới hỏi ta là ai? Ân, nữ thần cái này xưng hô nhưng thật ra đặc biệt, ta là Sa Hồ tộc thánh nữ, người có thể kêu ta. Đã kêu nữ thần đi, cái kia là ta bà, tộc của ta đệ nhất cường giả. Sa Hồ thánh nữ cười hì hì nói. Ách hảo! Dương Nghị Vân đột nhiên phát hiện cái này tu vi rất cường đại, Mỹ Kỳ Cục Hồ muội tử kỳ thật thực đáng yêu, hoặc là nói, có điểm thiên chân, cùng lúc trước Tuyết Hương có điểm tương tự, thiên chân giống giấy trắng, nhưng thật ra rất có ý tứ. Oanh! A! À, hai người nói chuyện hết sức. Phía chân trời phía trên truyền đến nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân cơ hồ đều không cần xem, là có thể biết là Sa Hồ bà đánh bại xà nhân tam nhãn pháp thần. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu vừa thấy, xà nhân tam nhãn pháp thần khổng lồ thân thể trực tiếp từ trên cao rơi xuống mà xuống. Chạm vào. Một tiếng động đất giống nhau. Xà nhân tam nhãn pháp thần thật lớn thân hình nện xuống tới, đại địa đều mới thôi run rẩy. Mà Sa Hồ bà lại là hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trên mặt đất tam nhãn pháp thần. Dương Nghị Vân trong lòng thống khoái, cùng trong lòng đoán trước giống nhau, Sa Hồ bà ra tay, tam nhãn pháp thần xác định vững chắc xong đời. Xà nhân tộc hai đại pháp thần đều phải xong đời. Đối này đó xà nhân hắn không có gì hảo cảm, ngay từ đầu chính là lầm xông vào bọn họ lãnh địa, trực tiếp liền hạ sát thủ. Hiện tại trái lại có thể có cơ hội lộng chết bọn họ, Dương mẫu nhân mới sẽ không bỏ qua. Đương nhiên mượn dùng Sa Hồ tộc tay. Hắn ngay từ đầu mắng quá Sa Hồ tộc không ra, lúc này vừa ra tới chính là hai đại cao thủ, có thể lợi dụng một chút tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn tưởng không rõ, trực tiếp nhảy ra hai tôn mạnh nhất Sa Hồ tộc cao thủ, lại vì cái gì muốn cứu hắn. Bất quá hiện tại không quan trọng, quan trọng là, hắn biết Sa Hồ tộc hai đại cao thủ đứng đầu xuất hiện. Hắn không chết được chính là. Hơn nữa trở tay chi gian, ngược lại là xà nhân tộc hai đại pharaoh, bị hắn xử lý một cái, hiện tại cái thứ hai cũng sắp muốn mất mạng ở Sa Hồ bà trong tay. Đối với này hai tôn xà nhân tộc pharaoh, Dương Nghị Vân trong lòng là vô cùng kiêng kỵ. Thiên âm am hiểu chính là nhằm vào nguyên thần thần hồn công kích, nếu không phải hắn có nguyên thần thiên phú hỗn độn chung tồn tại, sợ là đã sớm bị xử lý. Đối với hỗn độn chung Dương Nghị Vân đi tìm lão nhân hỏi qua, dựa theo lão nhân nói, hỗn độn chung cũng gọi là chuông Đông Hoàng, liền như lúc trước hắn kêu chuông Đông Hoàng giống nhau, chính là khai thiên phá mà thời đại yêu tộc thiên đế chí bảo, chỉ là hắn cùng lão nhân đều không xác định chính mình nguyên thần chung hỗn độn chung có phải hay không cùng yêu tộc thiên đế có quan hệ. Dù sao cho tới nay đều đình thần bí, lần này được cứu rồi hắn một mạng, Dương Nghị Vân càng thêm cảm giác rất có lai lịch. Một cái khác xà nhân tam nhãn pháp thần cũng là cái không thể có tồn tại, đệ tam chỉ trong mắt màu xám cột sáng chiếu rọi dưới, cư nhiên trực tiếp có thể làm hắn thạch hóa, nếu không phải hỗn nguyên một hơi tồn tại hắn hiện tại chính là một tôn cục đá, đương nhiên nói đến cùng cuối cùng vẫn là Sa Hồ bà ra tay cứu hắn một mạng. Cho nên xà nhân tộc hai tôn cấp bậc pháp thần pharaoh sớm chết sớm sống yên ổn. Chỉ chớp mắt, Sa Hồ bà thẳng đánh mà xuống. Dây tiếp theo tam nhãn pháp thần chú định chính là tử cục. Nhưng cố tình lúc này, dị biến mà sinh. Một đạo càng thêm to lớn màu xám cột sáng từ phía chân trời mà đến, cắt qua không trung, thẳng đến Sa Hồ bà. Đồng thời vang lên một tiếng không hề cảm tình nữ nhân nói tiếng, Sa Hồ lão thái bà ngươi tìm chết sao? Oanh! Một kích dưới, Sa Hồ bà quải trượng vung lên ngăn trở hóa giải rớt này nói cắt qua phía chân trời màu xám cột sáng, lại là sắc mặt ngưng trọng dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía chân trời trầm giọng nói, Medusa còn tưởng rằng ngươi chóc ra lột đã chết, rốt cuộc tới sao? Medusa! Dương Nghị Vân rõ ràng nghe được phía chân trời phía trên Sa Hồ bà nói chuyện thanh. Sa Hồ thánh nữ nói, đúng vậy, vậy xà tộc vương Medusa. Không phải xà nhân tộc không phải rắn hổ mang sao, như thế nào là Medusa đâu? Dương Nghị Vân có chút buồn bực. Dựa theo hắn lý giải. Rắn hổ mang và Medusa nhưng xả không thượng quan hệ, Medusa tên này ở địa cầu thời điểm, dựa theo thư tịch chung ghi lại là cổ thần thoại Hy Lạp chung xả nhân nữ yêu. Hiện tại lại là sống sờ sờ xuất hiện ở thần giới, thật đúng là. Chỉ nghe Sa Hồ thánh nữ nói, rắn hổ mang vương bản thân chính là vượt qua tầm thường loài rắn tồn tại, bọn họ xưng là Medusa, vẫn luôn là A. Cái này trả lời đương nhiên, Dương Nghị Vân nghe tựa hồ cũng không có gì không ổn. Đối với vấn đề này Dương Nghị Vân không ở dối rắm.
Giờ phút này phía chân trời phía trên xa hồ bà lại là vẻ mặt ngưng trọng. Mà nơi xa bảy màu ánh sáng ngưng tụ. Ngay sau đó một cái dung mạo không thua gì xa hồ thánh nữ xà nữ xuất hiện, chẳng qua sắc mặt lại là băng hàn một mảnh, không có một tia tình cảm sắc thái, đầu đội vương miện, thượng thân ăn mặc bảy màu chiến giáp, lại là nửa xích quả trạng thái, màu da trắng tinh như ngọc, nửa người dưới là bảy màu chi sắc đuôi rắn, lân giáp lấp lánh sáng lên, mang theo che trời lấp đất uy áp, vô cùng cường đại, Dương Nghị Vân tại hạ phương đều cảm giác xuyễn bất quá lên. Vận chuyển càn khôn đạo chủng công lúc sau mới cảm giác loại này uy áp chi lực tan đi không ít. Bên tai lại nghĩ tới xa hồ thánh nữ ngưng trọng thanh âm, Dương Nghị Vân ngươi chiếu cố hảo tự mình, trốn xa một chút, ta muốn đi giúp bà, Medusa thoạt nhìn tiến hóa thành công. Cái gì tiến hóa? Dương Nghị Vân ngơ ngác hỏi một câu. Xa hồ thánh nữ mở miệng nói, Medusa mỗi cách trăm vạn năm tiến hóa một lần, trước kia thực lực của nàng cùng bà tương đương, thậm chí so với bà muốn kém một đầu. Nhưng là hiện tại từ hơi thở cùng thời gian thượng xem, nàng sắp tới tiến hóa thành, như thế thực lực khả năng muốn so bà cường đại, ta muốn đi hỗ trợ. Dương Nghị Vân nghe cũng không khỏi lo lắng lên, nếu Medusa thật sự cường đại quá xa hồ bà, đến lúc đó nếu là xa hồ bà chiến bại, hắn cũng trốn không thoát. Vừa muốn nói gì, xa hồ thánh nữ lại là chợt lóe trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện đã đang ở phía chân trời xa hồ bà bên người, đối mặt Medusa. Medusa sao? Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía chân trời xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ, đang xem bên kia phía chân trời cách xa nhau vài trăm thước Medusa, hắn trong lòng cười khổ, hôm nay sợ là không thể thiện hiểu rõ. Lúc này làm hắn như thế nào lựa chọn? Xoay người chạy trốn sao? Còn đừng nói có lẽ hiện tại thật sự có thể chạy trốn, bởi vì xa nhân tộc cao thủ đều chết xong rồi, đương nhiên Medusa không tính ở bên trong. Dựng lên có xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ cưỡng chế Medusa, hắn hiện tại chạy trốn không thành vấn đề. Nhưng, có thể sao? Đáp án là phủ định. Vì cái gì? Bởi vì hắn nếu là xoay người chạy thoát, vậy không phải hắn, cả đời đạo tâm cũng đừng tưởng an bình. Lại nói xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ đều là cứu hắn, hắn Dương Nghị Vân tu đạo chi lộ một đường đi tới đến nay, đem chính là tình nghĩa hai chữ, sao có thể xoay người chạy thoát? Làm xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ đi một mình đối mặt Medusa. Này không phải hắn làm việc làm người phong cách. Cùng lắm thì chính là vừa chết mà thôi. Lại còn có không tới nào một bước, không chết được. Nghe xa hồ thánh nữ ý tứ, Medusa trước kia tu vi là không bằng xa hồ bà, hiện tại tắc có thể là tiến hóa thành công cường đại hơn quá xa hồ bà, bất quá chân chính có hay không tiến hóa, xa hồ thánh nữ cũng là không xác định. Liền tính là Medusa tiến hóa thành công, nhưng xa hồ bà bản thân cũng không yếu, hơn nữa một cái thượng vị cấp bậc pháp thần xa hồ thánh nữ, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân cắn răng một cái nhảy dựng lên, đi tới xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ bên người, hắn Dương Mỗ Nhân không phải nhát như chuột hạng người, tuy rằng đối mặt tam tôn đại thần, hắn tu vi không đủ nhìn, nhưng cũng tưởng thiết cốt tranh một trận chiến, lại có gì sợ. Tiểu Hữu thả thối lui. Đi trước phía sau thần trong hồ, tự do một phen cơ duyên chờ ngươi, hôm nay có thể hay không áp xuống này Medusa liền xem ngươi. Dương Nghị Vân mới vừa phi thân tới giữa không trung, trong tai liền truyền đến xa hồ bà truyền âm. Cái này làm cho hắn tức khắc sửng sốt, có chút như lọt vào trong sương mù. Đi trước thần trong hồ, có thể hay không áp xuống Medusa dựa ta. Trong lòng cực kỳ nghi hoặc, này xa hồ bà trong hồ lô mua cái gì dược. Vừa định hỏi nàng hết sức, đối diện Medusa lại là đã tia chớp mà đến, mang theo không gì sánh kịp cường hãn hơi thở. Mà xa hồ bà cùng xa hồ thánh nữ đồng thời mà động, cũng là nhằm phía Medusa. Tam tôn đại thần kéo lên năng lượng dao động đều làm hắn cảm thấy đáy lòng phát mau, này còn không có chiến đấu đâu, gần là các nàng ba cái mang theo khí thế khiến cho hắn phát mau, nếu là mặt đối với chiến đấu, Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng sẽ là tình huống như thế nào. Tiểu Hữu mau đi, tới rồi trong hồ thúc dục hỗn độn chung ngươi sẽ tự minh bạch. Xa hồ bà lại một lần truyền âm mà đến. Lúc này Dương Mỗ Nhân, nháy mắt làm ra quyết đoán. Nếu xa hồ bà có thể nói ra hắn hỗn độn chung tới, kiên trì làm hắn đi trong hồ, vậy có nàng đạo lý, vậy đi thôi, dù sao hắn cảm giác lưu lại tham dự loại này cấp bậc chiến đấu, hắn ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Còn không bằng lựa chọn tin tưởng xa hồ bà, đi trước trong hồ. Hắn có thể cảm nhận được xa hồ bà không có ác ý.
nếu là có ác ý cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt ra tới cứu hắn. Đào cũng tò mò Sa Hồ tộc cái này thần trong hồ có cái gì, Sa Hồ bà làm hắn tiến vào trong hồ đi, nói là tự do một phen cơ duyên. Oanh! Giây tiếp theo Sa Hồ bà cùng Sa Hồ thánh nữ đã và Medusa chiến đấu ở cùng nhau. Một tiếng nặng nề lại là làm cho cả thiên địa đều vì này đại chấn. Dương Nghị Vân cảm nhận được tam tôn đại thần bộc phát ra tới cường đại dao động, nhịn không được một trận trái tim băng giá, cắn răng một cái hướng về phía dưới thần hồ mà đi. Đích xác nhàn nhạt từ chiến đấu năng lượng dao động thượng cảm giác, hắn liền không thích hợp tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Medusa bộc phát ra tới hơi thở, thật là vô cùng cường đại, hiếu thắng quá Sa Hồ bà một đầu. Sa Hồ thánh nữ nói nàng là thượng vị cấp bậc pháp thần, như vậy không hề nghi ngờ, Sa Hồ bà chính là thiên đạo cấp bậc. Mà Medusa thân là xà nhân tộc vương, ở đằng xà siêu hồn xà nhân tin tức chung cũng đồng dạng đến ra kết luận là thiên đạo cấp bậc. Này đã là đứng đầu cường giả chiến đấu. Hắn là không dính dáng. Vẫn là đi thần trong hồ nhìn xem, rốt cuộc có cái gì cơ duyên, nghe Sa Hồ bà ý tứ, có thể áp chế Medusa. Tốc độ muốn mau. Nếu không thời gian dài, Sa Hồ bà cùng Sa Hồ thánh nữ không địch lại, đến lúc đó liền nguy hiểm, nếu Sa Hồ bà cùng Sa Hồ thánh nữ bị Medusa chém giết, liền không có người ở giúp hắn, hắn sẽ trực tiếp đối mặt Medusa, đến lúc đó ở thiên đạo cấp bậc cường giả trước mặt, hắn chính là tử lộ một cái. Thình thịch, Dương Nghị Vân một đầu chui vào trong hồ nước, lần này lại đây cũng đã không có kết giới ngăn cản, nghĩ đến là Sa Hồ bà mở ra thần hồ kết giới. Đang ở trong nước Dương Nghị Vân hướng về đáy nước tiềm đi, trong đầu cũng nhớ kỹ Sa Hồ bà công đạo, tiến vào hồ nước sau thúc dục hỗn độn chung. Ong đông, run minh chung hỗn độn chung hiện lên ở bên ngoài thân, phát ra du dương tiếng chuông. Đúng lúc này, đáy nước lại là ngay sau đó vang lên một tiếng cổ xưa dày nặng tiếng chuông. Đông, trong nháy mắt toàn bộ hồ nước đều như là sôi trào lên giống nhau. Tại đây một khắc Dương Nghị Vân đột nhiên cảm nhận được. Hiện lên ở bên ngoài thân hỗn độn khắc văn bay nhanh lưu chuyển lên, như là được đến cái gì triệu hoán giống nhau, rất là nhảy nhót. Cái này làm cho hắn có chút phát ngốc. Đáy hồ có tiếng chuông. Nghe tới cùng hỗn độn chung thanh âm giống nhau, chẳng qua có bản chất khác nhau là, này một tiếng từ đáy hồ truyền đến tiếng chuông là thực chất hóa thanh âm, mà trên người hắn hỗn độn tiếng chuông còn lại là nguyên thần thông thanh âm. Giữa hai bên có bản chất khác nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân đều có chút phát ngốc, bất quá hắn lại là không có chút nào dừng lại, nhanh hơn tốc độ hướng về đáy hồ mà đi. Hắn thực chờ mong, đáy hồ này một tiếng cổ xưa tiếng chuông. Vì cái gì sẽ cùng hắn nguyên thần hỗn độn chung có thể tạo được nổ vang? Dương Nghị Vân nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí giờ phút này cảm thấy phi thường quỷ dị. Suy nghĩ bay loạn chung, hắn nhanh chóng tới rồi đáy hồ. Trong tầm mắt thấy được một tòa tế đàn đại trận tồn tại. Tản ra từng trận kim quang. Chẳng qua tại hạ một khắc Dương Nghị Vân đồng tử lại là bỗng nhiên co rút lại một chút, bởi vì hắn nhìn đến ở tế đàn trung ương xuất hiện xem một ngụm cổ xưa đại trung. Này khẩu đại trung thấy thế nào đều quen mắt. Dương Nghị Vân đi bước một ngồi qua đi, bước lên tế đàn. Không có bất luận cái gì lực lượng trở ngại hắn, thực thuận lợi liền tới rồi tế đàn phía trên, đứng ở này khẩu cổ xưa đại trung trước. Giờ khắc này hắn trong lòng chấn động. Rốt cuộc biết vì cái gì sẽ có nổ vang cảm giác, vì cái gì quen mắt, vì cái gì Sa Hồ bà muốn cho hắn tới đáy hồ. Bởi vì tế đàn thượng này khẩu cổ xưa đại trung hắn chính là hỗn độn trung. Cùng chính mình nguyên thần trong vòng tạo hình là giống nhau như đúc, sở bất đồng chỉ là. Nguyên thần trong vòng chính là hồn, trước mắt chính là thật. Hư thật giống nhau. Chính là linh hồn cùng thân thể khác nhau. Hơn nữa chính là hắn nguyên thần trung hỗn độn trung thân thể. Điểm này Dương Nghị Vân phi thường xác định. Bởi vì càng là tiếp cận, sinh ra nổ vang liền càng là mãnh liệt, hắn nguyên thần trong vòng hỗn độn chung đã phát ra run minh, muốn vội vàng tiến vào trước mắt này khẩu đại chung chung đi. Theo bản năng Dương Nghị Vân lần thứ hai tiến lên một bước, duỗi ra tay đi chạm đến này khẩu đại chung. 3 mét chi cao đại chung, mặt trên che kín một tầng rêu xanh vật, chỉnh thể hiện ra thanh hắc sắc. Bất quá mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến một ít khắc văn khắc họa. Cùng hắn nguyên thần trung hỗn độn trung khắc văn giống nhau như đúc. Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng chấn động, hắn đều làm không rõ chúng ta sẽ có chuyện như vậy. Hỗn độn trung là hắn tu luyện mà đến đồ vật, có thể nói là sinh ra đã có sẵn. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này sẽ xuất hiện vật thật.
hơn nữa là ở Sa Hồ tộc thần trong hồ. Sa Hồ bà bà một mở miệng khiến cho hắn đi đáy hồ, tựa hồ đã sớm biết kết quả này giống nhau. Dương Nghị Vân là rất khó nghĩ thông suốt. Duỗi tay chi gian, hắn chạm đến hỗn độn chung. Ong! Liền ở hắn chạm đến tế đàn thượng thật lớn hỗn độn chung hết sức, ong một chút nổ vang trực tiếp ở hắn trong óc vang lên. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân nhìn đến này khẩu đại trung thượng khắc văn lộng lẫy lưu chuyển dựng lên, cùng hắn vận chuyển nguyên thần thời điểm khắc văn giống nhau như đúc, vô cùng quen thuộc, kim quang bùng nổ dưới, hắn theo bản năng liền nhắm lại hai mắt. Quá chói mắt không mở ra được đôi mắt. Trong óc chấn động lại là phát hiện ùa vào tới một ít tin tức. Thời gian giống như tại đây một khắc yên lặng giống nhau. Không biết qua bao lâu, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, giờ phút này hắn có chút kinh ngạc. Trong đầu ùa vào tới tin tức rốt cuộc cho hắn vạch trần nghi hoặc. Hoặc là nói là trước mắt này khẩu hỗn độn chung truyền lại mà đến tin tức đi. Ở này đó tin tức chung, Dương Nghị Vân mới biết được, ở khai thiên tích địa thời đại, hỗn độn chung dựng dục ra một ngụm đại chung thần khí, tên là hỗn độn chung, sau bị yêu tộc thiên đế đến đi, đổi lại chuông Đông Hoàng. Đông Hoàng nói là yêu tộc, kỳ thật đều không phải là yêu tộc, hắn là ở ra đời với hỗn độn, cùng hỗn độn chung cùng nhau xuất hiện, làm bạn mà sinh, chỉ là sau lại bị coi là yêu tộc. Được đại đạo tự hào Đông Hoàng, khai thiên lúc sau thành tựu thiên đế. Lại sau lại thiên địa đại kiếp nạn dưới, ngã xuống, chỉ bảo chuông Đông Hoàng chia lìa, Đông Hoàng chính mình còn lại là trở về hỗn độn, sống hay chết không người biết được, nhưng chuông Đông Hoàng lại là bị yêu hậu cửu vĩ thần hồ mang đi. Đông Hoàng trở về hỗn độn tương đương là tiêu vong, mà hắn chỉ bảo chuông Đông Hoàng còn lại là cũng ở đại kiếp nạn trung bị hao tổn, linh. Thể chia lìa, thể bị yêu hậu cửu vĩ thần hồ đưa tới lửa cháy sa mạc từ Sa Hồ tộc nhiều thế hệ trông coi. Yêu hậu cửu vĩ thần hồ có thể nói là tam giới hồ tộc chi tổ, để lại cho Sa Hồ tộc tổ huấn là bảo hộ hỗn độn chung chờ đợi thiên mệnh giả xuất hiện. Cái gọi là thiên mệnh giả đó là Đông Hoàng thiên đế trở về hỗn độn phía trước nói, một ngày kia thân mang hỗn độn chung người xuất hiện, hắn chính là thiên mệnh giả. Cũng sẽ là Sa Hồ tộc hoàn thành sứ mệnh ngày, rời đi liệt dương sa mạc là lúc. Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trên người hắn mang theo còn không phải là hỗn độn chung linh sao? Hắn chính là Sa Hồ tộc thiên mệnh giả. Cái này minh bạch, Sa Hồ bà phía trước lời nói, nhập hồ tự do cơ duyên, hôm nay có thể hay không áp chế Medusa xem hắn. Hết thảy đều là trùng hợp. Vẫn là mệnh chung chú định. Dương Nghị Vân đầu đều đại. Lần này hắn cư nhiên lại cùng Đông Hoàng thiên đế nhắc lên quan hệ. Đông Hoàng thái nhất hỗn độn khai thiên thời đại thiên đế, cái kia thời đại chân chính thiên địa đệ nhất nhân, chấp trưởng thiên giới tồn tại, đương nhiên cái kia thời đại thần thoại trong truyền thuyết đại địa khống chế giả là 12 tổ vu. Nhưng tế cứu dưới, sao có thể? Đông Hoàng thiên đế là cái thứ nhất thành lập yêu tộc thiên đình người, chân chính khai thiên đệ nhất nhân. Đương nhiên từ trong óc được đến chi tiết chung, Dương Nghị Vân biết Đông Hoàng cũng không tính yêu tộc, mà là ra đời cùng hỗn độn thần. Chẳng qua là thời thế tạo anh hùng, trở thành thống lĩnh tam giới yêu tộc thiên đế. Truyền thuyết là truyền thuyết, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Dương Nghị Vân phát hiện hắn tựa hồ cùng Đông Hoàng thiên đế lại nhắc lên quan hệ, thật là. Một cuộn chỉ rối. Kêu Đông Hoàng cũng đúng, chuông Đông Hoàng cũng có thể, bản chất quy vị hỗn độn. Nghĩ vậy chút hắn đều đau đầu. Không nghĩ, quan trọng là trước mắt, hắn chỉ biết một chút, hắn vĩnh viễn là chính mình. Tam giới độc nhất vô nhị nhân tộc Dương Nghị Vân. Đến nỗi trước mắt hỗn độn chung, mặc kệ là Đông Hoàng vẫn là hỗn độn hắn chỉ biết hiện tại về hắn. Bởi vì hỗn độn chung là hắn nguyên thần chung tu luyện mà đến linh hồn chí bảo, sinh ra đã có sẵn, đến nỗi cái này hỗn độn chung thân thể, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, hiện tại đều về hắn sở hữu. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, trong lòng vừa động, thúc giục nguyên thần hỗn độn chung. Ong ong! Đông! Mặt trên rêu xanh tiêu tán sạch sẽ. Du dương cổ xưa tiếng chuông vang lên. Tế đàn thượng cổ xưa đại trung kim quang lộng lẫy. Chấn động dưới, khắc văn xoay tròn dựng lên. Đại trung phát ra hoan hô giống nhau nổ vang, hóa thành ánh vàng rực rỡ cổ xưa hỗn độn trung xoay tròn dựng lên, vèo một chút bay lên, chẳng qua là quay chung quanh hắn phi hành, như là du tử trở về nhà. Không hề bất luận cái gì không khỏe cảm quen thuộc cùng thân mật. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi lẩm bẩm. Không hỏi quá vãng, chỉ xem lập tức, hỗn độn chung xuất thế đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, hỗn độn chung phát ra một tiếng nổ vang, kim quang chợt lóe hóa thành lớn bằng bàn tay,
hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, lần thứ hai vừa động Dương Nghị Vân hướng về phía trước bay đi. Chí bảo đổi tay, cũng nên đi ra ngoài chợ Sa Hồ bà cùng Sa Hồ Thánh Nữ giúp một tay. Ngoại giới, ầm vang, phốc, Sa Hồ bà bay ngược đi ra ngoài. Bà, Sa Hồ Thánh Nữ kêu to, lại cũng bị Medusa một kích bay ngược. Hai người đều là bị Medusa từ giữa không trung đánh rớt đi xuống, đại địa đều bị tạp ra hai cái hố to. Ở tu vi thượng Medusa đích xác đã lột xác thành công, mạnh hơn Sa Hồ bà một đầu. Khụ khụ. Sa Hồ bà ho ra máu, vung tay lên đem Sa Hồ Thánh Nữ chắn phía sau, nàng không nghĩ tới Medusa tiến hóa lúc sau thực lực sẽ như thế cường đại, một hồi đại chiến xuống dưới, nàng trước sau bị áp chế, cuối cùng bị từ phía chân trời đánh rớt xuống dưới. Liên tính là có cái phía sau lưng Sa Hồ Thánh Nữ hỗ trợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bà ta cùng nàng liều mạng. Sa Hồ Thánh Nữ lau khóe miệng vết máu nhìn từ trên trời giáng xuống Medusa nói. Khụ khụ nha đầu đừng lao lực, Medusa đã hoàn thành thiên đạo ngạch cửa, năm đại quy tắc ngạch cửa nàng đã chạm đến bên cạnh, người liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Sa Hồ bà nhìn trong tầm mắt Medusa, hai tròng mắt chung có chút bất đắc dĩ, nàng cũng là thiên đạo chi cảnh, nhưng nàng ở vô số năm qua đều không có bước vào thiên đạo năm đại quy tắc áo nghĩa ngạch cửa. Trước kia Medusa cũng là, gần chỉ có thể xem như thiên đạo cảnh giới sơ cấp mà thôi, nhưng hiện tại không giống nhau. Cái này Mỹ rắn độc tiến hóa thoát biến lúc sau có thể, tu vi so nàng cường đại rồi một đường, tựa hồ chạm đến thiên đạo cảnh giới năm đại quy tắc áo nghĩa ngạch cửa, này liền so nàng cường đại quá nhiều, không phải đối thủ cũng bình thường. Thiên đạo cảnh giới tu năm đại quy tắc áo nghĩa, có thể hay không lĩnh ngộ năm đại quy tắc áo nghĩa, kia đến xem cá nhân cơ duyên cùng thiên phú, cưỡng cầu không tới, không nghĩ tới này Mỹ nữ xả cư nhiên thật sự làm được. Trước kia là nàng áp chế nàng một đầu. Hiện tại này một đạo khảm Medusa vượt qua đi lúc sau, nàng ngược lại bị Medusa hoàn toàn áp chế xuống dưới. Cái này làm cho Sa Hồ bà trong lòng có chút mất mát. Bất quá! Còn có hy vọng. Cái này hy vọng đó là Dương Nghị Vân. Cũng là Sa Hồ tộc thời đại bảo hộ cùng chờ đợi hy vọng. Cáo giả tiễn ngươi một đoạn đường. Không hề tình cảm sắc thái nói vang lên. Lại là Medusa tới rồi Sa Hồ bà cùng Sa Hồ thánh nữ trước mặt. Ha ha, người vượt qua kia đại thiên trảm đi. Sa Hồ bà không có chút nào hoảng loạn, ngược lại là nhìn chằm chằm Medusa hỏi ra trong lòng muốn hỏi nói, mới đầu nàng chỉ là hoài nghi Medusa chạm đến quy tắc áo nghĩa ngạch cửa, lúc này là cảm nhận được, nhưng cũng không xác định có phải hay không. Nói cho ngươi cũng không sao, may mắn gần là cảm nhận được mà thôi, nhưng liền tính như thế giết ngươi cũng đủ, người ta hai tổ đều vô số năm, cũng nên có một cái kết cục, liệt dương sa mạc chỉ có thể có ta tồn tại. Chịu chết đi. Medusa lời nói vô cùng lạnh băng, ở dứt lời chi gian, lại là hai tay nâng lên trên cổ tay xuất hiện một đôi màu tím tiểu lục lạc. Leng keng. Lục lạc tiếng vang lên. Cư nhiên cũng là thiên ma chi âm. Thiên ma chi âm hưởng khởi thời điểm, Sa Hồ bà lại là sắc mặt một bên, bỗng nhiên tại bên người Sa Hồ thánh nữ trên người một trường, đồng thời nói, nhập đáy hồ đừng ra tới. Bà, tổ nãi nãi. Sa Hồ thánh nữ biết bà đây là muốn ôm lấy nàng, tức khắc tâm thần đại loạn, kêu to đều là hoảng loạn lên, kêu bà cũng kêu tổ nãi nãi, này hai cái xưng hô đều là nàng từ nhỏ kêu lên đại. Không hề nghi ngờ bà làm nàng bảo mệnh, như vậy hy sinh tất nhiên chính là bà. Nhưng là Sa Hồ thánh nữ khống chế không được thân thể trực tiếp liền rơi vào thần trong hồ, nàng ngăn cản không được bà tu vi. Bên kia Sa Hồ bà biết Medusa thiên ma chi âm. Phun ra một ngụm tinh huyết, tay véo pháp quyết trong miệng lại là phát ra màu xám âm phù, theo thứ tự tới loại kém thiên ma chi âm. Và Medusa là lão đối thủ, Sa Hồ bà há có thể không biết đối phương thủ đoạn, đối với thiên ma chi âm tự nhiên không xa lạ, thậm chí nàng biết phía trước bị Dương Nghị Vân chém giết thiên âm pháp thần tu luyện thiên ma âm luật đều là Medusa truyền thụ. Bất quá Sa Hồ bà biết nàng hôm nay sợ là ngăn cản không được bao lâu, bởi vì Medusa tu vi cường đại rồi. Nàng thiên ma chi âm tự nhiên cũng sẽ uy lực tăng nhiều. Đối với bực này thẳng đánh nguyên thần thiên ma chi âm, Sa Hồ bà vẫn là thực cẩn thận. Trong miệng niệm động chính là Sa Hồ bí pháp thần hồ triệu thiên đại pháp, đồng dạng là thiên âm, trước kia có thể ngăn cản Medusa thiên ma chi âm, hiện tại. Đương nhiên ở Sa Hồ bà trong lòng lo lắng nhất còn không phải Medusa thiên ma chi âm, mà là Medusa đôi mắt. Chuẩn xác mà nói là Medusa chân chính cường đại nhất thiên phú. Thiên mục thần quang,
cũng là tam nhãn pháp thần chung màu xám cột sáng chi lực. Chẳng qua ở Medusa trên người khi đó siêu cấp siêu cường phiên bản. Hai tròng mắt quang mang sở chiếu, vạn vật đều có thể thạch hóa. Đây mới là Medusa đại khủng bố. Sa hồ bà ở trước kia đối mặt Medusa hai tròng mắt ánh sáng hoặc là nói Medusa thiên mục thần quang thời điểm, đều là không dám mạnh mẽ đi đụng chạm, đều là có thể ngăn cản hóa giải tránh né phương thức, dù sao không cho Medusa thiên mục thần quang chân chính chiếu rọi ở trên người nàng. Cũng có thể dựa vào cường đại quá Medusa tu vi kháng xuống dưới, nhưng hiện tại Sa hồ bà là không tin tưởng có thể kháng hạ Medusa thiên mục thần quang. Sợ cái gì cố tình liền tới cái gì. Thiên ma chi âm lúc này nàng ngăn cản đều khó khăn, ở cường chống. Cố tình liền nhìn đến Medusa đôi mắt nhan sắc thay đổi. Chỉ thấy Medusa đôi mắt hôi màu tím. Lúc này Sa hồ bà sắc mặt đại biến, nàng biết đây là Medusa cường đại thiên phú, có thể thạch hóa cường đại thiên phú. Lúc này Sa hồ bà biết nàng là ngăn không được. Giờ phút này nàng ứng phó Medusa thiên ma chi âm đều là dùng hết toàn lực. Càng đừng nói lại đi ngăn cản Medusa hai mắt thạch hóa thiên phú. Vốn dĩ trông cậy vào Dương Nghị Vân đi đáy hồ ra tới, nhưng đến bây giờ cư nhiên không có chút nào động tĩnh, Sa hồ bà trong lòng thở dài thôi, đây là mệnh đi. Nàng làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Tốt xấu đem Sa hồ thánh nữ đưa vào thần trong hồ, lấy nàng đối thần trong hồ nước Sa hồ tộc là mang bảo hộ kia kiện trí bảo hiểu biết, hẳn là không thành vấn đề có thể giữ được Sa hồ thánh nữ mệnh đi. Oanh! Liền vào giờ phút này thần trong hồ một tiếng nổ vang vang lên, Sa hồ bà dư quang nhìn thấy hồ nước tạo nên mấy chục mét chi cao, khá vậy chính là giờ phút này, Medusa trong ánh mắt bộc phát ra, lưỡng đạo hôi chung mang tím quang mang thẳng đến nàng mà đến. Tới cấp sao, Sa hồ bà trong lòng vừa hỏi. Đông, cổ xưa tiếng chuông vang lên, du dương vô cùng, truyền khắp thiên địa. Thần trong hồ kim quang đại tác. Một ngụm cổ xưa đại tiếng chuông nháy mắt lao ra mặt nước. Huyền phù ở phía chân trời, kim quang chiếu xạ dưới, khoảnh khắc chi gian Sa hồ bà liền phát Medusa thiên ma chi âm tan đi, làm nàng cả người một nhẹ. Ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên, cổ xưa đại trung trực tiếp huyền phù ở nàng đỉnh đầu. Ầm vang, một tiếng nặng nề dưới, Medusa trong ánh mắt thạch hóa ánh sáng, trực tiếp bị chắn đại trung ở ngoài. Đông, tiếng chuông đại tác phẩm. Medusa hai mắt ánh sáng tiêu tán. Phốc. Ngay sau đó chỉ thấy Medusa phun ra một ngụm máu tươi, hôi hổi lùi lại mấy bước, một đôi mạo màu tím đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thần hồ. Sa hồ bà vừa thấy tức khắc đại hỉ, trên mặt hồ Dương Nghị Vân cùng Sa hồ thánh nữ thân ảnh xuất hiện. Medusa vẻ mặt khiếp sợ. Một đôi hôi chung mang màu tím trong ánh mắt lập lòe, gắt gao chăm chú vào Dương Nghị Vân trên người. Đối với này nhân tộc, Medusa tự nhiên rõ ràng là chuyện như thế nào. Phía trước này nhân tộc nàng không để ý, là bởi vì ở nàng trong mắt này nhân tộc thanh niên chỉ là một cái sơ cấp thần chủ, đối nàng tới nói chính là một cái con kiến mà thôi. Cho nên tùy ý Sa hồ bà làm nhân tộc tiến vào thần trong hồ, mà không có đi quản. Đương nhiên cuối cùng kết quả ở Medusa trong lòng giết chết Sa hồ bà lúc sau, tự nhiên cũng muốn chém nhân tộc, bởi vì nhân tộc mới là đầu sỏ gây tội, trước sau giết nàng năm đại thần chủ hòa pháp thần, này đó nàng nhưng đều biết. Ngay từ đầu không để vào mắt con kiến, lúc này lại là cho nàng rất lớn khiếp sợ. Medusa nhìn từ hồ nước hiện lên mà ra nhân tộc, lúc này sắc mặt phức tạp vô cùng. Cũng cảm nhận được Uihiota. Đương nhiên cái này Uihiota đến từ chính kia một ngụm cổ xưa đại trung. Nàng thiên mục thần quang có gì trợ uy lực, Medusa trong lòng rất rõ ràng, mắt thấy liền phải đem Sa hồ bà cấp bắt lấy thời điểm. Không nghĩ tới gần là một tiếng chuông vang lên liền phá nàng thiên ma chi âm cùng thiên mục thần quang. Này như thế nào làm nàng không khiếp sợ. Mà đối với Sa hồ bà tới nói, còn lại là trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Thời khắc mấu chốt Dương Nghị Vân ra thần hồ, càng là đem Sa hồ tộc nhiều thế hệ bảo hộ trí bảo hỗn độn trung cấp triệu hoán ra tới. Đương nhiên, cũng không thể nói là triệu hoán, chuẩn xác mà nói đúng vậy làm hỗn độn trung trở về căn nguyên. Tổ tông lưu lại ngôn ngữ chung. Sa hồ tộc chờ đợi đó là thiên mệnh giả. Có một ngày có người mang theo hỗn độn trung vang lên xuất hiện thời điểm, chính là Sa hồ tộc chờ đợi thiên mệnh giả, càng là các nàng nhất tộc đi theo đối tượng. Hiện tại cái này ngôn ngữ hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Người khác không biết hỗn độn trung là chuyện như thế nào, nhưng Sa hồ bà vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hơn hỗn độn trung có kiểu gì cường đại uy lực.
Đừng nói Medusa là chạm đến thiên đạo quy tắc áo nghĩa giai đoạn, chẳng sợ chính là hợp đạo cấp bậc cường giả, ở hỗn độn chung trước mặt, cũng đừng nghĩ bộ đến hảo. Một tiếng chuông vang tam giới chấn, hỗn độn đại đạo thiên địa tồn, vận chuyển hỗn độn khai thiên địa, tiếng chuông chín vang thần ma thương. Đây là về hỗn độn chung ghi lại. Quả nhiên gần một tiếng chuông vang khởi, khiến cho nàng làm ơn Medusa chí mạng công kích. Như thế dưới tình huống xa hồ bà trong lòng đại định. Hôm nay này một kiếp xem như qua. Đến nỗi Medusa, ha ha, chỉ cần cái kia thiên mệnh giả, hoặc là nói là chủ nhân nguyện ý, nàng là có thể hiệp trợ chủ nhân làm Medusa hình thần đều diệt. Hỗn độn chung có chín vang, một tiếng so với một tiếng cường hãn. Ảo diệu vô cùng. Đáng tiếc thiên mệnh giả hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, phát huy không ra, hỗn độn chung uy lực chân chính, bất quá có nàng ở một bên hiệp trợ, bắt lấy Medusa không có bất luận vấn đề gì. Không nói đến Medusa cùng Sa Hồ bà giờ phút này nội tâm khiếp sợ cảm khái, liền tính là Dương Mẫu Nhân chính mình cũng là tràn ngập chấn động. Hỗn độn chung uy lực cường đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hồi tưởng khởi phía trước từ đáy hồ hướng về phía trước bay đi hết sức, hắn cầm trong tay hỗn độn hướng về mặt nước bay đi thời điểm, lại không nghĩ rằng Sa Hồ Thánh Nữ vèo một chút bay xuống dưới, hơn nữa không chịu khống chế giống nhau, trực tiếp liền hướng về hắn đâm lại đây. Dương Nghị Vân vừa thấy liền biết Sa Hồ Thánh Nữ là không chịu khống chế tình huống, vội vàng duỗi khai đôi tay hướng về nàng chộp tới, bổn ý là muốn đem nàng bắt lấy, ai biết xem nhẹ Sa Hồ Thánh Nữ trên người lực đạo, bỗng nhiên chi gian liền đến trong lòng ngực hắn. Hảo đi! Một trận hương mềm làm Dương Mẫu Nhân tâm thần thiếu chút nữa đều đại loạn, dù sao nên thể hội đều thể hội, mỹ nhân trong ngực hưởng thụ khó có thể nói nên lời hảo. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gang. Trong lòng ngực Sa Hồ Thánh Nữ thực mau phản ứng lại đây, dăm ba câu giảng thuật bên ngoài Sa Hồ bà và Medusa tình huống. Dương Nghị Vân nghe xong cũng biết, không thể nhiều dây dưa, hai người vội vàng hướng về mặt nước bay đi. Đồng thời Dương Nghị Vân thả ra thần thức quan sát ngoại giới tình huống, một chút liền thấy được Sa Hồ bà bị Medusa bước tới rồi góc chết, mắt thấy là mệnh huyền một đường tình huống, cũng phát hiện Medusa trên người có hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, hơn nữa hắn rất quen thuộc. Đúng là phía trước thiên âm Pharaoh thiên ma chi âm chi lực cùng tam nhãn pháp lão đệ tam chỉ trong mắt cái loại này quỷ dị thạch hóa lực lượng. Chẳng qua này hai loại bất lực lượng, đồng thời thể hiện ở Medusa một người trên người, hơn nữa uy lực so với thiên âm cùng tam mắt cường đại rồi không biết nhiều ít, tóm lại hắn thần thức nhìn thấy tình huống đó là, Medusa trong ánh mắt nổ bắn ra mà ra quang mang, liền phải dừng ở Sa Hồ bà trên người. Hắn cũng cảm giác đến Sa Hồ bà bị Medusa gắt gao áp chế. Nếu mặc kệ nói, tất nhiên chính là tử lộ một cái kết cục. Đối với Sa Hồ bà hắn tự nhiên không thể mặc kệ, gần nhất là hắn ân nhân cứu mạng, thứ hai ở đáy nước thời điểm thông qua hỗn độn chung truyền đến tin tức biết được, Sa Hồ tộc chính là nhiều thế hệ ở bảo hộ hỗn độn chung. Hiện tại hỗn độn chung chính là thật thật tại tại thành chạm đến được đến thiên địa chí bảo, Sa Hồ tộc có công lớn. Dương Nghị Vân cũng mặc kệ có thể hay không loại kém hạ Medusa hai tròng mắt ánh sáng. Lập tức liền thúc giục hỗn độn chung. Kết quả, hỗn độn chung vượt quá hắn tưởng tượng hảo. Một tiếng chuông vang, hỗn độn khắc văn kim quang đại tác, nháy mắt lao ra mặt nước, cứu Sa Hồ bà càng là làm Medusa hôi hổi lui về phía sau. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Sa Hồ Thánh Nữ dừng ở Sa Hồ bà bên người, đối diện Medusa sắc mặt âm tình bất định, thậm chí mang theo ý tứ hoảng loạn nhìn chằm chằm ba người. Hỗn độn trung tản ra lộng lẫy kim quang huyền phù ở Dương Nghị Vân đỉnh đầu. Sa Hồ bà phản ứng lại đây lúc sau, đối mặt Dương Nghị Vân biểu tình kích động vô cùng. Dương Nghị Vân nhìn Sa Hồ bà vừa muốn chào hỏi, nói một tiếng nói lời cảm tạ nói, dù sao cũng là Sa Hồ bà chỉ điểm làm hắn ở thần trong hồ bổ toàn hỗn độn trung. Mặc kệ là vận mệnh chú định có người an bài, vẫn là cơ duyên xảo hợp, với hắn mà nói hỗn độn trung thật là hoàn chỉnh. Trước kia là liền nguyên thần thông thiên phú hư thể tồn tại, nhưng hiện tại là hỗn độn chung có thật thể, hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, sinh ra uy lực chi cường đại, chỉ có Dương Nghị Vân chính mình rõ ràng có bao nhiêu cường đại. Lý nên cảm tạ Sa Hồ bà. Nhưng là tại hạ một khắc, không chờ hắn nói chuyện, Sa Hồ bà lại là cầm trong tay quải trượng bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, một chút liền quỳ gối trước mặt hắn, kích động khẩu hô, Sa Hồ nhất tộc cửu vĩ thiên sa bái kiến thiên chúa. Ngạch. Dương Nghị Vân kinh ngạc. Thiên Chúa! Đây là như thế nào ra tới? Hắn đầu đều có chút đại. Không hiểu ra sao,
nhưng ngẫm lại ở đáy hồ hỗn độn trung truyền đến những cái đó tin tức, rồi lại có chút cái hiểu cái không, đối mặt giờ phút này Sa Hồ bà lại cũng không biết như thế nào trả lời. Lão thân thả biết Thiên Chúa trong lòng nghi hoặc, việc này lão thân tự sẽ cho Thiên Chúa giải thích, trước mắt còn thỉnh Thiên Chúa trợ lão thân giúp một tay giết Medusa này rắn độc lại làm định đoạt. Sa Hồ bà mở miệng làm Dương Nghị Vân đối phó Medusa. Dương Nghị Vân gật gật đầu, cũng hảo, yêu cầu ta như thế nào làm. Hắn biết tuy rằng có hỗn độn chung, nhưng hắn tu vi ở Medusa trước mặt còn kém thật xa, Sa Hồ bà cũng nói làm hắn hiệp trợ nàng. Medusa là địch nhân, tự nhiên muốn trước giải quyết lại nói. Sa Hồ bà mở miệng, Thiên Chúa chỉ cần đối với Medusa thúc giục hỗn độn chung tam hạ có thể, dư lại giao cho lão thân. Hảo Dương Nghị Vân gật đầu, hắn minh bạch Sa Hồ bà ý tứ, làm hắn thúc giục hỗn độn chung quấy nhiễu Medusa liền thành. Cái này với hắn mà nói không khó, trợ lực vẫn là Sa Hồ bà. Mà hỗn độn chung hiện tại cũng không phải là tầm thường, ở Dương Nghị Vân thúc giục thời điểm, phát hiện không có bất luận cái gì trở ngại, vận chuyển lên phi thường thoải mái, uy lực rất cường đại, bất quá hắn biết này còn không có phát huy ra hỗn độn chung uy lực chân chính tới, cũng là hắn tu vi nguyên nhân, tu vi càng cao, thúc giục hỗn độn chung phát huy ra tới uy lực tất nhiên sẽ cường đại. Lúc này hắn hiệp trợ Sa Hồ bà đối phó Medusa. Hắn cũng thực chờ mong. Dù sao từ vừa rồi kia một chút liền có thể nhìn ra hỗn độn chung đối Medusa ảnh hưởng là rất lớn. Còn có ta cũng hỗ trợ. Một bên Sa Hồ Thánh Nữ vội vàng mở miệng, sợ quên nàng giống nhau. Dương Nghị Vân đối Sa Hồ Thánh Nữ có chút vô ngữ, nhà đầu này tuy rằng là cường đại thượng vị pháp thần, nhưng lại không hề có thượng vị pháp thần phong phạm. Tính cách hoàn toàn chính là một cái không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, làm Sa Hồ Thánh Nữ thoạt nhìn đặc biệt trêu chọc thích. Ít nhất Dương Nghị Vân là rất nhiều thích nha đầu này. Ngẫm lại phía trước ở đáy hồ một màn, Dương Mẫu Nhân trong lòng liền có chút tâm viên ý mã. Kia cảm giác, tư. Hảo đi, Dương Mẫu Nhân vội vàng phanh lại. Ám đạo ta tà ác. Trên thực tế hắn rõ ràng, Sa Hồ Thánh Nữ cái tu luyện so với hắn còn lớn lên lão quái vật, chỉ là khả năng vẫn luôn bị Sa Hồ bà che chở. Do đó tính cách thượng thực thiên chân mà thôi. Nhà đầu ngươi chu hộ hảo Thiên Chúa, chính là ngươi lớn nhất công lao. Sa Hồ bà mở miệng nói. Sa Hồ bà là cái minh bạch người. Nàng biết Dương Nghị Vân tuy rằng là thiên mệnh chi chủ, là hỗn độn chung chủ nhân, nhưng chung quy tu vi muốn nhược rất nhiều. Đương nhiên cái này nhược là chỉ, ở Medusa bực này cường giả trước mặt mà thôi, trên thực tế thần chủ cấp bậc tu vi cũng không phải kẻ yếu. Làm Sa Hồ Thánh Nữ bảo vệ tốt Dương Nghị Vân, chính là sợ xuất hiện đột phát trạng huống, nếu là làm Dương Nghị Vân bị thương, vậy mất nhiều hơn được. Nga, ta hiểu được bà Sa Hồ Thánh Nữ đối Sa Hồ bà nói, chưa bao giờ sẽ phản bác, đều chỉ biết nghe. Bởi vì nàng biết bà từ trước đến nay đều sẽ vì nàng suy xét, mà sẽ không hại nàng. Ba người nói chuyện chi gian đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng đối diện Medusa còn lại là sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. Đối với Sa Hồ bà ba người chi gian nói chuyện, nàng một chữ không rơi nghe được trong tai, thật sự là khí tạc. Đường đường Medusa khi nào bị người làm lơ quá. Giờ phút này Sa Hồ bà ba người nói chuyện, ở Medusa xem ra chính là đối nàng làm lơ. Giống. Bỗng nhiên chi gian Medusa phát ra gầm lên giận dữ, thanh trấn cửu thiên. Hừ lạnh nói, ngươi chờ hôm nay đều phải chết, tao hồ ly hôm nay xem ta nuốt ngươi. Thanh âm lạc bế hết sức, chỉ thấy Medusa toàn thân thất thải quang mang đại tác phẩm. Ngay sau đó lại là hóa thành một cái trăm trượng thân hình cự xà, đỉnh đầu cư nhiên sinh trưởng một đôi thịt giác. Tản mát ra khủng bố hơi thở uy áp. Quanh thân bảy màu sương mù vần quanh, kỳ thật đáng sợ vô cùng. TTT. Há mồm phun ra xong xóa đầu lưỡi, bồn máu mồm to, quỷ dị phát tím hai mắt, quang mang đại tác dựng lên. Giống. Medusa hóa thành cự xà, há mồm thét dài dưới, thiên ma chi âm uy lực càng sâu, giờ phút này sóng âm mắt thường đều có thể thấy được. Cách thật xa Dương Nghị Vân ba người liền thấy được thiên ma chi âm cuốn tịch mà đến. Thiên Chúa mau gõ hỗn độn chung. Sa Hồ bà vội vàng hô to. Đông! Dương Nghị Vân vội vàng thúc giục hỗn độn chung, cũng chỉ có hỗn độn chung thanh âm có thể khắc chế thiên ma chi âm. Một tiếng du dương dày nặng tiếng chuông vang lên. Từng đạo khắc văn hội tụ thành quang, ngay lập tức nhằm phía Medusa thiên ma chi âm. Ầm ầm ầm,
hai loại hoàn toàn bất đồng âm luật thần thông chạm vào nhau dưới bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng động. Không gian ở vặn vẹo chung. Cũng là giờ khắc này Medusa bỗng nhiên đánh tới. Cùng thời gian xa hồ bà hừ lạnh một tiếng một dậm chân, thẳng đến Medusa mà đi. Vèo vèo. Thiên ma chi âm bị hỗn độn chung lại tán, Medusa hai tròng mắt chung lại lần nữa bùng nổ thiên mục thần quang, quả thực che trời giống nhau nổ bắn ra. Đông! Đông! Dương Nghị Vân nhảy dựng lên, theo sát xa hồ bà phía sau, liên tục hai lần thúc giục hỗn độn chung. Hỗn độn chung thượng khắc văn bùng nổ kim quang lóng lánh mà đi, một đạo tiếp theo một đạo như là bọt sóng giống nhau đón nhận Medusa thiên mục thần quang. Đúng lúc này, xa hồ bà trong tay quải trượng huy động dựng lên, bỗng nhiên đập vào hỗn độn chung thượng. Đông! Đây là một đạo thêm vào. Hỗn độn tiếng chuông lần thứ hai đại tác phẩm, như sấm minh giống nhau vang vọng thiên địa. Dầm một chút, dung nhập ở Dương Nghị Vân thúc dục kim quang sóng chiều bên trong. Giống. Khoảnh khắc công phu hai bên công kích va chạm ở hết thảy. Medusa phát ra một tiếng gào giống. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai tựa hồ ở kêu thảm thiết. Định mục vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy Medusa khổng lồ vô cùng thân hình đang không ngừng quay cuồng chung. Đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trực tiếp đem hỗn độn chung thúc dục dựng lên. Ngay lập tức chi gian hỗn độn chung đón gió mà trương, càng lúc càng lớn đối với Medusa mà đi. Ngay sau đó hỗn độn chung che trời, đem Medusa cấp gắn vào trong đó. Lúc này xa hồ bà thân hình chợt lóe, lại là lần thứ hai một phi dựng lên, bay đến hỗn độn chung trên không, khẽ quát một tiếng, một trưởng nhóm bỗng nhiên vỗ vào hỗn độn chung thượng. Ong! Hỗn độn chung run minh chung, bị xa hồ bà trực tiếp một trưởng áp chế từ không chung rơi xuống mà xuống. Dương Nghị Vân thấy vậy liền biết xa hồ bà ở toàn lực áp chế. Lúc này Medusa kỳ thật đã bị hỗn độn bao phủ ở trong đó, hắn biết kế tiếp sự tình liền phải xem hắn. Ầm vang. Một tiếng chấn động. Hỗn độn chung bao phủ Medusa hung hăng dừng ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa đều chấn động một chút. Bụi đất đầy trời dựng lên. Dương Nghị Vân chợt lóe mà xuống, ngay sau đó hắn đứng ở hỗn độn chung thượng.